Anh 31 tuổi, đẹp trai, thành đạt. Vì sao ư? Bởi vì sinh ra anh vốn đã ngậm thìa vàng ở trong miệng rồi. Bố mẹ của anh là những người làm ăn lớn, có tiếng tại thành phố này, không ai là không biết. Sở hữu một công ty to đùng về bất động sản, anh có quyền chọn cho mình một căn nhà đáng mơ ước và sống xa bố mẹ để có thể được tự do. Bạn gái thì anh cũng có vài ba mối tình nhưng mà chẳng đến đâu cả, bởi vì người ta chỉ lợi dụng anh mà thôi. Tình yêu đều dựa trên sự mưu tính, lợi dụng lẫn nhau, chẳng có ai sâu đậm. Còn cô năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang thất nghiệp nằm nhà. Ngoài chiếc điện thoại iPhone đời mới thì cô chẳng còn gì giá trị ở trên người. Cô cũng có vài ba mối tình nhưng mà toàn là tình yêu bọ xít, cô vẫn còn chưa nguyên, cho dù đàn ông vây quanh cô không phải là ít. Hôm đó cô lên ba, cô đi sinh nhật của bạn. Cô không còn lắm tiền nhiều của để mà lên ba thường xuyên, nhưng đây không phải lần đầu tiên của cô. Cô ngồi cách anh một bàn, bàn của cô đầy người trẻ, còn bàn của anh thì là những người đứng tuổi. Bàn của anh uống rượu, xin bàn của cô uống rượu mix với nước ngọt có ga. Mới hơn 11 giờ, bàn của cô đã say khướt, mà anh thì vẫn đang tỉnh, đang quan sát xung quanh, bởi vì anh cũng ít khi nào lên ba. Hôm nay tự nhiên anh buồn, chẳng biết tại sao anh thấy cô đơn đến lạ lùng. Anh theo nhóm bạn lên đây để nghe nhạc nhẽo một chút cho đỡ trống vắng. Bàn của cô bắt đầu lộn xộn, mấy thằng bạn bắt đầu cà khịa nhau. Cô đang vật lộn với đôi giày cao gót. Thằng bạn ở bên cạnh xô cô làm cho cô ngã ngửa ra. Cô ngã trên bàn của anh. Chai rượu trên bàn rơi xuống, rượu đổ ra linh láng. Tiếng hét của mấy đứa con gái hòa vào cùng với tiếng nhạc. Bảo kê của quán bar ra giữ cô lại, rồi quay qua nói gì đó với anh. Bảo bàn của cô đền rượu đi. Đầu óc của cô trở nên choáng váng quay cuồng. Chai rượu gần 50 triệu. Bảo kê đưa hóa đơn đến bàn của cô. Trực tiếp thì cô chính là người làm đổ chai rượu. Cô choáng váng mặt mày, vừa vì rượu vừa vì số tiền phải bồi thường kia. Cô đứng loạng choạng trên đôi giày cao gót lều nghều, rồi loạng choạng ngã xuống tiếp. Mọi người bên cạnh đều kêu ơ ớ. Cô nhắm chặt mắt, 50 triệu nữa ra đi. Bỗng cô thấy cả cơ thể của mình nhẹ bẫng, không nghe thấy tiếng đổ vỡ, không nghe thấy gì cả. Cô từ từ mở mắt ra, đã thấy mình đang nằm trên đôi tay của anh rồi. Thì ra là anh đưa tay đỡ cô. Anh cứu cô khỏi chai rượu 50 triệu tiếp theo. Cô giật mình định chạy, giãy ra khỏi vòng tay của anh, thì đã nghe anh ghé sát bên tai của cô thì thầm mấy câu mà chỉ có cô nghe thấy. Có muốn trừ nợ không? Lên giường với anh. Thế rồi anh nới lỏng tay buông cô ra. Cô nhoài người dậy, hơi ấm của anh truyền từ miệng tới tai cô. Cả người của cô nóng ran. Cô tỉnh rượu hẳn và quay sang nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô lờ đễnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn tiếp tục uống rượu. Cô đổi dép cho bạn ngồi bên cạnh mình rồi loạng choạng đi vào trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy cô đi vào trong nhà vệ sinh, anh cũng đứng dậy đi theo cô. Cô vừa bước ra khỏi cửa phòng nhà vệ sinh thì có một cánh tay rắn chắc kéo cô vào nhà vệ sinh nam. Mùi nước hoa của anh phả vào trong mũi. Anh nhìn vào trong mắt của cô. Mắt anh không hề chớp, làm cho cô run rẩy. Toàn thân của cô nóng lên, tim đập dồn dập. Lần đầu tiên cô có một cảm giác như vậy. Anh ghé sát tai của cô rồi thì thầm. Lên giường với anh nhé. Em quyến rũ quá. Anh muốn em. Tai của cô lúc này ù đặc cả đi. Trái tim của cô đập lên giống như muốn nhảy loạn ra khỏi lồng ngực. Nếu như ngủ với anh ta thì sẽ trừ được số nợ 50 triệu, không còn gặp rắc rối gì cả, sẽ không bị bắt ở lại đây. Có nên hay là không đây? Không biết thông tin của anh ta một chút nào cả, có nên đánh liều hay không đây? Thôi thì ngủ luôn đi. Ai biết cô là ai cơ chứ? Ngủ cùng nhau xong rồi thì chẳng bao giờ gặp lại nhau. Phải liều thôi. Nếu không trả được tiền thì cô sẽ nhừ đòn với bọn bảo kê trong quán bar. Cô cũng không còn hy vọng gì trong nhóm bạn của mình. Vào đây chúng nó cũng chỉ vì sĩ diện này kia mới cố vào thôi, chứ lấy đâu ra tiền. Đang thất nghiệp cả một lũ, một lần đi bar chụp cả trăm cái ảnh áp dần để thể hiện mình xanh chín, chứ tiền thì còn phải xin, còn phải ăn bám bố mẹ. Cô đành đánh bạo, khẽ nuốt nước bọt rồi thì thầm vào tai của anh, giọng đã khàn đặc cả đi. Tôi được cái gì đây? Em muốn bao nhiêu? Anh nhìn cô khinh khi, nới lỏng tay của cô ra.
Em muốn anh trả chai rượu kia và giữ bí mật chuyện này. Cô đánh liều mà nói. Cô giống như bị điên rồi. Chắc là một phần là do rượu. Anh ghé sát vào tai của cô thì thầm. Được rồi, anh ra trước, đợi em ngoài cổng nhé. Anh nói xong thì buông cô rồi đi thẳng. Cô hít lấy hít để mùi nước hoa nam tính và đắt tiền của anh còn vương lại ở xung quanh, rồi loạng choạng đi ra bên ngoài. Anh vào thanh toán tiền, thanh toán luôn cho bàn của cô. Mấy đứa bạn của cô há hốc mồm. Cô đứng dậy không biết là giải thích như thế nào thì anh quay sang đỡ lời cho cô. Đây là em họ của anh, anh sẽ trả tiền cho cô ấy. Còn tiền sinh nhật thì các bạn khác chia nhau thế nào, hãy đưa tiền thừa cho cô ấy nhé. Rồi anh nháy mắt cho cô ra cổng. Cô nói với bạn mình là mình say quá, thế nên về trước. Sau đó cô đổi dép với bạn của mình, loạng choạng đi ra ngoài trên đôi dép cao lều nghều. Anh lái xe ra trước cửa rồi với tay đẩy cửa cho cô bước vào. Cô rụt rè bước lên xe của anh, nhanh nhẹn giống như là con mèo. Cô không muốn có ai nhìn thấy được cảnh này. Trong xe, mùi nước hoa của anh sộc lên, ngào ngạt trên mũi. Mùi hương này thật là đặc biệt, làm cho cô cảm thấy đê mê. Cô ngồi im lặng, khép nép. Cô không biết phải nói gì vào lúc này nữa. Anh tập trung lái xe, cả người của anh đỏ rực vì rượu. Nhìn anh chăm chú, cô thấy anh khá đẹp trai. Tự nhiên cô thấy mình liều quá đi mất. Nếu như ai đó phát hiện ra thì đúng là nhục nhã. Cô thở dài ngao ngán nhưng rồi cũng tặc lưỡi. Thôi thì kệ đi. Anh dừng xe trước cửa của một khách sạn lớn trên phố. Anh im lặng xuống xe rồi vòng sang mở cửa xe cho cô. Anh ném chìa khóa cho bảo vệ rồi bảo cô xuống xe. Cô cứ rụt rè mãi, cuối cùng mới bước xuống ngại ngùng đi theo anh. Anh nhận chìa khóa phòng rồi cùng cô đi vào trong thang máy. Trong lòng cô nặng trĩu, bao nhiêu lo âu đổ lên trên đầu. Cô không thể nào nghĩ được cái gì cả. Mặt của cô có chút tái nhợt. Cửa thang máy đóng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô rồi hỏi. Em làm nghề này lâu chưa? Cô giật mình. Nghề sao? Nghề gì cơ chứ? Cô không hiểu gì cả. Làm nghề gì cơ? Anh nói gì em không hiểu ạ? Thì làm gái đó. Làm gái chứ còn làm gì? Anh cau mày. Còn cô thì giật mình. Cổ của cô khô khốc. Trời đất ơi, anh đang nghĩ là cô làm gái sao? Cái lão già điên này. Người ta vẫn còn trinh cơ đấy. Cô phản bác. Anh ăn nói kiểu gì thế? Ai làm gái cơ? Vớ va vớ vẩn. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm rồi. Anh chỉ nhếch môi cười không nói. Đúng là làm gái, lên giường với bất kỳ ai cũng chối. Sau khi cô hỏi anh em ngủ với anh thì được gì, thì anh đã thừa biết là cô không phải loại gái trinh nguyên rồi. Anh im lặng không đáp lời cô. Cô nhìn mặt anh vô cùng ngạc nhiên. Ở trong thang máy vài phút mà cô cứ ngỡ như là vài thế kỷ trôi qua. Cô không ngờ anh lại nhìn nhận với cô như vậy, đúng là quá đáng. Cô thở dài. Thôi được rồi, chỉ cần một chút thôi là cô sẽ thoát. Cô không quan tâm nữa, cứ thế mà cố gắng trấn an bản thân mình. Thang máy mở cửa, anh bước ra, cô cũng lẽo đẽo theo sau. Anh quẹt thẻ đi vào cửa, phòng khách sạn mở ra, anh bước vào, giống như là quen thuộc lắm vậy. Anh chẳng nói chẳng rằng, làm cho không khí căng thẳng bao trùm. Anh chỉ bảo cô đi tắm đi. Cô không muốn tắm, sợ mình bị ốm mất. Anh lắc đầu ngao ngán. Cô mặc kệ, mẹ cô dặn là không được tắm khuya, nhất là khi đang say rượu. Cô nằm trên giường, còn anh thì đi tắm. Thật sự thì trong đầu của cô đang nghĩ về chuyện đó. Năm nay cô 23 tuổi, sinh lý của cô rất bình thường, nếu không muốn nói là rất tốt. Cô xem phim ảnh rất nhiều, ngoài đời thực thì bạn bè của cô cũng hay nói tới chuyện đó. Nhưng mà chớ trêu thay, cô không biết chuyện đó diễn ra thế nào. Tự nhiên cô muốn thử cảm giác xem nó thực sự ra sao. Cũng là tự nhiên cô cảm thấy anh quyến rũ, chắc là bởi vì mùi nước hoa của anh. Nhưng mà công nhận là anh rất đẹp trai. Cô cười rồi nghĩ rằng ngủ với anh mà được sướng thế này, 50 triệu cũng đáng đấy chứ. Đầu óc của cô chỉ đơn giản như vậy thôi. Anh bước ra, trên người cuốn mỗi chiếc khăn. Cơ thể không cơ bắp cuồn cuộn, nhưng mà bụng 6 múi nhìn rất khỏe mạnh. Cô phì cười nghĩ đến bụng của bố mình, một múi duy nhất và trung thủy từ trẻ cho đến già. Anh thấy cô mỉm cười thì không hiểu được cô đang nghĩ gì. Anh bảo cô rửa tay chân đi. Cô lúc này mới sực nhớ ra thì lon ton đi vào trong nhà tắm. Anh ngán ngẩm, đúng là cô gái dở hơi, làm như là ngây thơ lắm không bằng.
Tự nhiên lúc này anh lại cảm thấy có hứng thú với cô. Đúng là điên mất thôi. Cô bước ra từ trong phòng tắm. Anh đang nằm trên giường. Anh bảo cô tắt đèn đi, bật đèn ngủ lên. Cô làm theo anh như là một cái máy. Anh vứt cái khăn đi, để lộ ra cơ thể trước mặt của cô, làm cho cô có chút ngại ngùng. Cô có chút giật mình, sợ sệt tiến đến giường, cầm lấy cái đó, rồi tay run run. Cô làm cái gì thế? Cô lấy răng cạp tôi rồi đấy, cô có biết không? Cô bị làm sao thế? Thôi thôi, khỏi cần nữa đi. Anh xua xua tay, mặt của anh nhăn nhúm khó chịu. Cô chẳng hiểu sao cả, cứ ngồi đần ra. Anh bảo cô cởi quần áo. Đúng là bực bội, anh nghĩ thầm. Cô rón rén cởi quần áo như là đi ăn cướp, rồi kéo nhẹ nhàng khóa váy. Cuối cùng thì chiếc váy cũng được tháo ra khỏi người của cô. Người của cô khỏa thân trước mắt anh. Cô ngại ngùng kéo chăn lại, che đi cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, anh đã kịp nhìn ra cơ thể xinh đẹp của cô. Nhìn cũng hấp dẫn phết đấy chứ. Vòng nào ra vòng đấy, thế nên anh mới giãn được cơ mày ra một chút. Anh nhảy lên giường rồi lập tức lao vào cô. Đây đúng là mùi hương của đàn bà rồi, thơm ngát, không phải là mùi nước hoa. Anh hít lấy hít để trên cần cổ của cô. Thế rồi anh bắt đầu lần mò, cởi tất cả những gì còn vương víu trên cơ thể của cô. Làn da của cô mịn màng, láng bóng như là da của em bé. Tự nhiên anh lại cảm thấy kích thích trở lại. Anh cười, gần 100 triệu đi toi cũng đáng phết đấy chứ. Cô đang nằm quằn quại theo di chuyển của đôi bàn tay anh. Cô ngượng ngùng dù đang nằm trong chăn. Anh thấy được cười thay cho cô. Không hiểu sao làm gái rồi mà lại còn ra vẻ ngây thơ, ngại ngùng cho ai xem cơ chứ. Anh ghét cái kiểu đó vô cùng, giống như là con dở hơi, làm cho anh mất cả hứng thú. Anh thô bạo bắt đầu tấn công những thứ mềm mại của cô, rồi bắt đầu thô bạo. Mọi việc diễn ra rất khó khăn. Tưởng rằng ngon lành lọt nước, anh hùng dũng tiến đi vào, nhưng mà lại mắc lưới rồi. Anh đang hùng hục thì cô gào lên. Mặt của cô đau đớn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bạn của cô nó nói rằng lần đầu tiên chỉ đau một chút thôi, mà tại sao lại đau lâu thế? Anh cũng ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ là cô còn lá chắn sao? Cô cấu vào người của anh bởi vì quá đau. Cô gào lên như là lợn bị chọc tiết. Cô lúc này mới quắc mắt nhìn anh mà gào thét. Anh làm cái quái gì mà đau thế? Đau quá đi mất. Anh điên đấy à? Anh muốn giết người cô đúng không? Anh ngơ ngác, lúc này đã vã hết cả mồ hôi rồi. Cô vẫn còn trinh tiết sao? Cô làm gái cơ mà, tại sao lại còn trinh nguyên thế này? Không phải cô là gái bán hoa sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ bùa về trong đầu của anh. Anh đột nhiên nằm xuống. Anh ngạc nhiên đến tột độ. Anh thấy mình quá đáng quá rồi. Anh cảm thấy thương cho cô. Trời đất ơi, trái tim của anh tự nhiên đập rất mạnh. Cảm xúc rất khác biệt. Lần đầu tiên anh có một loại cảm giác như thế này. Cô đang co xuống người vì đau đớn. Cô đang khóc. Anh nằm phía sau lưng của cô, vòng tay kéo cô vào trong lòng, rồi siết chặt cơ thể của cô vào trong lòng. Trái tim anh tự nhiên cũng cảm giác đau nhói. Anh vỗ về cô, vẫn chưa hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ biết dỗ dành cô, bảo cô nín đi. Thế nhưng cô lại càng khóc to hơn. Cô cảm thấy vô cùng tủi thân. Anh ôm cô nhẹ nhàng. Đột nhiên thấy anh không vồ vập nữa, lại nhẹ nhàng đến kinh ngạc, vuốt ve cơ thể của cô giống như là trân trọng nó lắm vậy. Cơ thể của cô lại bắt đầu háo hức trở lại. Anh khẽ khàng kích thích cô, làm cho máu tò mò trong cô lại trỗi lên. Thế rồi cứ thế, anh cẩn thận cúi gập người xuống hôn cô, nhẹ nhàng hít lấy hít để mùi hương con gái còn trinh nguyên trên da thịt của cô. Mùi hương ngào ngạt làm cho anh phải say mê. Anh lại bắt đầu tấn công cô. Cô nhịp nhàng phối hợp với anh để có thể vượt qua mớ trận địa đổ nát trong cô. Người của anh đã mồ hôi túa ra. Mệt mỏi, đau đớn, cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Anh ra ngồi ở bàn, rút thuốc ra, định hút, nhưng mà lại không muốn mùi thuốc làm cho cô phải thức giấc. Anh ngồi im lặng rồi suy nghĩ mông lung một chút. Sau đó cơn buồn ngủ kéo tới. Anh lò dò bước đến giường, nằm sát vào cơ thể của cô, kéo cô cố lên tay của mình, rồi siết cô chặt cứng vào trong lòng, ôm cô đi ngủ. Đêm đó, trong lòng anh cứ thổn thức nhiều điều, nhưng mà trong thâm tâm thì anh lại cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Sáng sớm ngày hôm sau, 5 giờ, chuông báo thức kêu lên. Hôm nay anh phải đi Thanh Hóa để ký hợp đồng làm ăn. Cô vẫn đang ngủ trong vòng tay của anh. Má của cô đỏ ửng, mắt nhắm nghiền,
lông mi dài cong rũ xuống, nhìn cô giống như là một thiên thần nhỏ. Không thể nào kìm được bản thân, anh cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi của cô. Cô giật mình, khẽ mở mắt ra mơ màng. Không hiểu sao cô lại kéo anh lại gần, rúc vào trong lồng ngực của anh rồi ngủ tiếp. Hình như là cô đang nằm mơ. Anh không cầm lòng được nên đành cúi xuống nằm bên cạnh cô thêm một chút, để cho cô ngủ lại hoàn toàn thì anh mới đứng dậy. Anh không đi tắm mà thay luôn quần áo. Cảm thấy hưng phấn một cách lạ lùng, anh mở ví ra, rút hết toàn bộ số tiền còn lại trong ví để lên bàn. Gần 2.000 đô và một ít tiền Việt. Anh xé vội tờ giấy, ghi vào vài lời dặn, dặn cô lấy tiền đi taxi. Anh có việc phải về trước rồi, sau này anh sẽ liên lạc với cô sau. Thế rồi anh vòng qua giường lấy điện thoại cố định, bấm máy, nháy máy sang của anh lấy số điện thoại. Cô khóa phát, anh thử mấy lần mà không được. Thế rồi anh quyết định cầm luôn điện thoại của cô đi. Anh nghĩ chỉ còn cách đó thôi, cô sẽ gọi điện để lấy điện thoại của mình. Không thì anh sẽ không làm cách nào để mà tìm được cô ở thành phố rộng lớn như thế này. Anh rón rén tiến đến giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô. Gà giường bây giờ có rất nhiều vết máu từ hôm qua, này đã khô rồi, hiện ra màu nâu rõ rệt. Anh khẽ chạnh lòng khi mà nhìn thấy dấu vết đó. Thế rồi anh rón rén mở cửa đi ra ngoài, xuống thanh toán tiền khách sạn, dặn dò Lệ Tân. Còn cô thì vẫn đang chìm trong giấc ngủ. 10 giờ sáng, cô giật mình tỉnh giấc. Chết rồi, tại sao cô ngủ đến giờ này mới tỉnh dậy cơ chứ? Cô không thấy anh đâu cả, hoảng hốt vô cùng. Toàn thân của cô đau nhức, giống như là vừa bị ai đó đánh vào người. Cô lật đật tìm quần áo rồi mặc vào. Sau đó lao nhanh vào trong nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Giờ này chắc là bố mẹ của cô đang lo lắng rất nhiều rồi đây. Mẹ của cô sẽ giết cô mất. Cô cuống quýt hết cả lên, rồi nhìn thấy sấp tiền ở trên bàn. Cô tiến đến xem thử, một sấp tiền mặt rất dày. Anh viết giấy gửi lại cho cô. Anh bảo rằng cô cầm lấy tiền này để đi taxi. Tiền taxi gì mà nhiều thế không biết. Cô đếm vội sấp tiền rồi lấy túi cho tiền vào. Đảo mắt để tìm điện thoại nhưng mà chẳng thấy đâu cả. Đã lật hết cả chăn gối lên rồi mà cũng chẳng thấy. Tìm nát cả căn phòng mà cũng không thấy điện thoại. Cảm thấy chán nản, cô đành bất lực đi ra về. Không quên dặn Lễ Tân, nếu như dọn phòng mà tìm thấy điện thoại thì cất giúp cho cô. Rồi còn xin Lễ Tân số điện thoại để mà liên lạc nữa. Lúc này cô mới vội vã chạy ô ra ngoài để bắt taxi trở về. Giờ này chắc là bố mẹ của cô đang sốt ruột lắm đây. Mở cửa bước vào trong nhà, mẹ của cô đang hì hụi nấu nướng. Thấy con gái trở về đầu tóc tả tơi, bà đi ra mặt đầy lo lắng mà lên tiếng. Con làm sao thế này Hà Quỳnh? Ăn uống gì chưa con? Sao mà nhìn đầu tóc rũ rượi thế kia? Chết rồi, vào thay quần áo đi rồi tắm rửa đi. Bố mà nhìn thấy cái bộ dạng này thì liệu hồn đấy. Quỳnh lúi húi đi tắm rửa. Mẹ cô thấy cô có một cái gì đó rất khác, nhưng bà vẫn im lặng không nói. Bà chỉ quay trở vào để tiếp tục nấu ăn. Tắm rửa xong xuôi, cô quay vào ăn uống, lấy điện thoại gọi cho bạn của mình, hỏi xem là điện thoại của mình có ở đó không. Lũ bạn của cô cũng ngơ ngác, ai cũng nói rằng không biết gì cả. Cô nằm dài xuống, cảm giác bực mình vô cùng, gọi vào máy của cô mãi mà không có ai nghe máy. Cô đâu có ngờ đâu là anh đang cầm điện thoại của cô. Lúc cô gọi thì anh đang họp rồi. Thấy tiếng chuông đổ lên, anh cũng nóng ruột lắm chứ, nhưng mà phải tắt đi. Cô chửi thầm, không biết là tên khốn nào lấy điện thoại của mình chứ. Thế rồi cô nghĩ đến anh. Cô đứng dậy chốt cửa phòng, rồi mở túi lấy tiền ra, đếm lại một lần nữa. Nhiều tiền quá. Lần đầu tiên trong đời cô được cầm số tiền nhiều như thế này. Trong đầu của cô đang nghĩ đến ăn chơi nhảy múa. Cô đang tính đi mua quần áo, thế nhưng rồi cô lại từ bỏ ngay ý định đó. Cô cảm giác tội cho anh. Tối qua anh mất nhiều tiền lắm rồi. Cô không biết từng đó chẳng thấm vào đâu so với kiểu ăn tiêu của anh. Nhưng mà số tiền này đối với cô là một số tiền lớn. Cô liền cất vào trong túi và nghĩ, sau này nếu như có cơ hội thì nhất định cô sẽ gửi lại trả cho anh số tiền này. Rồi cô lăn ra ngủ. Thất nghiệp không ngủ thì cũng chẳng biết phải làm gì. Đang thiêu thiêu ngủ thì tiếng chuông điện thoại của mẹ cô reo lên, là một số lạ gọi tới. Cô mở mắt ra gào lên gọi mẹ. Mẹ của cô đang dọn dẹp từ bên ngoài chạy vào hỏi cô. Ai gọi thế con? Con làm sao mà biết được, mẹ mang điện thoại ra ngoài luôn đi.
Cô chui đầu vào trong gối rồi ngủ tiếp. Mẹ của cô ấn nút nghe. Alo. Giọng nói alo của một người con trai ở đầu dây bên kia vang lên. Ai đấy? Gọi có việc gì không? Anh có chút ngạc nhiên, không biết là điện thoại của ai. Anh lấy số này từ máy của cô, thấy cô không lưu tên nên anh nghĩ là cô gọi. Anh hỏi lại, cô là ai? Tại sao cô lại gọi vào máy của cháu chứ? Gọi bao giờ? Tự nhiên cô thấy mày gọi vào số của cô đấy chứ? Hay là cái Quỳnh nhà cô nó gọi nhỉ? Mà cháu ở đâu? Cháu ở Hà Nội. Chắc là con gái của cô gọi rồi. Cô cho cháu gặp bạn đó một chút có được không? Anh nhã nhặn mà nói chuyện. Trái tim của anh đang đập lên thình thịch từng hồi. Chưa bao giờ anh cảm thấy hồi hộp giống như là lúc này. Chắc là tại vì anh vui quá, bởi vì sắp được gặp lại cô. Giọng nói của mẹ cô làu bàu, đầu dây bên kia vang lên. Quỳnh sao? Ừ, đây này. Quỳnh ơi, ai gọi con này? Dậy đi, ai gọi con đây này? Khiếp quá, con gái con đứa mà ngủ nhiều thế, nhanh lên. Lúc này Quỳnh mới mở mắt, với tay lấy điện thoại từ phía của mẹ, uể oải mà nghe máy. Alo. Cô kéo dài chữ lô ra, giọng đầy ngái ngủ. Anh bật cười khi mà nghe giọng nói của cô, vui vẻ mà đáp. Anh đây, em dậy rồi à? Có ngạc nhiên không nào? Cô lúc này mới giật mình, nghe giọng nói của anh, cô giật mình thon thót, tỉnh cả ngủ luôn. Cô nhìn sang mẹ của mình, sợ mẹ phát hiện ra điều gì đó, thế nên quay ra bảo mẹ. Mẹ ơi, mẹ cứ đi ra ngoài đi, lát nữa con mang điện thoại ra cho, con nói chuyện với bạn con một chút nha. Mẹ của cô đồng ý đi ra ngoài. Cô chạy ra chốt cửa rồi đến bên giường, hối hả mà nói. Tại sao anh lại biết số điện thoại của mẹ em, giỏi thế? Em mất điện thoại rồi, sáng ra tìm mãi mà không thấy đâu cả. Mà anh đang ở đâu thế? Lúc nào có thời gian gặp nhau nha. Em muốn trả lại cho anh tiền lúc sáng. Em đi taxi hết có 80.000, còn đâu em sẽ gửi lại cho anh. Em xin 50 triệu tối qua là được rồi. Anh bình tĩnh lắng nghe những gì cô đang nói, rồi cười nói với cô. Điện thoại của em anh đang cầm đấy. Chưa kịp nói hết câu, cô đã hét toáng lên ở trong điện thoại. Cái gì cơ? Tại sao anh lại cầm điện thoại của em? Anh điên rồi à? Câu cửa miệng của em là điên rồi à, có đúng không? À, không phải thế đâu. Vậy anh đang ở đâu? Để em qua lấy điện thoại nha. Tại sao có thể lấy điện thoại của người khác mang đi như vậy chứ? Bao nhiêu bí mật của em ở trong đó? Vậy thì tối nha, anh đang ở trong Thanh Hóa rồi. Tối nay anh sẽ gọi vào đây, thế nên đừng trả điện thoại cho mẹ em nhé, nhớ đấy. Tối nay anh sẽ đón em. Anh đang bận rồi, anh tắt máy đây. Chưa để cho cô kịp phản ứng thì anh đã vội vàng tắt máy ngay. Cô nằm vật xuống giường, đầu óc trống rỗng, chẳng biết là đang nghĩ về cái gì nữa. Không biết anh có vợ chưa? Mà chắc là chưa đâu. Nhìn anh còn đào hoa thế cơ mà. Cô nào mà gặp phải anh thì cũng đến là mệt. Tự nhiên cô lại nghĩ đến đêm qua. Bất giác cô rùng mình, chẳng hiểu vì điều gì nữa. Cô chỉ cười thầm nghĩ, mình đúng là điên thật rồi. Buổi tối, đang nằm ngạo nghễ ở ghế sofa xem phim, bố cô lúc này mới trở về nhà, thông báo là xin được việc cho cô rồi. Chạy được cho cô và làm giao dịch cho một ngân hàng khá lớn và ở gần nhà. Bố cô nói rằng cũng mất khối tiền đấy. Quỳnh vô cùng sung sướng, thế là cô sắp được đi làm rồi. Ở nhà làm cho bản thân của cô mụ mị rất nhiều. Bố cô bảo rằng liệu mà làm ăn cho cẩn thận, không phải là ai muốn xin vào chỗ này cũng được đâu đấy. Cô nháy mắt với bố cô, nói rằng sau này sẽ kiếm một chàng rể thật là ngon lành để đền đáp công ơn của bố mẹ. Lớn đầu rồi mà bàn tay vẫn còn trinh, thì đòi yêu anh nào khấm khá hả cái cô này. Bố cô mắng yêu, cô cười ngượng nghịu, tránh mặt của bố rồi đi vào trong phòng. Bố cô đúng là không biết rồi, bàn tay của cô đúng là không ai nắm, vẫn còn trinh, nhưng mà cô lại trao đời con gái cho anh với giá 50 triệu mất rồi, mới đêm hôm qua xong. Đang nằm mải suy nghĩ miên man thì mẹ cô đi vào. Quỳnh đâu? Bạn gọi này, nghe máy nhanh đi. Cô lúc này mới sực nhớ ra là anh hẹn mình. Cô bảo rằng đợi con một chút rồi chạy ra ngoài. Mẹ của cô đưa điện thoại, cô cầm máy chạy thẳng ra sân để nghe. Bố cô hỏi mẹ của cô điện thoại của cô đâu rồi.
Mẹ của cô lúc này mới ngao ngán, bảo rằng cô vứt đâu rồi, không ai biết được, đang đi tìm. Bố cô và mẹ cũng lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục xem TV. Anh gọi điện đến để xin địa chỉ qua đón cô. Cô không muốn dây dưa gì với anh nữa, thế nên bảo rằng sẽ đi ra chỗ hẹn. Cô chạy vào nhà xin phép để cho bố mẹ cho đi chơi. Bố cô im lặng không nói gì. Mẹ của cô thì lườm nguýt bảo về sớm, cứ ngủ lại nhà cái Thảo giống như hôm qua, là về mẹ chặt chân luôn. Cô vâng vâng dạ dạ, rồi cô vào thay tạm quần áo với cái túi sách rồi chạy biến đi. Gặp anh ở điểm hẹn là một quán cà phê ở đường Láng Hạ. Cô thấy ngay chiếc xe của anh ở tầng 1. Tự nhiên cô có cảm giác háo hức một cách kỳ lạ. Cô chạy như bay vào trong quán, không thấy anh đâu cả. Cô chạy lên tầng 2, nhìn ngó xung quanh, cô cũng nhìn ra anh. Anh đang ngồi thu mình vào trong một góc, mặt đang chăm chú lướt cái iPad. Cô tiến lại, ngồi xuống đối diện với anh. Cô giả vờ chào theo kiểu tự nhiên nhất. À, chào anh. Em đến rồi đấy à? Anh ăn gì chưa? Cô vừa hỏi, mắt vừa nhìn xung quanh, cố gắng không muốn chạm vào ánh mắt của anh. Anh vẫn chưa ăn, mà cũng không đói lắm. Em ăn gì chưa? Anh nhìn cô đầy âu yếm, anh cũng không thể nào hiểu được chính bản thân mình. Từ hôm qua đến giờ tâm trí của anh chỉ nghĩ đến cô mà thôi. Anh chỉ mong xong việc nhanh nhanh để còn trở về gặp cô. Anh đã lao xe như một tên điên ở trên đường để có thể nhanh chóng được gặp cô. Cái này gọi là gì đây? Gọi là tiếng sét ái tình sao? Anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà nói chung đối với anh, cô có một sức hút rất lạ lùng. Anh thầm nghĩ, chẳng biết là người phụ nữ này đã trốn bao nhiêu năm nay để cho anh đến bây giờ mới gặp được cơ chứ, để cho trái tim của anh phải phí hoài nhịp đập vào những người con gái khác. Anh bất giác bật cười, ngồi đây nhìn cô đã là quá lắm với anh rồi. Nếu như người khác, chắc là anh sẽ lao ngay vào mà ngấu nghiến cho bỏ thèm thuồng. Nhưng mà đối với cô, anh không dám. Anh sợ rằng cô sẽ sợ hãi anh, sau đó thì bỏ rơi anh. Anh chắc là không sống nổi mất. Anh chỉ dám tấn công nhẹ nhàng, phải cố gắng kiềm chế xuống, tự an ủi bản thân mình. Cô ngạc nhiên khi mà thấy anh cứ ngồi nhìn mình chằm chằm, vừa nhìn vừa mỉm cười như là thân thiết lắm vậy. Cô vào vấn đề chính. Điện thoại của em đâu rồi? Đây, nhưng mà em phải cho anh số điện thoại nhé. Cho anh số điện thoại sao? Để làm cái gì? Anh muốn liên lạc với em. Liên lạc với em để làm gì cơ? Em không muốn dây dưa gì với anh nữa đâu. Thế thì anh sẽ không trả điện thoại cho em đâu. Anh quyết liệt vô cùng, không thể nào mềm lòng được. Hôm nay anh quyết tâm sẽ lấy bằng được số điện thoại của cô. Cô nhìn anh đầy khó hiểu. Không được, anh trả điện thoại đây. Giọng nói của cô cao một chút, tất cả mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến hai người. Anh hỏi cô là có muốn đi xuống ô tô nói chuyện không, vì nói chuyện tế nhị. Hơn nữa anh còn chưa chịu trả điện thoại, thế nên cô đành tặc lưỡi mà đồng ý. Leo lên xe, ngồi sát bên cạnh anh, mùi nước hoa của anh lại ngào ngạt bay vào trong mũi của cô. Mùi hương thân thuộc từ đêm hôm qua làm cho đầu óc của cô quay cuồng. Thơm quá, không biết là nước hoa gì mà lại thơm như vậy chứ. Cô hít lấy hít để một mũi đầy. Tất nhiên là anh không thể nào biết được hành động đó của cô. Anh đánh xe đi ra khỏi quán. Anh nói với cô đi ra một quán cà phê ở gần đó. Nhưng mà cô bảo thôi, đi chỗ nào vắng vắng, nói chuyện một chút rồi phải về sớm. Anh đồng ý, chở cô ra khu mạn Thụy Khuê. Anh đứng xe lại, tắt máy. Anh hỏi cô ở đây có được chưa? Xuống xe thì trời lại đổ mưa. Cơn mưa bất chợt làm cho hai người phải chạy vội lên xe. Áo của cô dính mấy hạt mưa. Anh vội vã lấy khăn lau cho cô. Cô ngại ngùng khép nép. Cả hai người cứ thế mà ngồi im lặng, nhìn mưa rơi xuống như chút nước. Rồi cô mở lời, phá tan sự im lặng trong xe. Anh đưa điện thoại cho em đi. Cô nhìn anh, giọng điệu năn nỉ. Anh cảm giác mềm lòng rồi, nhưng mà không thể nào, anh đáp. Cho anh số điện thoại của em đi, rồi anh sẽ trả máy cho em. Anh này buồn cười quá nhỉ. Cô mỉm cười, không ngờ là anh lại có thể lầy lội đến như thế. Anh nhìn cô không nói gì cả. Ánh mắt cứ thế mà đắm đuối, làm cho cô không dám nhìn thẳng vào mặt của anh. Cô ngại ngùng nói tiếp. Anh đưa điện thoại cho em đã. Thế rồi anh muốn làm gì thì làm, nhanh lên. Anh vẫn im lặng,
quan sát cô chằm chằm. Đúng là trẻ con, anh chưa kịp phản ứng gì cả thì cô đã sấn người lại sát người anh, mò mẫm lục lọi khắp người anh. Anh không phản ứng gì cả, cứ mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Mùi hương đặc trưng của cô lại thoang thoảng bên mũi, làm cho anh phải ngửi theo từng chuyển động của cô. Trái tim anh bắt đầu đập mạnh lên, người anh bắt đầu nóng rực lên. Cô nhận thấy được điều đó, ngại ngùng quá, cô rụt tay, định thu người về, thế nhưng lại ngã chồng vó trên lồng ngực của anh. Đầu của cô sát vào mặt của anh. Anh thở gấp, cô cũng thở gấp. Cô định thu người về nhưng đã bị anh giữ tay lại. Anh đưa đôi môi đỏ mọng của mình ghé sát tai của cô rồi hôn nhẹ lên trên đó. Cô cảm giác dùng mình, bản năng trong cô lại trỗi dậy rồi. Mùi nước hoa của anh lại sực nước vào mũi của cô, làm cho cô buồn rùn hết cả người. Cô thả lỏng cơ thể, không thể nào đẩy anh ra nữa mà nhắm nghiền mắt. Anh chậm rãi di chuyển đôi môi, chạm vào đôi môi của cô rồi hôn phớt nhẹ lên trên đó. Cô đưa hai tay giữ gương mặt của anh, dướn người hôn lên môi của anh. Anh cũng nhẹ nhàng đáp trả cô nhiệt tình. Với một người dày dặn tình trường giống như anh, một nụ hôn thôi đã khiến cho cô phải gục ngã hoàn toàn rồi. Anh ghé sát vào tai của cô mà thì thầm nói: em có còn muốn liên lạc với anh không? Có còn muốn dây dưa với anh nữa không? Anh cắn thật nhẹ lên tai của cô, cổ họng của cô khô khốc giống như đang cháy lên bùng bùng. Cô nuốt xuống nước bọt, ực một cái. Anh hôn lên tai của cô rồi lại tiếp tục thì thầm rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cho cô nghe thấy: làm bạn gái của anh nhé. Anh thở ra một luồng hơi rất mạnh vào tai của cô, mặc cho cô nhắm nghiền mắt không phản ứng gì cả. Anh hạ thấp ghế xuống, tắt đèn xe ô tô, rồi mạnh dạn cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu trên cơ thể của cô. Chuyện đó lại tiếp tục xảy ra một lần nữa. Lần này thì cũng chật vật, không thua gì lần trước, nhưng mà hai người đã có thể phối hợp nhịp nhàng hơn. Cô vẫn có cảm giác đau nhói, thế nhưng mọi thứ lại nhanh chóng qua đi, và cảm giác đê mê cứ kéo đến. Mãi một lúc lâu sau, anh thở dốc, siết mạnh bàn tay lên bàn tay của cô. Cô cũng siết chặt cơ thể của anh vào trong lòng. Người của anh giật lên liên hồi giống như là bị điện giật. Thế rồi anh nằm xuống cạnh người cô. Mùi hương cơ thể của cô làm cho anh có cảm giác điên dại. Anh cố gắng rúc vào cô để có thể hít một hơi thật dài, rồi cứ thế mà lim dim nằm bên cạnh cô mãi một lúc lâu sau. Cô cựa mình, cảm giác anh nặng quá. Anh giật mình thức dậy. Vừa nãy anh đã thiêu thiêu ngủ được một lúc rồi. Anh cười xòa rồi nũng nịu kêu đói. Cô cũng tự nhiên hơn lúc nãy. Anh giúp cô mặc lại quần áo rồi ôm cô vào trong lòng. Anh hôn lên tóc của cô. Cô cũng không ngại ngùng gì nữa. Cô hỏi anh có đói không. Anh kêu đói quá rồi. Hai người dắt nhau đi ăn. Trên đường đi ăn, hai người nói chuyện rất nhiều. Anh nắm tay của cô suốt cả chặng đường. Đang nói chuyện thì giống như là sực nhớ ra một điều gì đó, cô nói: anh tên là gì thế? Em quên mất chưa hỏi tên của anh. Anh lúc này mới phá lên cười, cô cũng cười theo. Anh siết tay của cô chặt hơn. Anh bảo rằng anh tên là Nguyên. Anh gọi cô là mình và cứ xưng người ta như kiểu vợ chồng son vậy. Cô nhận lời yêu anh. Anh hứa cả đời này sẽ yêu thương cô, không làm cho cô buồn, không làm cho cô phải khóc. Cho dù chẳng nói trước được bất cứ điều gì, nhưng mà giây phút đó cô cảm thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian. Từ khi chính thức yêu nhau, Quỳnh và Nguyên cuốn nhau kinh khủng. Hai người cứ dính nhau suốt cả ngày. Ngoài những lúc đi công việc ra thì chẳng có lúc nào hai người không ở bên cạnh nhau. Đồng điệu tất cả mọi vấn đề, từ quan điểm sống cho đến suy nghĩ, đến chuyện chăn gối, tất cả đều rất hòa hợp. Mỗi ngày cô mở mắt ra đều là tràn ngập trong niềm vui, trong niềm hạnh phúc. Bố mẹ hai bên cũng rất quý anh và cô. Một đám cưới đẹp như mơ đang chuẩn bị diễn ra. Nguyên cưng chiều cô hết mực. Anh cảm thấy may mắn cho cuộc đời của mình khi mà gặp được cô. Cô giống như là nguồn nước tưới cho cuộc đời của anh tươi tỉnh trở lại. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu ai đó một cách chân thành hay là nghiêm túc. Nhưng mà hiện tại hai người đều mong muốn được kết hôn để có thể cùng nhau càng sớm càng tốt. Cuộc sống tươi đẹp cứ thế trôi qua, cô đắm chìm trong hạnh phúc. Rồi ngày kết tinh tình yêu của hai người cũng được ấn định. Hai bên gia đình rất phấn khởi, mừng vui cho cô và anh. Cả hai gia đình súng xính chuẩn bị cho hôn lễ. Thế rồi hôn lễ nhanh chóng diễn ra.
Hai người cùng nhau chọn từng bông hoa, chọn từng cái khăn cho tiệc cưới. Sau đó đi Singapore để chụp ảnh cưới, háo hức chờ đến ngày đẹp để mà thuộc về nhau mãi mãi. Thế rồi ngày đẹp đó cũng đã tới. Người ta nói rằng con gái lấy chồng thường sẽ khóc bởi vì phải xa cha mẹ, nhưng mà đối với cô thì không. Cả đêm cô không ngủ được, hai người cứ liên tục nhắn tin cho nhau. Nội dung tin nhắn của hai người chỉ là quanh đi quẩn lại: ngày mai được ở cùng nhà rồi. Cô cười cả đêm vì sung sướng. Từ nay chẳng có gì có thể chia cắt tình yêu giữa hai người. Anh cũng chẳng khấm khá gì hơn cô. Anh cứ đi đi lại lại, ngắm đi vuốt lại mấy bộ com lê để ngày mai mặc, sánh vai cùng với cô. Từ khi mà yêu cô, anh cũng giống như là trẻ ra. Nếu không muốn nói, anh cũng trẻ con theo cô luôn rồi. Anh chỉ mong tới sáng nhanh nhanh để còn được đi đón dâu. Sáng mai cô dậy sớm. Nói dậy thôi, chứ cả đêm qua cô không chợp mắt. Người ta tới trang điểm từ sớm rồi. Cô vừa trang điểm vừa nhắn tin cho anh. Bố mẹ của cô thì bận rộn đón tiếp quan khách. Nhà cô sẽ tiếp khách vào lúc 9 giờ sáng, rồi 12 giờ bên nhà anh sẽ qua để rước dâu. Ngày cưới, cô mặc trên người một cái váy màu trắng muốt tinh khôi, trắng trong như là con người của cô kể từ lần đầu tiên gặp anh. Cô make up nhẹ nhàng, nhìn cô xinh đẹp giống như là một cô công chúa. Đi ra đi vào để chào quan khách. 12 giờ bên nhà trai đến đón. Anh mặc trên người bộ vest màu xanh nhạt, tóc vuốt keo, cao ráo đi trước. Ai cũng phải trầm trồ khen anh đẹp trai, nhìn chững chạc quá đi mất. Ai cũng khen là nhà cô có phúc khi mà có cô con gái xinh đẹp, chàng rể vừa ngoan vừa đẹp trai. Cô cảm giác tự hào đến phồng mũi. Nhà trai làm thủ tục xin dâu, mẹ cô dẫn anh vào trong buồng để dắt cô ra. Nhìn thấy anh, cô bỗng òa lên khóc nức nở. Cô khóc bởi vì cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới rồi. Anh bước tới, hôn nhẹ lên tóc của cô, thì thầm vào tai của cô là bình tĩnh. Anh cầm tay của cô, siết chặt trong tay của mình. Mẹ cô dặn dò mấy câu. Cô lúc đó tai lùng bùng, chẳng nghe rõ mẹ nói gì nữa. Cô ôm mẹ, rồi theo anh ra xe, lên xe theo anh về nhà chồng. Cả đoàn xe hơi dài dằng dặc đưa cô về khách sạn để có thể tổ chức lễ cưới bên nhà trai. Cửa khách sạn mở ra, anh dắt cô đi lên lễ đường trong tiếng nhạc du dương. Cô cười te tét hết cỡ vì cảm giác vô cùng hạnh phúc. Anh cũng không tiết kiệm nụ cười. Anh hãnh diện đứng dậy nói về tình yêu của hai người. Anh hùng hồn khẳng định rằng cô chính là người phụ nữ duy nhất đời này anh sẽ lấy làm vợ. Cô chính là ánh sáng trong cuộc đời của anh. Anh sẽ mãi mãi yêu cô, yêu đến lúc trái tim của anh ngừng đập. Mọi người hò reo ầm ĩ. Cô cũng đứng dậy phụ họa cho chồng, kể về tình yêu của mình, kể về định mệnh, nói rằng cô tin vào định mệnh, nói rằng bản thân cô tin anh hết lòng. Cô tin rằng sẽ có rất nhiều chông gai trong cuộc đời, nhưng cô khẳng định rằng mối lương duyên này là mãi mãi. Anh nhìn cô đầy tình tứ khi mà cô nói chuyện. Cô vừa dứt lời thì anh đã ghé môi đặt lên môi của cô nụ hôn ngọt ngào. Cả hôn trường như vỡ òa trong niềm hạnh phúc của hai người. Cô đã mỉm cười rất nhiều. Đây có lẽ chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô. Cô hồn nhiên yêu đời, yêu mãnh liệt và được yêu mãnh liệt. Cô còn ngây thơ, ngây thơ đến nỗi chẳng biết rằng hôn nhân chính là nấm mồ giết chết tình yêu. Đêm tân hôn, hai người dọn hẳn về nhà do anh và cô chọn và trang trí. Vừa bước vào nhà, anh đã gạt cánh cửa cho nó đóng ầm một tiếng, rồi bế tóc cô lên giường. Anh ôm cô vào lòng, giang hai tay ôm trọn cơ thể của cô. Cô gái nhỏ bé rúc vào trong lồng ngực của anh. Mùi mồ hôi trên cơ thể của anh mặn chát hòa với mùi nước hoa quen thuộc. Anh hôn nhẹ nhàng lên mái tóc của cô, rồi kéo mặt của cô lên ngang với mặt của mình thủ thể. Chúng ta cứ mãi hạnh phúc như thế này em nhé. Anh sẽ mãi yêu em giống như lúc này. Em hứa với anh là mãi yêu anh như thế này đi. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm anh vào trong lòng, hít một bụng mùi cơ thể của anh, rồi khẽ khàng mà nói: em biết rồi, em hứa. Anh hôn cô, hai người lại tiếp tục hòa vào nhau trong hân hoan, trong hạnh phúc. Một ngày tháng 11 se lạnh, cô đang ngủ thì thấy bụng đói cồn cào. Cô thấy thèm ăn dọc mùng nấu chua. Cô rón rén dậy mở tủ lạnh xem còn gì không. Trong tủ lúc này toàn là hoa quả và bánh kẹo, không có gì chua cả. Nước miếng tiết ra liên tục.
Cô muốn ăn cái gì đó để có thể giải tỏa cơn thèm của mình, nhưng mà nhà thì chẳng có gì. 1 giờ sáng, cô phải làm sao bây giờ đây? Cô rón rén bước vào trong phòng ngủ. Anh đang ngủ ngon lành. Cô khẽ lay anh tỉnh dậy. Anh lúc này mới giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ anh xì xèo. Sao thế em? Em đói. Mặt của cô đang phụng phịu. Anh lúc này mới mở mắt, với tay xem điện thoại. 1 giờ sáng, anh ngồi bật dậy. Em ăn tạm gì đi, anh nấu nhá. Nhanh đi ngủ nào, 1 giờ rồi đấy. Vừa nói, anh vừa lấy tay choàng qua vai của cô, đẩy cô đi vào trong nhà bếp. Cô vẫn phụng phịu không thôi. Anh hiểu ý liền nói. Thế rốt cuộc là em muốn ăn gì nào? Để anh gọi người ta giao đồ ăn đêm đến nhé. Em muốn ăn dọc mùng muối chua cay. Mắt của cô sáng lên nói. Anh giật mình tỉnh cả ngủ. Dọc mùng muối chua cay sao? Bây giờ thì đào đâu ra cơ chứ? Anh xuống nước. Bây giờ đào đâu ra dọc mùng chứ? Em ăn tạm gì nhé, để anh nấu thức ăn cho em. Cô xị mặt ra, cáu kỉnh mà nói. Em không muốn, em chỉ muốn ăn cái gì đó chua chua cay cay cơ. Anh vò đầu bứt tai. Bây giờ thì kiếm đâu ra dọc mùng cơ chứ? Cô vẫn còn ngồi ghế, mặt có vẻ buồn bã. Chiều vợ, anh đành phải khoác áo rồi đi ra bên ngoài. Cô ở nhà ngồi đợi một lúc sau, thấy anh mang về một túi dưa chuột. Cô hỏi anh, dưa chuột này đã để làm gì? Anh cười ra vẻ bí mật, thế rồi hì hục thái mỏng dưa chuột, cho giấm, đường, muối, ớt, làm nộm chua cay cho cô ăn tạm. Cô đứng nhìn anh mà nước miếng cứ thế tuôn ra. Anh làm xong xuôi thì mang đến cho cô ăn. Cô ngấu nghiến ăn trong mấy phút là hết veo đĩa nộm rồi. Anh ngán ngẩm lắc đầu, nhìn cô vẫn đứng mút ngón tay, ra vẻ tiếc nuối lắm. Anh giục cô nhanh lên rồi đi ngủ. Cô nghe lời lẹo đẽo đi rửa tay, thế rồi cũng lon ton lên trên giường. Hai người ôm nhau ngủ một giấc ngon lành. Tối hôm sau lại đúng 1 giờ đêm, cô trở mình thức dậy, bụng lại tiếp tục đói cồn cào. Cô lại thèm một thứ gì đó chua chua cay cay. Cô nằm chép miệng mãi. Anh đang ngủ ở bên cạnh cũng tỉnh dậy theo cô. Anh mỉm cười trêu cô là lại đói rồi sao. Anh kéo cô vào trong lòng, đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì cô thỏ thẻ mà nói. Anh ơi, em đói thật. Anh giật mình với tay bật đèn, nhìn cô ngạc nhiên đến tột độ. Anh không thể nào tin vào tai của mình, hỏi cô. Sao cơ, em đói sao? Cô ngượng nghịu trốn sau cái gối, thỏ thẻ mà đáp. Vâng, em đói cồn cào luôn. Em lại đói và thèm ăn cái gì đó chua chua cay cay, có đúng không? Vâng, đúng rồi. Anh cau mày. Bình thường thì thấy cô thỏ thẻ đáng yêu bao nhiêu, hôm nay anh thấy đáng sợ bấy nhiêu. Đúng là phụ nữ biết cách hành hạ chồng dã man. Anh ngao ngán kéo cô thức dậy, rồi lại tiếp tục bài ca dưa chuột nộm chua cay. Cô lại tiếp tục ăn ngấu nghiến trong mấy phút, vừa ăn vừa mút tay. Anh nhìn vợ đầy chăm chú, cảm thấy có gì đó lạ lạ. Anh đột nhiên nói với cô. Này, hay là em có bầu rồi đấy? Có bầu sao? Làm gì có chuyện đó chứ. Cô vừa mút tay vừa trả lời. Anh vặn vẹo. Em có nhớ ngày kinh của mình không đấy? Em không nhớ đâu. Cô hồn nhiên mà đáp. Anh vò đầu kêu trời kêu đất. Ngày kinh của mình mà cũng không nhớ sao? Anh nghĩ em có bầu rồi đấy. Ngày mai em thử xem sao. Không có đâu. Anh thích thì tự mình thử đi. Cô quả quyết khẳng định là mình không có thai. Anh im lặng suy nghĩ mông lung. Ngày mai anh phải thử mới được. Sáng mai cô ngủ dậy chẳng thấy chồng đâu cả. Nhảy khỏi giường tìm khắp nhà mà cũng không thấy. Đang định gọi điện thoại cho anh thì thấy tiếng mở cửa tít tít. Anh bước vào trong nhà, trên tay là que thử thai. Nhìn thấy cô, anh cười tươi rồi nói. Em dậy rồi đấy à? Tối qua ngủ ngon không? Em có. Mà anh đi đâu về thế? Em đi tiểu chưa đấy? Anh không trả lời cô mà hỏi một câu thiếu trọng tâm. Em chưa. Mà sao thế? Anh đi đâu về mà sao em hỏi anh không trả lời? Anh lúc này mới giơ que thử trước mặt của cô. Anh nghĩ em có bầu lắm. Em đi vệ sinh rồi thử thai nhé. Cô nhìn anh khó hiểu nhưng mà cũng làm theo đề nghị của anh. Cô bước vào trong nhà vệ sinh đóng cửa.
Một lát sau, anh không thấy cô ra, lại gõ cửa. Vẫn là im lặng, anh gõ mạnh hơn. Tiếng của cô lúc này mới the thé. Anh đợi em một chút đi. Anh sốt ruột ở bên ngoài, cứ đi đi lại lại. Cánh cửa lúc này mới hé mở ra. Anh giật mạnh nó ra, lao vào bên trong. Cô đang ngồi đực mặt ra, tay cầm que thử hai vạch. Hai vạch đỏ chót. Anh giật mình lấy nó, rồi kéo cô đi ra ngoài. Ôm cô vào trong lòng, anh nhảy cẫng lên. Cuối cùng thì anh được làm bố rồi. Anh hôn cô thật là lâu. Mắt anh ngần ngần nước, đang vô cùng hạnh phúc. Cô cũng đang bất ngờ vì đứa con này. Nhìn anh hạnh phúc, cô cũng vui lây. Ngay lập tức, cô giả vờ là một MC truyền hình, nắm tay lại, giả làm micro rồi phỏng vấn anh. Anh Nguyên, anh có thể cho tôi biết cảm xúc lúc này của anh thế nào được không? Tôi đang rất vui, đang rất hạnh phúc. Tôi không thể nào nói nên lời. Tôi rất yêu vợ của tôi. Anh cầm tay của cô kéo sát vào miệng của mình, nói như là đang phỏng vấn thật sự, để hưởng ứng trò đùa của cô. Cô thích thú nhìn chồng cười giòn tan. Giây phút hạnh phúc đó in đậm mãi trong tâm trí của hai người. Để đến mãi sau này, khi mà mọi việc đã đi quá xa, nó chính là một thứ kỷ niệm khiến cho cô nhớ về và cảm giác đau khổ nhất. Chiều hôm đó, anh đưa cô đi khám thai. Hai vợ chồng chọn bệnh viện lớn nhất để mà khám thai. Bác sĩ kết luận cô có bầu gần 2 tháng rồi, thế mà cô phụ nữ lại không biết gì cả. Bác sĩ dặn là chuyện chăn gối vợ chồng phải hạn chế, khi nào qua 3 tháng rồi muốn làm gì thì làm. Anh mừng rỡ ôm vợ rồi nhảy cẫng lên, mặc kệ mọi người xung quanh nhìn hai người đầy khó hiểu. Anh vội vã gọi điện thoại để khoe cho bố mẹ vợ, bố mẹ của mình. Cô đứng mỉm cười, không ngờ là chồng của mình lại trẻ con đến như vậy. Trong tim của cô đang tràn ngập hạnh phúc. Cô thầm cảm ơn ông trời lúc nào cũng yêu ái và yêu thương cô. Sau khi cô có bầu thì công ty của anh làm ăn càng ngày càng phát triển hơn nữa. Công ty đấu thầu thành công một khu đất to để có thể xây dựng chung cư, văn phòng. Ai cũng nói với anh rằng lấy cô là lộc muôn đời của anh. Con cái là đại lộc của gia đình anh. Anh chỉ mỉm cười. Anh cũng cảm thấy may mắn khi mà lấy được cô. Công nhận là sau khi kết hôn, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Còn cô thì cô vẫn như vậy. Công việc của cô chẳng có gì đặc biệt như anh. Cô cứ sáng đi tối về. Dạo này anh bận hơn rất nhiều. Anh bận túi bụi tối ngày, thế nhưng mà anh vẫn luôn dành thời gian quan tâm đến cô chu đáo. Cô cũng không phàn nàn gì cả, bởi vì anh phải đi làm để còn có thể lo được cho con và cô. Hai người tính cho con đi du học đàng hoàng để cho con có thể được tiếp thu những điều mới mẻ hiện đại. Cũng dạo đó, công ty của anh làm lễ khởi công xây dựng và giao bán chung cư, mời các công ty môi giới bất động sản đứng ra đấu thầu xin phân phối. Trong đó thì có công ty của người yêu cũ thời sinh viên của anh. Nói về Ly, cô ta là một người phụ nữ rất có năng lực, cũng là người có tham vọng rất lớn. Hồi sinh viên, hai người có một thời gian yêu nhau khá dài. Tuy không phải là quá sâu đậm, nhưng mà trong tận tâm can thì Ly chính là mối tình đầu của Nguyên. Những tưởng rằng ra trường hai người sẽ có kết thúc đẹp, nhưng mà cũng là do Ly có quá nhiều tham vọng nên cô ta không muốn kết hôn sớm, rồi hai người cứ thế mà xa nhau. Hiện tại cô ta chính là giám đốc kinh doanh của một công ty môi giới bất động sản có tiếng. Gặp lại Ly, Nguyên khá ngỡ ngàng. Lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, đến phải gần cả chục năm. Ly vẫn chưa kết hôn, vẫn như vậy, xinh đẹp, trẻ trung như ngày nào. Và dĩ nhiên là Ly vẫn là người thông minh giống như ngày xưa. Một điều dĩ nhiên nữa đó là cô cũng hiểu rõ về anh. Đề án của cô là một đề án rất tiềm năng, lọt vào những công ty có thể được hợp tác và đang chờ xét duyệt. Trong buổi lễ động thổ, Ly không tỏ vẻ quá thân thiết với Nguyên, nhưng mà cô cũng không hề lờ đãng anh một chút nào. Những cái liếc mắt, những cái cười ý nhị của cô dành cho anh cũng đủ để cho mọi người hiểu rằng hai người có một mối quan hệ gì đó. Một mối quan hệ mà ai biết đâu đấy. Anh thì khác, gặp Ly có một chút gì đó bất ngờ không thể nào gọi tên. Những cảm xúc ngày nào cũng khẽ gợi về. Nhưng anh bây giờ đã có gia đình, có vợ, có con. Anh không muốn mọi người phải nói ra nói vào, làm cho vợ của mình phải suy nghĩ. Vì thế mà anh tỏ ra bận rộn. Bận rộn tiếp khách, sắp xếp cái này, điều chỉnh cái kia, cho dù việc đó không phải là việc của anh. Ly cầm ly rượu, chúc mừng anh. Anh vui vẻ đáp lễ,
mặt nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó. Ly thì biết thừa rồi, cô biết thừa rằng anh đang trốn tránh cô. Cô cười lên tiếng: Anh Nguyên đang tìm ai thế? Anh vẫn vậy nhỉ? Nghe bảo rằng anh kết hôn rồi à? Sao mà không mời em một câu? Nguyên mỉm cười ra vẻ tự nhiên mà đáp: Anh đang tìm xem bên đối tác vật liệu của anh đã đến chưa? Anh kết hôn rồi, lu bu quá thế nên anh quên mất em đấy. Anh cười mồm rộng hết cỡ, đưa tay lên cho Ly nhìn chiếc nhẫn đính hôn của cô và anh, rồi xin phép Ly đi ra tiếp khách. Ly có chút cay cú, cô ta cho ly rượu lên môi nhấp vài ngụm, đầu óc đang suy nghĩ gì thì không ai mà biết được. Quỳnh đã qua 3 tháng đầu mang thai, nhưng mà hai người đều sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra với con, thế nên anh bàn với cô là kiêng hẳn đến lúc sinh rồi chúng ta tính tiếp. Cô cũng đồng ý với chồng, tuy rằng lắm lúc cô cũng mè nheo đòi chồng chiều, nhưng mà anh khuyên giải thì cô lại thôi. Mấy hôm nay mặt cô đang nổi mụn rất nhiều, chắc là thay đổi nội tiết tố. Nào là mụn nhọt, da thì càng ngày càng xấu đi. Tuy biết là ai có bầu cũng thế cả, nhưng mà cô cũng không thể nào thoát khỏi stress. Cô bắt đầu cáu gắt nhiều hơn. Dạo này chồng của cô cũng bận rộn đi sớm về muộn liên tục. Nhiều lúc cô cũng tự dặn lòng mình là anh bởi vì công việc, nhưng mà nhiều hôm ăn cơm tối một mình anh không về ăn cùng, cũng khiến cho cô không khỏi tủi thân. Những lúc như thế cô lại giận hờn anh, nhưng mà anh biết thừa tính cách của cô, anh chỉ cần nịnh nọt trêu chọc một chút thôi là lại đâu vào đó. Cô đúng là trẻ con, giận chồng thế nào chỉ cần anh ôm cô vào trong lòng thì mọi chuyện bực bội đều tan biến đi hết. Thế rồi cho đến một ngày, trong tất cả những công ty bất động sản, công ty của Ly là công ty anh cảm thấy tiềm năng nhất. Bên kinh doanh cũng đánh giá rất cao công ty này. Tuy rằng không muốn dính dáng gì đến người yêu cũ, thế nhưng mà vạn bất đắc dĩ, vì công ty làm ăn, anh cũng cặc lưỡi mà ký vào quyết định làm ăn cùng với công ty của Ly. Bên công ty đó được đặc quyền phân phối chung cư văn phòng của công ty Nguyên ở dự án này. Nhận được tin này, bên công ty của cô ta rất vui, bởi vì đây chính là một vụ làm ăn rất hời. Ly cười thầm trong lòng, cô không nghĩ rằng bởi vì mình có năng lực, cô nghĩ rằng anh vẫn không thể nào thoát được khỏi cô mà thôi. Anh vẫn nể cô mà thôi. Thế rồi hai bên công ty tổ chức buổi lễ ký hợp đồng và liên hoan chúc mừng hợp tác thuận lợi. Chiều hôm đó, cô rủ anh về sớm rồi chở cô đi khám thai. Anh đồng ý, nhưng mà mãi đến chiều muộn lại vướng phải buổi liên hoan, anh cũng quên mất. Thực ra là anh bận quá nhiều việc, anh có bảo rằng cô nhắn tin cho anh, nhưng mà anh lại để quên điện thoại ở trên công ty. Tối hôm đó, anh uống rất nhiều rượu, bên đối tác cứ cảm ơn rối rít rồi chuốc cho anh uống rất nhiều. Anh uống một bụng no căng nước, chẳng thể nào ăn uống được gì, nên bắt đầu lâng lâng, muốn say sưa. Ly gấp cho anh thức ăn, anh vui vẻ cảm ơn. Một lúc lâu sau thì anh đi vào trong nhà vệ sinh, Ly cũng đi theo anh đi vào trong đó. Anh vào trong đó cố gắng nôn thốc nôn tháo một đống rượu ra cho nhẹ đầu hơn. Thế rồi bước ra ngoài, Ly đã đứng trước cửa đợi anh từ bao giờ. Em ra đây làm gì thế? Chúng ta vào trong đi. Anh ngạc nhiên lên tiếng. Ly chỉ cười không đáp, tiến sát về phía của Nguyên, đưa tay lên sửa cổ áo giúp cho anh. Anh đẩy ra, nhưng mà Ly gạt tay của anh. Cô ta nâng mặt của anh lên, rồi cúi sát môi của anh, thở nhẹ vào miệng của anh. Thế rồi nở ra nụ cười tình tứ. Anh đứng chết lặng như là chờ chồng, một chút quen thuộc lại ùa về trong cơn say. Ly luồn tay ra đằng sau gáy của anh, kéo sát mặt của anh hơn nữa, rồi đưa đôi môi mỏng dính của mình đặt ngay vào đôi môi mọng đỏ của anh, bắt đầu tấn công anh một cách khẩn trương nhất. Anh ngẩn người ra, cứ thế mà thụ động đón nhận nụ hôn của cô ta. Cơ thể nam tính lâu ngày bị bỏ bê bắt đầu trỗi dậy. Anh hôn lại Ly ngấu nghiến. Ly bắt đầu đưa tay chạm vào nơi nào đó của anh, làm cho anh như bừng tỉnh. Trong thời điểm đó, anh sực nhớ đến Quỳnh, vợ của anh. Anh đẩy Ly ra theo phản xạ, làm cho Ly phải loạng choạng tưởng ngã. Anh rối rít xin lỗi, lau miệng, rồi xin phép Ly rời đi. Trái tim của anh đập lên thình thịch, anh cảm giác hốt hoảng. Suýt chút nữa thì anh đã làm một việc có lỗi với vợ của anh rồi. Anh lại sực nhớ đến, cô không biết bây giờ đã ăn cơm chưa. Đã lâu lắm rồi cô không ăn cơm cùng với anh.
Rồi anh sực nhớ ra hôm nay cô dặn anh về sớm để đưa cô đi khám thai. Anh nhìn vào đồng hồ, đã là 11 giờ đêm. Sờ tay vào túi, không thấy điện thoại đâu cả. Anh chợt nhớ ra là để quên điện thoại ở công ty rồi. Vội vã xin phép mọi người, rồi ra xe, lao như điên trở về nhà. Mở cửa đi vào nhà, đèn đuốc sáng choang, mâm cơm nguội ngắt ở trên bàn. Cô đang nằm trên sofa, ngủ ngon lành, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Nước mắt của cô lăn dài, ướt đẫm sofa, vẫn chưa khô hết. Nước mắt đọng trên khóe mắt của cô. Tự nhiên trái tim của anh đau thắt. Anh ngồi xuống bên cạnh vợ, khẽ lau nước mắt cho cô. Thế rồi anh bế cô vào trong giường. Cô choàng mắt tỉnh giấc, mở mắt ra thấy anh đã trở về. Anh đặt cô lên giường rồi rất xin lỗi cô bởi vì công việc quá bận rộn. Cô cảm giác ngao ngán, bảo anh nhanh nhanh đi ngủ, rồi nằm xuống tự vỗ về mình vào giấc ngủ. Cô định sáng mai dậy sẽ nói chuyện, rồi rủ anh đưa cô đi khám để hai vợ chồng còn nhìn được con. Sáng mai hơn 7 giờ sáng cô tỉnh giấc mà không thấy anh đâu cả. Cô tìm quanh nhà cũng không thấy, cô đoán anh đã đi làm rồi. Trong lòng cô cảm giác buồn vô cùng, có một chút hụt hẫng lớn xuất hiện trong lòng cô. Anh lúc này đang ở công trường. Sáng nay ở công trường đã xảy ra tai nạn, có một công nhân bị thương nặng đang trên đường đi cấp cứu. Bao nhiêu việc đều đổ dồn lên đầu anh. Cô quyết định xin nghỉ việc rồi tự mình đi khám thai một mình. Đến bệnh viện, xung quanh cô tất cả những người vợ khác đều có chồng đi cùng. Chẳng biết lần này đã là lần thứ mấy rồi cô đi một mình. Mọi người đều có chồng đứng bên cạnh, rồi chạy đi chạy lại làm thủ tục, lo giấy tờ. Còn cô thì cứ lủi thủi một mình, tự làm tất cả những điều đó. Cô cảm giác tủi thân, nhưng mà cô tự an ủi mình rằng chồng của mình là giám đốc của một công ty lớn, bận trăm công nghìn việc, chứ không rảnh rỗi giống như chồng của mọi người. Cô cứ cố gắng tự nhủ, rồi nuốt nước mắt vào trong, tự mình cố gắng. Đến lượt cô vào trong khám thai, cô trèo lên giường nằm chờ đợi. Bác sĩ bôi thuốc vào rồi siêu âm cho cô. Mặt của ông bỗng biến sắc. Cô nhìn thấy con của mình ở trên màn hình. Bác sĩ lau dịch xong xuôi thì bảo cô ngồi dậy, kéo ghế cho cô ngồi xuống. Cô hồi hộp chờ đợi kết luận của bác sĩ. Bác sĩ ơi, tình hình của con cháu thế nào rồi ạ? Bác sĩ già sửa lại áo, nhìn cô chăm chú, rồi khẽ thở dài lên tiếng. Tôi vừa siêu âm xong thì tim thai vẫn tốt, vẫn bình thường, nhưng mà chiều cao và cân nặng thì phát triển rất kém. Đáng lẽ ở tuần này thai nhi đã phải lớn hơn rồi, nhưng mà nó mới chỉ phát triển chênh lệch so với tuần trước không nhiều mấy. Chị nên về nhà ăn uống tầm bổ, rồi tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra lại xem. Chị đừng lo lắng quá, không tốt cho con đâu. Tai của cô trở nên ù cả đi, nghẹn ngào hỏi lại. Con của cháu có làm sao không ạ, bác sĩ? Thế là không sao có đúng không ạ? Cô hỏi dồn dập. Bác sĩ lúc này mới kéo kính xuống đầu mũi, nhìn cô đầy ái ngại. Chúng tôi chưa thể nào kết luận được gì cả. Chị về nhà ăn uống bồi dưỡng thêm, rồi tuần sau quay lại đây, chúng ta kiểm tra một lần nữa, tôi mới có thể kết luận chính xác cho chị được. Tôi nghĩ là mọi việc sẽ ổn thôi, chị đừng quá lo lắng nhé. Cô buồn vã rời đi, nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, mua thêm sữa cho bà bầu và một số thuốc bổ theo đơn, rồi đứng dậy xin phép ra về. Trong lòng của cô giống như lửa đốt, cô mất phương hướng một chút, lục túi lấy điện thoại để gọi cho anh. Nhưng tất cả chỉ là những cái tút dài, anh không nghe máy. Cô điên cuồng gọi lại cho anh, vẫn tiếp tục là những cái tút dài lạnh lẽo. Cô cảm giác hụt hẫng, cố gắng trấn an mình bằng những suy nghĩ lấp liếm trong hoàn cảnh bây giờ. Chắc là anh đang bận gì đó, chắc là con của mình sẽ không sao đâu. Cô phải cố gắng đi mua sữa về uống cho con khỏe mạnh mới được. Anh chỉ là đang lo kiếm tiền vì mình, vì con mà thôi. Cô cứ cố gắng nghĩ như thế để có thể an ủi bản thân mình, rồi gọi điện cho cơ quan xin nghỉ một ngày, bắt taxi lang thang đi các shop bán sữa cho bà bầu. Cô mua hẳn 3 hộp sữa to đùng về để mà uống dần, lượn lờ quán xá một lúc rồi bắt xe về nhà nằm xuống. Cô định về nhà mẹ nhưng mà sợ mẹ lại lo lắng cho mình. Cô đành nằm trên sofa, bật tivi, nói chuyện cho đỡ buồn. Cô sợ đầu của cô sẽ nổ tung ra mất. Móc điện thoại ra, không thấy có ai gọi hay là không có tin nhắn nào cả. Cô lại bấm vào số của anh, nhưng lại tiếp tục là những tiếng tút dài vô nghĩa. Cô phát điên lên mất.
cô muốn ném điện thoại đi. Cô không thể nào hiểu nổi anh dùng điện thoại để làm gì mà lại không thèm nghe gọi gì cả. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ như thế. Cô cảm thấy trong lòng mình bồn chồn đến lạ thường. Buổi tối ăn uống xong xuôi, cô pha cốc sữa rồi nằm xuống một mình, định bụng là đợi anh về nói chuyện. Nhưng mà mãi đến tận 12 giờ kém anh vẫn chưa về. Cô lên giường nằm định đi ngủ trước, nằm trăn trở mãi không thể nào mà ngủ nổi. Bao nhiêu lo lắng lại kéo tới. Nghe đến lời bác sĩ, trong lòng cô lại cảm giác bồn chồn. Cô ngồi phát dậy lấy điện thoại gọi cho anh. Tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Anh bấm khóa cửa tít tít rồi mở cửa đi vào. Nhìn mặt của anh có vẻ vô cùng mệt mỏi. Anh nhìn cô ngạc nhiên chau mày. Em làm gì mà còn chưa ngủ thế? Muộn lắm rồi. Anh làm gì mà không thèm nghe điện thoại của em cả ngày hôm nay thế? Cô cảm giác vô cùng thất vọng. Lần đầu tiên cô có cảm giác như thế này. Anh không trả lời câu hỏi của cô, bước vào nhà, đi thẳng vào trong phòng, bỏ mặc cô đang ngồi ngơ ngẩn giữa ghế sofa. Anh vào cất đồ rồi đi ra ngoài rót nước, mới chậm rãi mà nói. Anh bận trăm công nghìn việc, chứ có phải là anh đi chơi đâu. Mà em gọi cái gì mà lắm thế? Em biết đấy. Anh thôi đi. Anh đừng nói thêm nữa. Em không muốn nghe gì cả. Anh bận lắm có đúng không? Em biết rồi. Anh thì bận rồi, lúc nào anh cũng bận cả. Em làm phiền anh lắm chứ gì. Anh đi làm đầu tắt mặt tối, không thèm hỏi han vợ con anh sống chết như thế nào. Chẳng lẽ anh không có một giây một phút nào để nghe máy của em à? Cô cắt ngang lời của anh. Cô không thể nào mà chịu đựng được nữa. Cô vừa nói vừa cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế để cho mình không bật khóc. Cô định nói với anh chuyện của con, nhưng mà anh không cho cô cơ hội để nói. Anh nhìn cô tức giận, buông cái cốc xuống một cách nặng nề. Em biết hôm nay có chuyện gì trong công ty không mà em lại nói như thế chứ? Có người chết trong công ty kia kìa. Em không thông cảm thì thôi đi, lại còn nói nhiều như vậy. Anh muốn đi về nhà là để được nghỉ ngơi. Thôi được rồi, anh sai hết. Anh sai hết được chưa? Anh giận dữ rồi đi vào trong phòng sách, đóng cửa sập lại. Cô ngồi đó chết lặng, nước mắt trào ra, lủi thủi lên giường nằm. Cô không khóc thành tiếng. Cô đang nằm để chờ đợi anh đi ra ngủ cùng với cô. Trước đây anh có hứa rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì hai người vẫn phải nằm một giường ôm nhau để có thể xua tan đi những giận hờn. Hôm nay cô cứ thế mà nằm chờ đợi anh đi ra. Anh hôn lên tóc của cô, ôm cô vào trong lòng. Cô sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện và hai vợ chồng lại có thể vui vẻ với nhau. Thế nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy anh đâu cả. Cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Anh nằm trong phòng sách, anh chờ đợi cô đi vào để nói lời xin lỗi, rồi rủ anh ra ngủ cùng với mình. Anh vẫn nhớ trước đây, hai vợ chồng hứa rằng có giận thì cũng sẽ ngủ cùng nhau. Anh thấy hôm nay cũng hơi quá rồi, nhưng mà anh thất vọng về cô. Anh không hiểu sao, dạo này cô bị làm sao mà lại suốt ngày cáu gắt, suốt ngày gọi điện, muốn kiểm soát anh. Anh thì đang bận chết đi được. Anh nằm nghĩ một lúc, đợi mãi vẫn không thấy cô đi vào. Rón rén mở cửa bước ra thì cô đã đi ngủ từ bao giờ rồi. Cô ngủ ngon lành khi mà không có anh. Anh có cảm giác hụt hẫng, lại rón rén quay trở về phòng sách. Đã thế thì ngủ riêng cho thoải mái. Anh mệt mỏi quá rồi. Không lâu sau đó thì cũng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau 7 giờ anh tỉnh dậy, còn cô thì vẫn đang ngủ. Anh không muốn đánh thức giấc ngủ của cô, rón rén đi tắm rồi đi làm. Nhẹ nhàng hôn vào má của cô một cái rồi đóng cửa rồi đi. Vừa đến cơ quan, anh gặp ngay Ly đang đợi anh ở ngoài cổng. Nhìn thấy anh, Ly sốt sắng hỏi về vụ tai nạn lao động hôm qua. Trời đổ mưa, anh rủ Ly vào trong văn phòng ngồi nói chuyện. Mưa dính vài hạt lên áo vest của anh. Ly cẩn thận lấy tay phủi giúp cho anh, mắt không quên nhìn anh tỉnh tứ. Anh kể đầu đuôi vụ việc hôm qua cho cô ta nghe. Cô ta có vẻ chăm chú lắng nghe. Thế rồi hai người lại trao đổi qua một chút công việc. Xong rồi Ly lên tiếng hỏi. Anh có muốn uống cốc nước không? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá. Hôm qua về nhà bà xã hành hạ quá nhiều hay sao thế? Ly cười khó hiểu. Anh cười gượng gạo mà nói. Vợ anh đang nghén nên thỉnh thoảng hay cáu gắt thôi. Ly giật mình ngạc nhiên mà nói. Vợ anh có bầu rồi à?
Có bầu mấy tháng rồi? Cũng 3-4 tháng rồi em à. Dạo này bầu bí, thế nên là cô ấy hơi trái tính trái nét. Đàn bà ấy mà, ai mà chẳng thế. Anh cười xòa, định đổi sang chủ đề khác thì đột nhiên Ly cười sảng khoái mà nói: Thế chắc là lại bỏ đói anh bao lâu nay chứ gì? Anh ngại ngùng đổi sang chủ đề khác ngay lập tức: Thế còn em thì sao? Lấy chồng đi được rồi đấy, còn chần chừ cái gì nữa chứ? Ly tắt nụ cười, đứng dậy bước sang ghế của anh, ngồi sát bên cạnh anh, rồi chạm tay vào cổ áo của anh vuốt vuốt. Em đợi để làm người tình của anh đấy, anh có chịu không? Nguyên tái cả mặt đi, không biết phải nói gì tiếp cả. Ly cười phá lên rồi lườm: Thôi thôi, em đùa đấy. Anh tưởng lên giường với em đơn giản như thế à? Để xem là anh có bản lĩnh không đã. Thế rồi cười cười, đưa tay vuốt ngang trên ngực của anh. Anh khó chịu đẩy tay cô ta ra, nghiêm mặt mà nói: Em đừng như vậy có được không? Anh đã có gia đình rồi, anh không muốn vợ của anh phải lo lắng. Chúng ta làm bạn bè thôi, anh thực sự bây giờ xem em như là em gái thôi. Chưa nói dứt câu thì Ly đã lườm anh sắc lẹm rồi lên tiếng: Em út gì chứ, em không thích đâu. Anh nghĩ em tử tế lắm hay sao mà làm em gái của anh, vớ va vớ vẩn. Ly giận dỗi bỏ đi, anh ngồi đó ngỡ ngàng, không hiểu là cô đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Anh chỉ kịp nói: Ơ kìa, thì Ly đã đi khuất. 10 giờ sáng, Quỳnh tỉnh dậy, cô mệt mỏi nhìn xung quanh, mọi thứ đều đang im lìm. Cô bật dậy, nhẹ nhàng đến bên phòng khách, rồi rón rén mở cửa ra. Cửa mở toang, không có ai trong đó cả, anh đã rời đi rồi. Cô hụt hẫng thêm một lần nữa, môi của cô tắt đi nụ cười. Cô buồn bã đóng cửa, rồi đi ra sofa, ngồi bó gối nhìn điện thoại. Không có tin nhắn hay là cuộc gọi nào cả. Mấy hôm nay hai người trở nên xa cách với nhau. Buổi chiều đợi chờ nóng ruột, cô lại chủ động gọi vào máy của anh: Anh à? Anh đây. Tối nay anh về sớm nha, em có chuyện muốn nói với anh. Anh biết rồi, có gì anh sẽ báo lại cho em. Dạo này công việc bận lắm, anh xin lỗi vợ nhé. Tối nay anh sẽ đền bù cho em. Em biết rồi, dạo này anh hư lắm đấy, tối về đây em sẽ trị tội anh. Anh biết là anh sai rồi, dạo này anh bận quá, thế nên như thế đấy. Tối nay về nhà tùy em xử lý luôn. Anh yêu em. Cô mỉm cười là nụ cười hạnh phúc. Cô đơn giản chỉ cần như thế thôi. Cô yêu anh và muốn được anh yêu. Cô chỉ cần như vậy là đủ rồi. Mọi chuyện đối với cô thật đơn giản, miễn là anh vẫn yêu thương cô và không lừa dối cô là tốt rồi. Cô định hôm nay sẽ nấu gì đó để cho hai vợ chồng cùng ăn tối. Đã lâu lắm rồi hai người không có bữa ăn nào tử tế cả. 7 giờ tối, anh đang sắp xếp đồ chuẩn bị ra về thì có điện thoại của nhân viên. Lại có công việc đột xuất cần anh phải xử lý ngay. Anh sốt ruột nhìn đồng hồ rồi gọi về cho cô: Anh về chưa? Anh lại có việc rồi. Anh phải đi gặp đối tác bây giờ, ký hợp đồng quan trọng cho kịp tiến độ. Lát nữa xong xuôi về, anh sẽ về ngay. Em không cần phải gọi cho anh đâu nhé, bởi vì anh nói chuyện với khách, thế nên anh sẽ tắt chuông. Xong rồi anh sẽ về ngay. Thế nha, vợ yêu. Anh yêu em. Cô có chút hụt hẫng, nhưng mà cũng không sao. Cô cố gắng tự trấn an bản thân mình, rồi hì hục nấu cơm tiếp. Hôm nay, cô làm một mâm cơm rất đầy. Đã lâu lắm rồi cô không nấu nướng. Cô tự nhủ rằng từ ngày mai phải nấu nướng để anh có thể ăn tử tế mới được. 10 giờ anh ký hợp đồng xong xuôi, bên đối tác mời anh ăn tối. Anh từ chối xin phép về với vợ. Mọi người năn nỉ anh: Ăn với cô thì ngày nào chẳng được chứ, làm ăn với nhau thì biết ai cũng bận, có dịp thì đi luôn chứ còn đợi đến bao giờ. Anh nể hà bảo rằng đi một lúc rồi về ngay. Mọi người cũng đồng ý. Trong lòng anh nóng như lửa đốt. 12 giờ, cô đang ngồi ngủ gục bên mâm cơm để đợi chồng, giật mình tỉnh dậy, bụng đang đói veo vắt. Anh vẫn chưa trở về. Đã hơn 12 giờ rồi, cô cảm giác bực bội. Anh dạo này toàn nói một đằng rồi làm một nẻo thôi. Cô quyết đợi anh về rồi làm cho ra lẽ. Nhìn mâm cơm nguội lạnh, cô thở dài ngao ngán. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân sẽ có cả những chương như thế này. 1 giờ sáng, anh về đến nhà. Trên người toàn là mùi rượu. Cô vẫn đang ngồi đó để chờ anh.
Anh nhìn thấy cô ngồi đợi mình thì vô cùng hoảng hốt, buông cặp xuống nền nhà, xà đến bên cạnh cô, ôm hôn cô từ phía sau, giọng nói đầy âu yếm. Anh xin lỗi nhé, anh phải đi ăn với khách, anh mệt quá. Hôm nay anh đã nói với em những gì chứ? Cô gỡ tay của chồng ra khỏi người của mình rồi trừng mắt. Anh biết lỗi, tỏ vẻ xuống nước. Anh xin lỗi, em đừng giận anh có được không? Anh xin lỗi mà, em đã ăn gì chưa? Chưa ăn, anh bảo về rồi cùng ăn còn gì? Cô trả lời cộc lốc. Cô cảm thấy chán ghét cái cảnh này vô hạn, giống như là đang sống trong ngục tù, đang giam cầm, bóp nát sự chịu đựng của trái tim cô. Chết rồi, để anh nấu lại thức ăn cho em nhé. Tại sao em lại chưa ăn? Sao em không ăn trước đi? Em không ăn. Anh ra đây, chúng ta nói chuyện đi. Thôi, để lát nữa nói sau cũng được. Anh nấu cho em ăn trước nhé. Anh cường quyết đi vào nấu lại đồ ăn. Tự nhiên anh cảm thấy ân hận vô cùng. Cô nổi điên. Em đã bảo là anh ra đây ngay cơ mà, anh không nghe thấy à? Em không ăn. Em ăn nói cái kiểu gì thế? Em phải ăn thì con mới khỏe chứ. Để anh nấu lại cho em ăn đây. Cô đứng dậy đi thẳng đến mâm cơm, cầm mâm cơm rồi gạt mạnh xuống đất. Tất cả bát đĩa xong nồi rồi loảng choảng vỡ tung tóe. Anh ngạc nhiên đến tột cùng, trừng mắt nhìn cô. Em đang làm cái trò gì thế? Em bị điên rồi à? Đúng, tôi bị điên rồi. Anh xem lại bản thân của mình đi. Tôi đang phát điên lên rồi đây. Em càng ngày càng quá quắt, anh không thể nào nhịn được rồi. Anh vứt luôn cái lồng bàn xuống đất, đi vào trong nhà lấy túi sách và khóa xe, bước ra khỏi nhà. Cô đứng đó gào lên. Anh đi đâu? Anh không được đi, Nguyên. Tiếng cửa đập vào nhau chát chúa. Anh đã rời đi rồi. Anh đi thẳng không thèm nhìn cô một cái. Cô ngã khuỵu xuống khóc nức nở. Trái tim của cô đau nhói, giống như là có hàng nghìn con dao đâm vào. Cô cứ thế mà ngồi khóc mãi. Giây phút đó cô giống như là mất đi tất cả. Cô nhận ra rằng ông trời không lấy hết của ai tất cả, nhưng mà cũng chẳng cho ai trọn vẹn bao giờ. Cô cứ thế mà khóc. Quãng đời dông bão của cô đã chính thức bắt đầu rồi đây. Nguyên lao ra khỏi nhà, anh cảm giác quá mệt mỏi. Anh không ngờ rằng hai người cũng có ngày hôm nay. Càng ngày cô càng quá quắt rồi. Men rượu nổi lên cộng với sự tức giận, người của anh trở nên nóng ran. Không biết đi đâu về đâu giờ này. Anh chán nản, sực nhớ đến Ly. Không hiểu sao anh lại nghĩ đến Ly lúc đó. Nó giống như là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời anh và cả cô. Ly mở cửa ra đón anh, mặc trên người cái váy mỏng tanh để lộ ra gần hết hai bầu ngực, trừ hai cái núm đang lấp ló. Anh bước vào trong nhà, Ly rót nước cho anh uống. Cô hỏi là anh có chuyện gì rồi sao? Anh bật khóc tức tuổi. Lần đầu tiên trong đời anh khóc như thế này. Anh khóc bởi vì cảm giác bế tắc. Anh không biết nên bắt đầu thế nào, không biết phải kể ra sao. Anh bất lực trong mối quan hệ với chính vợ của mình. Ly ôm anh vào trong lòng, ngồi trên thành sofa, úp nguyên bộ ngực căng tròn vào trong mặt của anh. Cô dỗ dành anh, rồi bàn tay thì mon men kéo khuôn mặt của anh lại gần. Cô hôn lên đôi môi của anh. Anh ngồi đó bất động, men rượu cùng buồn bã, cùng với bỏ đói lâu ngày, cùng với gái đẹp ở trước mắt mời anh sơ như thế này. Tất cả đã làm cho anh bất động. Anh đón nhận nụ hôn của Ly. Cái lưỡi của cô ta đang len lỏi chạy sâu vào cuốn lấy lưỡi của anh. Anh bừng tỉnh, anh thấy vợ mình đang hôn anh. Cô hôn anh nồng nàn, giống như lần đầu tiên của hai người. Tất cả những khung cảnh cũ quay cuồng trong đầu của anh. Anh hôn lấy hôn để. Anh vội vã bế cô nằm lên người của mình, rồi thô bạo mà tấn công. Ly nhắm nghiền mắt mà thưởng thức. Cô hít lấy hít để mùi thơm trên cơ thể của anh. Anh vũ bão tấn công được một lúc thì ngã lăn ra, nhắm mắt ngủ say. Khóe mắt của anh là nước mắt vẫn đang lăn đều. Ly sung sướng nằm hưởng thụ cảm giác đánh gục được ý chí của anh. Thế rồi ôm anh vào ngủ giữa nền nhà. Sáng mai cô ngủ dậy thấy mình đang ngủ giữa nền nhà phòng khách. Nhớ lại tối hôm qua, nước mắt của cô tự nhiên cứ thế trào ra. Không biết là giờ này chồng của cô đang ở đâu rồi. Anh có bị làm sao không? Vừa trách mình vừa trách chồng. Cảm xúc của cô lúc này vô cùng hỗn độn. Cô cảm giác mệt mỏi, ngồi dậy cố gắng dọn dẹp đống đổ nát ngày hôm qua. Anh tỉnh dậy,
nằm giữa nhà không mảnh vải che thân. Ly thì đang nằm bên cạnh anh, ngủ say sưa ngon lành. Anh chau mày bất giác nhớ lại. Anh giật mình ngồi dậy, vừa vội quần áo rồi chạy vào trong nhà tắm, mặc lại quần áo. Ly lúc này cũng vừa tỉnh giấc, cô ta cười nhìn anh đắm đuối. Ly trách anh hôm qua hùng hổ làm cho cô phải đau. Anh đau đầu như búa bổ, xin phép rồi vội vã ra về, mặc cho cô ta đứng giữa nhà ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nguyên lao xe như điên về nhà. Anh thấy hối hận, anh thấy thương vợ. Không biết là cô đang làm cái gì giờ này. Chắc là cô đã lo lắng cho anh rất nhiều. Khóe mắt của anh cay xè. Anh đã phản bội cô rồi. Anh tự nhủ là không được phép có lần thứ hai. Cô đang một mình dọn đống đồ ăn vùng vãi giữa sàn nhà. Anh mở cửa rồi lao vào trong, nhìn thấy vợ đang quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ bát đĩa. Anh đi đến gần cô, kéo cô vào trong lòng, ra khỏi đống đồ nát kia. Anh siết chặt cô trong vòng tay. Cô bật khóc nức nở. Cô khóc bởi vì bao nhiêu ấm ức bấy lâu nay đã dồn nén. Anh siết cô vào trong lòng càng chặt hơn, xin lỗi cô rối rít. Anh nhận ra mình sai rồi. Lần này anh quá sai rồi. Anh hứa là sẽ thay đổi. Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Cô lại càng khóc to hơn. Anh đây rồi, con người mà cô yêu ngày xưa đây rồi. Tại sao bấy lâu nay anh lại như thế cơ chứ? Anh có biết là cô đau lòng lắm hay không? Cô rúc vào sâu trong lồng ngực của anh, muốn nước hoa quen thuộc của anh làm cho cô tan biến đi tất cả những mệt mỏi. Cô khẽ giật mình, mùi nước hoa của anh có lẫn một mùi khác, mùi này rất xa lạ. Cô lắc đầu, chắc là mùi xịt phòng trong khách sạn mà thôi. Thường anh, chắc là hôm qua lại ngủ vật vờ ở đâu đó. Cô ôm anh càng chặt hơn. Một lúc lâu sau đó thì anh đẩy cô ra, lau nước mắt cho cô. Dạo này cô gầy quá. Nhìn những đường gân xanh trên cánh tay gầy guộc của vợ, anh có cảm giác nói lòng. Anh biết là mình quá vô tâm, anh đã có lỗi với vợ của anh. Anh hỏi han cô rất nhiều, anh bảo cô đã ăn gì chưa? Cô chỉ nói rằng chưa ăn. Anh bẹo má nịnh nọt cô. Để anh đi nấu gì đó cho vợ ăn nhé. Hôm nay anh sẽ không đi đâu nữa, anh sẽ ở nhà với em thôi. Anh không đi làm à? Công việc của anh thì thế nào? Cứ mặc kệ công việc đi, còn hơn là làm cho em phải khóc. Công việc cái quái gì cơ chứ? Anh tiến đến kéo đầu của cô rồi hôn lên tóc của cô. Anh chỉ cần em thôi. Công việc mà không có em thì làm gì đâu. Để anh đi nấu gì đó cho em ăn, đợi anh nhé. Cô mỉm cười, lại tiếp tục là một nụ cười hạnh phúc. Sóng gió đi qua, nắng lại sưởi ấm trái tim của cô. Cô định tiến đến phụ chồng dọn dẹp. Anh khoát tay, bảo rằng có thể làm một mình. Cô bèn ra ghế ngồi xuống rồi nói: tối qua chồng ngủ ở đâu thế? À, anh ngủ trong khách sạn. Em biết ngay mà, ai bảo anh bỏ đi làm gì? Sau này anh có bỏ đi nữa không? Đúng là đáng đời. Cô cười trêu chọc. Anh chỉ biết gượng gạo mà nói: thế em đi khám thai chưa? Con chúng ta thế nào? Ngày mai anh đưa em đi khám thai nhé. Cô tắt ngấm nụ cười, mặt trùng xuống. Anh thấy cô biến sắc thì thả tất cả đồ trong tay xuống, đến bên cạnh ngồi gần cô, cầm tay của cô hỏi dồn lo lắng: con chúng ta làm sao à? Sao mà anh hỏi em không nói gì thế? Con phát triển chậm anh à, nhưng mà vẫn có tim thai. Bác sĩ bảo tuần này kiểm tra lại xem thế nào. Sao em không nói gì với anh cả? Một chuyện quan trọng như thế thì em phải nói với anh chứ. Cô lúc này đã không thể nào chịu được nữa mà òa khóc nức nở. Em muốn nói với anh chứ, nhưng mà anh có cho em thời gian để mà nói đâu. Lúc nào em định nói thì anh lại bận. Em ở trong bệnh viện khám xong, gọi cho anh cả nghìn cuộc mà anh có nghe đâu. Nhìn cô khóc như vậy, anh lại trùng cơ mặt xuống. Đúng là hôm đó cô có gọi cho anh thật, nhưng mà khổ quá, tại vì anh bận bịu lu bu, thế nên đã quên gọi lại cho cô. Anh ôm vợ vào trong lòng an ủi cô. Anh nói rằng dù tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô gục đầu vào vai của anh. Ly gọi điện thoại tới, anh không nghe máy. Ly điên cuồng lên công ty của anh. Ly gặp anh họ của anh làm việc trong công ty. Đó là Hậu. Hậu nhận ra Ly. Anh bảo rằng hôm nay Nguyên không đi làm. Ly giống như phát điên lên. Cô ta chào Hậu rồi rời đi. Anh ở nhà với vợ cả một ngày.
giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, cắm bình hoa, nấu cơm dọn dẹp. Cô cảm giác bình yên đã trở về. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Cô không biết rằng với cái thời tiết biến đổi thất thường ở Việt Nam đợt này thì sau cơn mưa trời sẽ chuyển bão chứ không sáng sủa gì hết. Sáng hôm sau, Nguyên dẫn Quỳnh đi khám thai. Trên đường đi, anh cầm tay của cô thật chặt. Anh động viên cô rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu. Ví dụ như có sao đó thì cũng là do duyên số mà thôi. Rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác. Cô chỉ im lặng, cười buồn bã. Đến bệnh viện, anh làm thủ tục để cho cô vào khám. Tim của cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô bước vào trong phòng siêu âm, anh ngồi bên ngoài để chờ đợi. Trái tim của anh cũng đập mạnh không kém. Anh chắp tay cúi mặt xuống, thầm cầu mong ông trời sẽ phù hộ cho em bé và cho cô. Bác sĩ bôi dịch từ từ siêu âm, mặt bác sĩ cau lại, lắc đầu. Cô nhìn từng chuyển động cơ mặt của bác sĩ mà giật mình thon thót. Trái tim của cô đập lên mạnh như muốn nổ tung. Bác sĩ với khăn lau lau đi bụng của cô. Ông gọi y tá bảo rằng bảo chồng vào đây. Ông lấy ghế rồi bảo cô ngồi vào đó. Cô hỏi dồn: "Bác sĩ, con của cháu có làm sao không ạ? Tại sao lại không thấy tim thai thế ạ? Bác sĩ nói cho cháu biết đi ạ, bác sĩ." Bác sĩ kéo kính nhìn cô, mặt buồn. Vừa lúc này thì anh cũng bước vào trong. Anh cầm tay của cô siết chặt, chờ đợi một phép màu. Bác sĩ chậm rãi lên tiếng: "Tôi rất tiếc, nhưng mà thai nhi đã mất tim thai rồi. Kích thước của thai nhi 2 tuần bằng nhau. Anh chị nhìn đi." "Thế này nghĩa là sao ạ? Bác sĩ nói gì đi ạ? Con của cháu không sao, có đúng không ạ?" "Thai nhi đã không còn tim thai, có nghĩa là đã không còn duy trì sự sống. Có nghĩa là..." Cô choáng váng lắc đầu, giật tay ra khỏi tay của anh. Nắm tay bác sĩ lắc mạnh, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Bác sĩ đừng nói như vậy mà. Bác sĩ cứu con của cháu đi ạ. Cháu không hề bị đau bụng, không hề ra máu. Tại sao mà con của cháu có thể bị làm sao được ạ? Bác sĩ cứu con của cháu đi. Cháu xin bác sĩ." Mắt của Nguyên đã cay xè. Anh nhìn vợ của mình như đang sắp phát điên. Anh có cảm giác đau nhói. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần trong trường hợp này, thế nhưng mà anh vẫn cảm thấy đau đớn. Mọi việc xảy ra giống như là một cú tát, tát mạnh vào trong mặt của anh. Anh kéo cô ngồi dậy, dỗ dành cô nín, rồi quay sang hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, vợ của cháu không ra máu, không đau bụng. Bác sĩ có thể giải thích giúp cháu là chuyện này thế nào không ạ?" Bác sĩ đăm chiêu mà lên tiếng: "Trường hợp này là thai lưu, tức là bản thân thai nhi tự ngừng sự sống và lưu trong bụng của người mẹ. Phải chờ một thời gian nữa thì mới ra máu. Bởi vì lưu không phải là sẩy, thế nên là sẽ không có bất kỳ đau đớn hay là ra máu gì cả. Một số phụ nữ đi khám thường xuyên sẽ phát hiện ra sớm. Còn một số người mãi khi mà thai teo lại, cơ thể chuẩn bị cho ra ngoài rồi, ra máu nâu, báo hiệu thì mới biết." Tai của anh ù đi, anh không thể nào nghe thêm được gì nữa. Còn cô thì khóc ngất, khóc lên khóc xuống. Bác sĩ khuyên cô bình tĩnh để có thể tiến hành phẫu thuật đưa cái thai ra ngoài. Sau 4 tiếng vật lộn ở trong bệnh viện thì mọi chuyện đã kết thúc. Cô đau đớn nằm khóc giường giấc, cho dù nước mắt không còn để mà chảy ra nữa. Nỗi đau của người mẹ mất con không ai có thể thấu hiểu được cho cô. Tất cả mọi thứ xung quanh của cô giống như là vỡ vụn. Cô giống như một người mất hồn. Mấy ngày hôm sau, anh đi làm trở lại. Anh cũng đau lắm chứ, nhưng mà anh phải cố gắng mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa tinh thần cho vợ. Anh hối hận bởi vì mình đã quá vô tâm với vợ, với con. Anh tự nhủ rằng bản thân mình phải thay đổi. Anh tránh mặt Ly, chặn số. Ly đến công ty thì anh không gặp. Công việc thì do cấp dưới tự xử lý. Anh muốn toàn tâm toàn ý dành thời gian cho vợ của mình. Quỳnh vẫn như người mất hồn. Cô không thể nào nuốt nổi cơm. Cô nghĩ lại những giây phút hạnh phúc của cô và con của cô thì cô lại đau lòng. Lần đầu tiên cô phát hiện ra mình có bầu. Lần đầu tiên nghe được tim thai đập hòa nhịp với nhịp tim của cô. Lần đầu tiên nhìn con thành hình thù dần dần. Những lần đầu tiên đó làm cho cô nhói lòng. Cô không biết phải vượt qua nỗi đau này như thế nào nữa. Anh đã báo chuyện cô sẩy thai cho cả hai gia đình nội ngoại cùng biết. Mẹ của cô đau đớn. Bà hiểu nỗi đau mất con như thế nào. Thế nhưng mà trước hết,
Bà hiểu rằng cô con gái bé nhỏ của bà sẽ rất đau lòng. Bà thương con, sợ con sẽ không thể nào chịu nổi. Bố của cô nghe tin không nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn đăm đăm vào ảnh cưới của con gái. Ông là như vậy, ít khi nào nói những lời yêu thương, nhưng mà đối với ông, cô chính là tất cả những gì ông có. Cô đau một thì ông đau gấp trăm, gấp nghìn lần. Nỗi đau của ông chỉ có ai làm cha mới có thể hiểu thấu. Đau đớn nhưng đành phải câm nín để cho mọi việc diễn ra theo lẽ thường của nó. Gia đình của Nguyên cũng buồn lắm chứ. Mẹ của anh rất thương cô, bởi vì chẳng có con gái, thế nên bà xem cô như là con gái ruột của mình. Trái tim bà đau như ai đó bóp nghẹn khi mà con trai thông báo tin tức. Bà động viên hai vợ chồng, cô vẫn còn trẻ, còn có nhiều cơ hội để sinh đẻ. Nhớ ăn uống kiêng cữ cho khỏe mạnh, đừng tự dằn vặt bản thân mình. Bà sẽ sắp xếp để mà sang thăm hai vợ chồng sớm nhất. Mấy tuần sau, Quỳnh vẫn như vậy. Tâm trạng của cô đã có chút ổn định hơn, nhưng cô gầy đi rất nhiều. Nhìn cô mà anh thấy xót xa vô cùng. Anh không còn đi sớm về khuya nữa. Hàng ngày anh cố gắng về sớm để mà nấu nướng cho cô. Cô chẳng nói chẳng rằng gì cả. Cô đã bị trầm cảm thể nhẹ rồi. Anh có chút lo lắng, cầu cứu mẹ ruột của mình. Bà đồng ý sẽ rủ qua đây nấu ăn rồi nói chuyện để cho cô khuây khỏa. Buổi sáng cô đang nằm mệt nhoài trên giường, anh đã đi làm, mâm cơm chuẩn bị sẵn vẫn còn đang nóng hổi. Cô mở ra xem rồi lại đậy mâm cơm vào. Cô không thiết tha ăn uống gì cả. Điện thoại đổ chuông là mẹ chồng gọi tới. Cô bấm nghe máy. Quỳnh đấy à con? Mẹ đây, con ăn uống gì chưa đấy? Dạ con chưa. Con qua đây với mẹ đi, mẹ đang làm bánh với chị Huệ, vợ anh Hậu đấy. Qua đây phụ mẹ nhá. Sang đây rồi ăn sáng với mẹ luôn, mẹ cũng chưa ăn đâu. Dạ vâng ạ. Con mệt à? Hay là mẹ bảo lái xe qua đón con nhé. Qua đây với mẹ, khổ thân con gái thôi. Dạ không cần đâu, để con đi taxi. Thế mẹ nhá. Cô mệt mỏi tắt điện thoại, đi thay quần áo. Cũng phải ra ngoài một chút để cho đầu óc đỡ mụ mị chứ. Lâu lắm rồi cô không qua thăm ông bà. Cô tạt ra quán hoa quả để mua chút hoa quả mẹ chồng thích. Cho dù nhà chồng của cô không thiếu gì cả, nhưng mà cô lúc nào cũng chu đáo như vậy. Chiếc xe chậm chậm dừng trước căn biệt thự 2 tầng. Cô đẩy cửa bước vào, cửa không khóa. Cô đi như là con mèo con. Trong nhà có tiếng người đang trò chuyện, cô đoán là chị Huệ và mẹ chồng của cô. Thím không biết sao? Sao mà thím biết được chứ? Tiếng của mẹ chồng cô và chị Huệ vang lên. Anh Hậu nhà con bảo mới sáng ra con Ly nó đến tận nơi để tìm chú Nguyên đấy thím ạ. Anh Hậu nhà con nhận ra nó mà, nó vẫn chưa lấy chồng đâu thím ạ. Ai bảo mày như thế chứ? Thì anh Hậu bảo với con, nó làm bên bất động sản, nó đang hợp tác kinh doanh gì đó với cả công ty chú Nguyên mà, hợp đồng lớn luôn đấy thím ạ. Cái đó con không biết thế nào, nhưng mà con cứ thấy nghi nghi. Chắc là nó vẫn yêu chú Nguyên nhà mình thím nhỉ. Vớ vẩn, thằng Nguyên nó lấy vợ rồi cơ mà. Chúng nó chia tay lâu lắm rồi, đừng có mà bép xép linh tinh. Cái Quỳnh nó nghe được thì đừng trách thím đấy nhá. Giọng nói của mẹ chồng cô vang lên đầy răn đe. Giọng của chú Huệ vẫn hờn hớt. Tình đầu của chú Nguyên thím nhỉ. Thím phải cảnh báo chú Nguyên, chứ tình cũ mà, không rủ cũng đến. Con là con lo lắm đấy. Thôi được rồi, để thím nói chuyện với thằng Nguyên xem thế nào. Quỳnh nghe thấy mà cảm giác tê tái. Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà bủa vây trên đầu của cô. Làm ra vẻ tự nhiên, cô đánh tiếng rồi từ từ bước vào. Mẹ chồng của cô cười tươi chào cô, còn chị Huệ thì tái mặt, ra vẻ tự nhiên chào lại cô, rồi chạy ra xách đồ. Cô hỏi han bố chồng rồi kêu đói. Mẹ chồng của cô dọn cơm, hai mẹ con ngồi ăn sáng. Chị Huệ đứng đó làm bánh, chỉ thỉnh thoảng len lén nhìn trộm Quỳnh. Linh tính của một người phụ nữ khiến cho cô có một sự cảm không tốt. Cô vẫn giả vờ bình tĩnh, giả vờ vui vẻ, nhưng mà trong lòng cô thì đang rối như là tơ vò. Ly là ai chứ? Mối tình đầu của anh thế nào? Tại sao họ lại làm ăn với nhau? Và tại sao cô Ly kia lại đến tìm chồng của cô vào buổi sáng sớm chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà bủa vây, cô không thể nào giải đáp. Cô nhìn chị Huệ, chắc chắn sẽ moi được một chút thông tin gì đó từ chị ấy.
Cô thầm nghĩ rồi bắt đầu lên kế hoạch. Ăn cơm trưa xong xuôi, cô bảo mẹ chồng là muốn đi mua sắm. Cô nhìn sang chị Huệ, cô chê quần áo chị mặc không hợp mốt, cái áo kia không ăn nhập gì với cái quần này cả. Chị Huệ bảo chị có phải là người có thẩm mỹ giống như Quỳnh đâu. Mẹ chồng của cô cũng mỉm cười. Chẳng ai mà có ánh mắt tinh tế như là con dâu của bà cả. Giống như mở cờ trong bụng, cô gợi ý cho chị Huệ đi cùng, rồi mua cho chị mấy bộ quần áo mới. Trước là xách đồ cùng với cô, sau thì cô sẽ chọn cho vài bộ mới. Chị Huệ từ chối, bảo rằng tiền đâu mà đi với cô chứ. Mẹ chồng cô thấy cô vui vẻ thì vui lắm, sợ cô mệt thế nên bà bảo chị Huệ đi với cô, xách đồ giúp cô, cô đang còn yếu. Cứ mua sắm tẹt ga đi, bà sẽ chi tiền. Rồi rút ngay cái thẻ visa hạng vàng của bà đút vào tay của chị Huệ. Chị Huệ có chút ngại ngùng bẽn lẽn, sau đó thì cũng cảm ơn rồi đi cùng với Quỳnh. Quỳnh và Huệ đến trung tâm thương mại. Cô không thiết tha gì mua sắm cả. Cô chọn đại cho chị Huệ mấy bộ đồ được, rồi chọn cho các cháu mấy bộ quần áo. Cô cũng không quên chọn cho anh Hậu mấy cái áo sơ mi. Chị Huệ cười tiếp mắt, chắc là vui lắm đây, cô nghĩ như vậy. Về cơ bản thì hai chị em bắt đầu thân thiết. Cô rủ chị Huệ đến quán uống nước, nghỉ ngơi, lát nữa sẽ đi tiếp. Cô gợi ra nói mấy chuyện về công ty, nói chuyện tai nạn lao động hôm trước, rồi chuyện này chuyện kia. Chị Huệ cũng bắt đầu hào hứng, bắt nhịp cùng với cô. Một lúc sau, cô ra vẻ thân tình, hỏi chị Huệ. Chị này, chị có biết chị Ly, người yêu trước kia của anh Nguyên không? Nghe bảo là đang làm đối tác công ty của anh Nguyên có đúng không? Chị Huệ lúc này mắt sáng lên đầy kinh ngạc. Ờ, thím cũng biết đấy à? Đấy, chị cũng đang bảo với anh Hậu rồi. Lửa gần rơm có chết không chứ? Con đấy không phải dạng vừa đâu. Chị ấy làm sao hả chị? Cô hỏi dồn, chị Huệ nhìn cô rồi ra vẻ bí mật thì thầm mà nói. Em đừng có mà kể với thím Hạnh đấy nhá. Bà mà biết, bà giết chị luôn. Cái con đấy học cùng đại học với chú Nguyên, yêu nhau 3 năm có lẻ đấy, rồi chia tay bởi vì con này chưa muốn lấy chồng ổn định. Nó vẫn muốn đi xa hơn, rồi đi học hành đâu đâu đó, quay lại làm công ty bất động sản. Bây giờ nó đang phân phối dự án kia của chú Nguyên đấy. Chú Nguyên cũng thế, thiếu gì công ty mà chọn công ty của nó cơ chứ. Thím có công nhận không? Trái tim của Quỳnh thắt lại, mặt của cô nóng bừng như nuốt từng lời nói của chị Huệ. Vẫn ra vẻ bình tĩnh mà tiếp tục moi móc thông tin. Em thì không sao, cứ mặc kệ chị à. Chuyện làm ăn của chồng em không muốn tham gia, miễn là trong công việc là được rồi chị à. Ừ, nhưng mà nghe bảo có hôm chú Nguyên không đến công ty, trước lúc thím sảy thai mấy hôm đấy. Sáng ra con Ly chạy đến cửa công ty tìm chú Nguyên, xong rồi gặp anh Hậu nhà chị. Lúc đấy anh Hậu mới biết nó đấy chứ. Xong rồi tìm hiểu mới biết đấy. Thím phải cẩn thận vào. Chị Huệ vẫn thao thao bất tuyệt, giống như là những kẻ thạo tin khác. Cô tái mặt nhớ ra, hôm đó anh hùng hổ lao ra khỏi nhà. Sáng sớm anh trở về, trên người của anh có mùi lạ. Cô lắc đầu, làm gì có chuyện đó cơ chứ. Chắc là chỉ trùng hợp mà thôi. Cô phải tin chồng của mình. Cô cố gắng trấn an, rồi bâng cua nói với chị Huệ thêm mấy câu. Từ lúc đó trở đi, cô giống như là người mất hồn. Cô hy vọng mọi việc chỉ là nhầm lẫn. Cô hiểu anh là người thế nào. Anh rất yêu cô, anh lúc nào cũng yêu cô, không bao giờ có chuyện như vậy được. Tự nhiên cô thấy bực chị Huệ ghê gớm. Cô nghĩ là lâu lắm rồi cô bỏ bê chồng mình quá. Cô có cảm giác lo sợ. Tuy rằng cô tin, nhưng mà cô cũng sợ. Cô sợ mất anh. Cô rủ chị Huệ đến gian hàng đồ nam để mua cho anh cái caravat. Cô chọn cho anh một chiếc màu xanh tươi mát. Lâu lắm rồi không mua quà cáp gì cho nhau cả. Hôm nay cô chột dạ, cô phải hâm nóng tình cảm vợ chồng mới được. Tự nhủ rồi cô rủ chị Huệ về sớm. Hôm nay cô sẽ nấu món ngon cho anh thưởng thức. Nguyên đi làm về, bước vào trong nhà thì mùi thức ăn đã thơm phức bay vào trong mũi. Hôm nay anh định về sớm để nấu ăn cho vợ. Thấy chồng trở về, cô mỉm cười, nụ cười có chút buồn, có chút mệt mỏi nhưng đầy gắng gượng. Anh buông cặp sách xuống, tới bếp rồi vòng tay ôm cô từ đằng sau, hôn lên cổ của cô, nhìn cô nấu nướng đăm chiêu.
Cô nói rằng anh đi thay đồ đi, chuẩn bị ăn cơm. Anh hôn nhẹ lên má của cô, rồi đưa tay lên chào như trong quân ngũ, mồm hô sõng giặc. Tuân lệnh bà xã của anh. Thế rồi anh đi vào trong phòng. Trên giường có một hộp quà nho nhỏ, nét chữ của cô nắn nót. Tặng chồng yêu. Lâu lắm rồi không tặng quà gì cho anh, thế nên có chút ngượng ngùng. Dạo này em bỏ bê chồng quá, có đúng không? Tha thứ cho em nhé, em mãi yêu anh. Anh mỉm cười. Chưa kịp bóc quà ra thì cô đã gọi anh ra ăn cơm. Anh cất quà vào trong tủ, rồi vội vã chạy ra phụ cô xếp cơm. Lâu lắm rồi mới có bữa cơm trọn vẹn thế này. Cô kể chuyện hôm nay qua nhà mẹ chồng. Anh ngồi đó chăm chú lắng nghe. Đang ăn thì anh báo rằng ngày mai anh phải đi ăn với đứa bạn, là bạn thời sinh viên. Nó vừa bảo vệ xong tiến sĩ ở bên Mỹ. Nó mời anh, là bạn thân của anh, thế nên anh không thể nào không đi. Cô có một chút chột dạ nhưng vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Anh bảo cô đi cùng nhưng cô không muốn đi. Cô nhìn lại mình, thấy mình dạo này quá gầy, không có chút sức sống nào cả. Cô từ chối, bảo rằng anh cứ tự mình đi đi. Đi một mình cũng được, cô muốn ở nhà nghỉ ngơi. Anh có vẻ áy náy trong lòng. Anh cố gắng năn nỉ cô thêm, nhưng mà cô nhất quyết từ chối. Anh cuối cùng cũng phải đồng ý chiều theo cô. Đêm đến, cô nằm gối đầu trên tay của anh. Anh quay sang ôm cô vào trong lòng. Mùi nước hoa đặc trưng của anh phả vào trong mũi, khiến cho cô cảm giác đê mê. Cô siết tay ôm anh thật chặt. Không nhìn anh, cô thì thầm mà nói: anh này, có bao giờ anh giấu em chuyện gì không? Nguyên chột dạ. Tự nhiên tại sao cô lại hỏi anh như thế chứ? Anh hoảng hốt, thế nhưng mà cố gắng trấn tĩnh, kéo mặt của cô lên ngang với mặt của mình rồi nói: sao tự nhiên em hỏi anh như thế? Không có gì đâu, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cô mỉm cười, cúi mặt xuống ngượng ngùng. Anh thở dài nhẹ nhõm, hú hồn hú vía. Anh vỗ vỗ vào mông của cô rồi cười lớn mà nói: làm gì có chuyện gì mà giấu chứ, anh không bao giờ giấu em chuyện gì cả. Có thật không đấy? Cô hỏi lại. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô. Anh thừa biết tính của cô. Cô chẳng bao giờ có chút manh mối nào cả. Nếu như có thì chắc chắn sẽ hùng hổ lắm đây. Anh khẳng định một cách chắc nịch. Thật mà, em không tin anh sao? À, em tin. Anh im lặng không nói gì nữa, chỉ kéo sát đầu cô vào trong lồng ngực của mình. Mà anh này, nếu như anh chỉ cần sẩy chân một lần thôi, cho dù một lần thôi, thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu đấy. Anh có cảm giác chột dạ, trấn an cô mà nói: tất nhiên rồi, anh sẽ không như thế đâu. Em đừng có mà nghĩ linh tinh. Anh chẳng có con ma nào nó thèm đâu. Có em thèm đây này. Cô bắt bẻ, anh cười lớn, rồi xoa xoa vào lưng của cô. Hai vợ chồng nói chuyện thêm một lát nữa, rồi cô ngủ thiếp đi. Nhìn cô ngủ ngon lành ở trong lòng mình, anh vuốt tóc trên má của cô, vén sang bên tai. Cảm giác áy náy vô cùng. Anh tự nhủ, nhất định sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Anh ôm cô, rồi cùng cô chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, Quỳnh dậy sớm, nấu cơm chuẩn bị cho anh đi làm. Anh thức dậy, ăn sáng xong xuôi thì thay quần áo, âu yếm vợ thêm một lúc nữa rồi mới đi làm. Không quên cảm ơn cô về chiếc cà vạt. Hôn cô tạm biệt rồi rời đi. Cô thở vào nhẹ nhõm. Cô giống như là vừa chút được bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Cô không hề hay biết đó chính là buổi sáng cuối cùng cô và anh thức dậy cùng với nhau. Ngày hôm đó, cô qua nhà mẹ đẻ để lấy thêm một chút đồ. Nhà mẹ của cô treo túi thơm. Cô cảm giác có một mùi gì đó lạ lạ, không quen thuộc gì cả. Cô nhăn nhó bảo mẹ thay mùi này đi. Mẹ của cô cười tươi. Bà trêu rằng cô giống như là con chó săn, chỉ được cái hít mùi là giỏi nhất thôi. Cô mỉm cười, cảm giác cũng đúng mà. Bởi vì từ bé, mũi của cô có khả năng rất đặc biệt. Cô có khả năng phân biệt mùi rất xuất thần. Chẳng có cái gì có thể lẫn được. Bố của cô trêu rằng bởi vì bố cô huấn luyện khi mà cô còn bé, thế nên cô mới có khả năng đó. Chả là bố của cô mặc quần áo xong cứ vứt một đống đó, chẳng biết cái nào sạch, cái nào bẩn. Mẹ của cô chuyên gia phải đi ngửi mùi để có thể phân biệt, rồi mang đi giặt đồ bẩn cho bố của cô. Cô cũng là người thường xuyên bị mẹ sai đi lấy đồ của bố cho mẹ giặt, rồi học theo mẹ
cô cũng ngửi ngửi để mà phân biệt sạch bẩn. Thế nên bây giờ bố mẹ cứ trêu cô là vì như vậy. Buổi chiều cô đi siêu thị sắm đồ rồi về nhà nấu qua quýt cho xong. Cô biết hôm nay anh không về ăn cơm, thế nên cũng không muốn bày biện gì quá nhiều. Anh đi liên hoan trong một nhà hàng sang trọng, phòng VIP khép kín có âm nhạc. Mở cửa đi vào, mọi người đã đông đủ rồi. Anh nhìn thấy Ly cũng có mặt ở đó. Ly nhìn anh đầy hờn dỗi, anh phớt lờ cô ta, tiến đến chúc mừng thằng bạn chí cốt của mình. Mọi người thấy anh đến thì ai nấy đều rất vui mừng. Ai cũng bảo là chắc anh không đến đâu. Anh bây giờ giàu như vậy rồi, ai mà thèm đếm xỉa đến bạn bè cơ chứ. Anh chỉ biết mỉm cười, mọi người chúc tụng nhiệt tình. Lâu lắm rồi mới gặp nhau, chén chú chén anh. Mãi đến 12 giờ bụng đói meo, uống hơi nhiều, thế nên đầu anh nặng trĩu, hơi ngà ngà say rồi. Anh định đi vào trong nhà vệ sinh, móc bớt rượu ra bên ngoài cho thoải mái. Ly cứ ngồi theo dõi anh từ đầu cho đến giờ, cô ta luôn để mắt đến anh. Thấy anh đứng dậy thì cô ta cũng đứng dậy theo. Nhìn thấy Ly đi theo, anh dừng lại, hất mặt lên nhìn Ly mà nói: em đi theo anh để làm cái gì? Tại sao anh tránh mặt em? Anh không tránh mặt em, hôm đó chỉ là sai lầm thôi. Anh đã có gia đình rồi, anh xin em hãy buông tha cho anh đi. Anh quá mệt mỏi, thế nên lên tiếng giống như là một lời van xin. Tại sao? Anh không còn yêu em nữa, có đúng không? Tại sao anh lại tìm đến em chứ? Ly cũng gào lên. Anh nói rồi, đó chỉ là sai lầm thôi. Bởi vì lâu ngày trống vắng, thế nên anh mới hành động như vậy. Em thông cảm cho anh, có được không? Anh chỉ yêu vợ của anh thôi, thật đấy. Thông cảm sao? Anh nói mọi việc đơn giản như thế à? Tại sao anh không thông cảm cho em đi? Anh có biết là biết tin anh lấy vợ rồi, em đau lòng thế nào không? Anh cảm giác lúng túng, giọng nói lè nhè vang lên. Chuyện đó là chuyện quá khứ rồi, em đừng bao giờ nhắc lại nữa. Cô ấy mới mất con xong, anh muốn bù đắp cho cô ấy. Em đừng như thế nữa, anh là người có gia đình rồi. Anh... Cô ấy mất con thì em có thể sinh cho anh một đứa con khác. Tại sao anh có thể đối xử với em như thế? Em không tin là anh hết tình cảm với em rồi. Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa của chúng mình anh quên rồi à? Em là người làm cho trái tim anh rung động đầu tiên mà anh không nhớ gì à? Anh thử mở lòng với em một lần đi, có được không? Em không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi, nha, Nguyên. Ly tiến đến sát người anh ta, cô lao vào ôm lấy mặt của anh, hôn ngấu nghiến lên đôi môi của anh. Nguyên đẩy cô ta ra, anh xô cô ta ngã lăn ra sàn nhà. Ly khóc nức nở, cô ta nhìn anh ánh mắt đầy oán hận. Anh đẩy tôi ngã chứ gì? Được rồi, nếu như anh không còn tình cảm gì với tôi nữa thì anh mặc xác tôi đi, tôi sẽ cặp kè ngủ với mấy thằng bạn của anh. Mấy thằng ngày xưa đại học nó thích tôi đấy, mà tôi lại đi say mê một thằng hèn như anh. Anh rối rít xin lỗi bởi vì làm cô ta ngã, cứng rắn mà nói: mặc kệ em, anh không quan tâm đâu. Ly đứng dậy bỏ đi. Anh mặc kệ cô ta rồi bước vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc quay trở về trong phòng tiệc, mọi người đã lên phòng để hát rồi. Anh mệt rã rời, định lên chào mọi người rồi ra về. Mở cửa ra, anh thấy Ly đang ngả ngớn ở trong vòng tay của Đạt. Đạt là con nhà quan chức, lắm tiền nhiều của, nhưng mà tính tình thì đàn bà. Anh ghét Đạt từ khi sinh viên, vừa béo ú lại còn lắm lời. Bây giờ hắn ta vẫn như vậy. Ly đang kéo tay Đạt vuốt về trên ngực của mình. Thấy anh đi vào, Ly còn mạnh bạo hơn. Có chút rượu trên người, nhìn thấy cảnh như vậy, anh giống như là phát điên. Không hiểu vì sao anh lại điên lên nữa. Chắc bởi vì anh là đàn ông, anh nghĩ mình có cái quyền điên lên như vậy. Máu nóng chảy khắp người, anh lao vào trong phòng, kéo Ly ra khỏi vòng tay của Đạt. Mọi người ai cũng say ngoắc cần câu, thế nên không ai để ý được gì nữa. Anh kéo Ly ra xe, Ly giật tay ra khỏi tay của anh rồi gào lên: anh làm cái quái gì thế? Anh nói anh mặc kệ tôi cơ mà. Em làm cái gì thế? Tại sao em lại ngả ngớn với thằng đó? Em bị điên rồi à? Anh mặc kệ tôi đi. Kệ làm sao mà kệ, em điên rồi, về thôi. Ly lúc này bật khóc nức nở. Anh kéo Ly vào trong lòng, tự nhiên anh thấy thương hại cho cô ta. Lăn lộn bao nhiêu năm, không có chỗ nào trú ngụ mỗi khi giông bão. Ly nín khóc,
Cô kéo môi anh lại gần. Anh hoảng hốt đẩy cô ta ra. Thì Ly khóc lóc van xin. Em xin anh đấy, Nguyên. Anh ở bên em đêm nay đi. Em xin anh. Em không đòi hỏi gì cả. Em xin anh. Nguyên mềm lòng. Một đêm thôi, anh tặc lưỡi. Giây phút đó anh có nghĩ đến cô, nhưng mà anh lại gạt đi. Một đêm thôi, rồi ngày mai lại đâu vào đó. Anh sẽ lại về với cô. Người anh đang xạo rực không khác gì Ly cả. Anh bế thốc cô vào xe, đóng cửa. Chiếc xe rung lắc ầm ầm. Một lúc sau thì anh lái xe đưa Ly về khách sạn. Anh cũng kịp nhắn tin cho cô, báo rằng đưa bạn về vì say rượu. Quỳnh đang nằm đợi chồng về rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Chuông tin nhắn kêu lên, cô bừng tỉnh. Nhận được tin nhắn của anh, trái tim của cô đập lên thình thịch. Linh tính của cô mách bảo có điều gì đó không hay sắp xảy ra với gia đình của mình. Anh bảo anh không về, anh đưa bạn về bởi vì bạn say rượu. Cô có cảm giác ngỡ ngàng, bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh đầu của cô. Bạn ở đâu mà tại sao anh không thể về trong đêm chứ? Tại sao đưa bạn về mà không gọi điện báo cho cô trước chứ? Cô cứ đi đi lại lại ở trong phòng, gọi điện cho anh thì thuê bao. Cô cảm giác vô cùng hụt hẫng. Cô phát điên đến nơi rồi. Cô lồng lộn cả lên. Cô không biết phải làm gì bây giờ nữa. Cô khóc, cứ thế mà nước mắt không có chỗ để chảy ra nữa. Cô ném đồ đạc xuống nền nhà, cảm giác nghi ngờ bùng cháy dữ dội. Cô biết là nhóm sinh viên chắc chắn sẽ có cô gái tên Ly kia. Cô nghi ngờ, nghĩ rằng anh đang ân ái với Ly. Giờ này chắc chắn anh đang ở bên cạnh người phụ nữ đó rồi. Cô trách móc bản thân mình tại sao không mạnh dạn đi cùng anh, để giờ này ngồi đây mà lo được lo mất. Trái tim của cô bóp nghẹn đau đớn. Cô tự động viên mình là anh rất yêu cô, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lý thuyết đó lại quá mong manh. Cô hiểu rõ đàn ông khi say họ bất chấp. Cô cũng hiểu phụ nữ khi mà đã muốn gì thì họ sẽ cố chiếm cho bằng được. Đằng này Ly lại là người cực kỳ tham vọng. Cô cảm giác bế tắc, lại gọi cho chồng của mình nhưng không thể nào liên lạc. Cô giống như rơi vào đường cùng, leo lên giường nằm, trằn trở mãi không thể nào ngủ nổi. Cô ngồi dậy, lao ra khỏi nhà, không biết đi đâu về đâu vào cái giờ này nữa. Cô biết anh ở đâu mà đi tìm chứ? Cô không thể nào để mất đi hạnh phúc của gia đình mình như thế. Cô cứ như vậy lang thang dọc đường, mong rằng bắt gặp anh để còn mang anh về nhà. Cô bước đi trong vô định. Cô cứ đi mãi, tay cầm chặt điện thoại. Giây phút đó cô cũng chẳng biết là mình lấy được sức lực ở đâu ra. Cô đi hết mấy tuyến phố, vừa đi vừa khóc, chỉ hy vọng rằng ông trời sẽ rẽ lối cho cô gặp được chồng của cô. Phố xá vắng hoe, cô đi đến kiệt sức rồi, ngồi bên vỉa hè, khuỵu xuống, gục mặt vào đầu gối mà khóc. Cô khóc cho cuộc đời của mình, khóc cho tình yêu của mình. Thế là cô mất anh thật rồi sao? Không, cô không thể nào mất anh được. Làm sao mà cô có thể sống được khi không có anh chứ? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như thế chứ? Tại sao lại cướp đi hết những hạnh phúc mong manh của cô như vậy chứ? Cô đã làm sai điều gì? Tại sao con của cô đã bỏ cô đi rồi? Đến bây giờ anh cũng như thế. Cô biết tìm anh ở đâu đây? Cô gào lên thảm thiết. Phố không bóng người, cô cứ thế mà ngồi đó khóc. Mãi đến gần 4 giờ sáng cô mới đứng dậy. Chân đau rã rời, đầu ngón chân dớm máu. Cô không còn chút sức lực nào nữa, cố gắng tiếp tục bước đi. Hơn 5 giờ đi đến đoạn đường cũ, nơi mà cô và anh lên giường lần đầu tiên. Khách sạn đó vẫn nằm ở đó. Lâu lắm rồi cô không đến đây. Bao nhiêu kỷ niệm bỗng ùa về trong cô, bao nhiêu lời nói yêu thương vẫn còn đang văng vẳng ở bên tai. Cô ngồi xuống bên lề đường rồi ngủ thiếp đi. 6 giờ sáng, trời đã sáng hơn. Cô thức dậy bởi vì bị muỗi đốt. Cô mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh. Đường phố lác đác người. Nhìn xung quanh cô giật mình. Cô không tin vào mắt của mình, rụi rụi mắt mấy lần. Đó là xe ô tô nhà mình. Cô tỉnh hẳn cả ngủ, dồn hết sức lực mà đứng dậy. Chân của cô đã tê cứng. Cô ngã khuỵu xuống. Miệng của cô đập vào vỉa hè đau nhói. Cô mặc kệ. Cô lao sang đường, mặc kệ ô tô xe máy đang chạy. Cô cứ thế mà bước nhanh về phía trước, nhìn chằm chằm vào chiếc xe của anh. Anh đây rồi. Trái tim của cô đau thắt. Cô cầu mong rằng ông trời cho anh xuất hiện và mọi thứ vẫn ổn. Cô lao vào trong khách sạn. Bảo vệ nhìn cô tả tơi như là con điên. Họ bắt cô đi ra ngoài. Cô khóc lóc cầu xin,
nói rằng xe của chồng cô ở kia, hãy cho cô vào gặp anh. Họ mặc kệ, không nghe thấy tiếng cô xin xỏ, họ đẩy cô đi ra ngoài. Cô bình tĩnh xin thuê phòng khách sạn. Họ yêu cầu cô mang giấy tờ và tiền chuộc, nhưng mà cô không có gì trên người cả. Cô bất lực quỳ xuống dưới chân của bảo vệ khách sạn, khóc lóc cầu xin, xin hãy cho cô vào trong phòng của anh. Nhưng bảo vệ đẩy cô ra, cô ngã nhào ra sàn nhà. Cô cứ mặc kệ, cứ ngồi đó, tiếp tục quỳ xuống, tiếp tục năn nỉ cầu xin. Cô đưa điện thoại cho bảo vệ, cô nói rằng anh cầm điện thoại làm tin, cô sẽ cho anh thêm tiền, cho anh rất nhiều tiền. Mọi người nhìn cô đầy ái ngại, cô gái này hình như phát điên rồi. Cô bất lực hoàn toàn vào lúc đó. Cuối cùng thì ông trời cũng nghe được lời cầu mong của cô, nhưng mà tiếc thay, ông trời nghe nhầm. Tiếng chuông thang máy kêu lên tinh tinh, cả cô, bảo vệ, Lệ Tân đều quay ra nhìn. Nguyên lúc này bước ra khỏi thang máy, còn Ly thì đang khoát tay, ôm tay của Nguyên. Nhìn thấy anh, Quỳnh há hốc mồm. Cô đứng dậy, mắt mở to hết cỡ, lấy tay dụi mắt, nhìn xem là mình có nhầm hay là không. Nhưng không, cô không nhìn nhầm. Đúng là anh, đúng là Nguyên, chồng của cô đây rồi. Nhưng mà tay của anh đang khoác tay ai kia chứ? Vậy là tất cả những gì cô nghĩ là đúng. Vậy là anh đã phản bội cô rồi. Cho dù đã nghĩ đến cảnh này rồi, nhưng mà cô không ngờ nó lại xảy ra một cách cay đắng như thế. Chân tay của cô buồn rộn, trái tim của cô đau nhói, cổ họng nghẹn ứ. Mọi thứ xung quanh đã chính thức sụp đổ. Cô nghe thấy tiếng nói lùng bùng gì đó, nhưng mà cô không nghe rõ. Mùi nước hoa quen thuộc của anh phả vào trong mũi, lẫn với mùi nước hoa của cô ta. Đúng là cái mùi này rồi. Cô đã từng ngửi nó vào cái đêm anh bỏ nhà đi đó. Không thể nào tự lừa dối mình được nữa. Không có gì để bao biện được nữa. Cô gắng gượng dùng chút sinh lực cuối cùng của mình mà lao ra ngoài đường. Lao ra giữa đường thì một cái ô tô lao thẳng vào người của cô. Chiếc ô tô phanh két lại, cô ngã nhào ra. Chân tay của cô đầy vết xước, máu me bè bét. Đôi dép của cô đang đi cũng đứt ra. Cô không biết gì nữa cả. Trái tim của cô cũng không đau nữa. Người của cô nhẹ bẫng. Mọi thứ xung quanh mờ dần đi. Tai của cô ù ù. Cô đứng dậy, thả dép vào đó. Cô cũng không thèm nhặt điện thoại nữa, chạy trên vỉa hè như là bị điên dại. Cô không khóc, nước mắt ở đâu cứ thế mà tự rơi. Nguyên ngạc nhiên đến tột cùng, nhìn thấy vợ của mình đang quỳ giữa nền nhà của khách sạn. Anh hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cỡ tay Ly ra khỏi tay của mình. Ly ngạc nhiên hỏi đó là ai. Anh chưa kịp nói gì thì cô đã lao ra ngoài. Anh giật mình đuổi theo. Chiếc xe đó lao vào cô. Trái tim của anh như nhảy ra khỏi lồng ngực. May mắn là cô không sao. Cô đứng dậy chạy đi. Bóng dáng của cô nhỏ nhắn gầy gò, khuất dần vào cuối con đường. Anh chạy theo, đuổi theo cô, cố gắng chạy nhanh, nhưng mà bóng của cô đã mất hút. Anh bất lực, điên dại chạy về khách sạn, lấy xe trở về nhà. Có lẽ cô sẽ về nhà thôi. Anh vừa chạy vừa khóc. Quỳnh, anh có lỗi với em. Em đừng xảy ra chuyện gì. Anh xin em. Quỳnh cứ thế mà mải miết chạy. Cô chạy đến lúc trái tim của cô quá đau, chân của cô đã không còn cất nổi bước được nữa. Cô mới dừng lại, ngồi sau gốc cây to ở trên đường. Ngồi xuống đó, mặc cho máu đang chảy ở trên chân, cô cũng không thấy đau. Ngồi thu mình sau gốc cây, cô không còn khóc nữa mà cô cười, cười như điên như dại. Trời đã quá sáng rồi, ai cũng nhìn cô đầy ái ngại, nhưng mà cô vẫn cười, mắt trở nên vô hồn, nhìn xung quanh rồi lại mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo. Nguyên chạy xe về đến nhà, anh mở cửa ra, đồ đạc trong nhà vứt lung tung, căn nhà vắng vẻ, cô không có trở về đây. Anh gọi điện cho ba mẹ vợ để hỏi han xem là cô có ở đó không. Bà nói rằng cô không có ở đây. Bà hỏi là có chuyện gì nhưng anh không nói. Anh tắt máy, trong lòng của bà nóng như lửa đốt. Bà gọi cho cô nhưng thuê bao. Anh gọi cho mẹ ruột của mình, bà tinh ý đoán ra mọi chuyện, chửi rủa anh ở trong điện thoại. Anh không nghe nữa, tắt máy. Anh phải tìm bằng được cô. Anh muốn gọi cho bạn bè của cô, nhưng mà không có số của ai cả. Có phải là anh quá vô tâm rồi không? Bao lâu nay anh không hề biết lấy một người bạn của cô. Anh đi ra khỏi nhà, đi tìm cô. Mặt của anh tái mét, nhợt nhạt. Anh phải níu giữ hạnh phúc này. Anh sai rồi, anh đã sai thật rồi. Anh vừa lái xe, vừa khóc. Đi qua chỗ cô đang ngồi, đèn đỏ. Anh dừng xe, mở cửa kính ra, nhìn xung quanh.
Cô nhìn thấy xe của anh thì ngồi nép mình lại. Tự nhiên cô thấy rét run cả người, run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau chan chát. Cô sợ anh nhìn thấy mình, cô sợ sẽ gặp lại con người của anh. Đèn xanh, anh kéo kính lên đi tiếp. Đi đi lại lại mấy con đường cả một ngày mà không thấy cô đâu cả. Mẹ của anh và mẹ của cô đều rối rít gọi điện thoại cho anh. Cuối cùng thì anh cũng phải khai ra sự thật. Mẹ của cô như chết đứng, bà quay ra nói chuyện với chồng, rồi hai người bỏ cơm đó đi tìm cô. 7 giờ tối vẫn chưa thấy cô đâu. Họ chia nhau ra để đi tìm. Cô vẫn ở đó, chỉ có điều là cô nằm xuống, cô cảm thấy rét quá, cũng cảm thấy đói nữa. Cô muốn về với mẹ, nhưng mà cô không còn sức lực nữa, cô cũng không còn tiền nữa. Mẹ của cô đi tìm đến đoạn cô đang nằm. Ánh đèn pha của xe máy rọi vào gốc cây, bà nhìn thấy có cái gì đó sau gốc cây. Linh tính của người mẹ mách bảo, bà bảo chồng dừng xe, xuống xe chạy đến gốc cây. Cô đang nằm ở đó, tóc tai máu me nhoe nhoét. Cô run cầm cập co ro đang nằm đó. Bà òa lên khóc nức nở, đỡ cô ngồi dậy. Nhìn thấy mẹ, cô tưởng như mình đang nằm mơ. Đưa tay run rẩy vuốt ve gương mặt của mẹ, rồi nhắm mắt, tay của cô buông thõng. Mẹ của cô đau đớn gào lên. Bố của cô đứng gần đó, cũng vứt xe máy đi xuống đường chạy tới. Trái tim của ông như ngừng đập. Ông không khóc, ông đi tới đỡ cô dậy, cởi phăng chiếc áo khoác rồi khoác lên người của cô, ôm cô vào trong lòng, bế cô lao ra đường vẫy xe. Nhưng mà không có chiếc xe nào cả. Ông cầu mong ông trời hãy cho ông chết đi, đổi lại hãy cho con gái của ông có thể được bình an. Nếu như được như vậy thì ông cũng nguyện lòng chết đi. Cô năm nay mới 24 tuổi mà thôi. Khi mà Quỳnh mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô giật mình chạm tay xuống bụng, bụng của cô xẹp lép. Cô nghĩ mọi chuyện là mơ, nhưng hóa ra là thật. Chân của cô đau buốt, bố của cô đang nằm gục bên cạnh giường. Tóc tai của ông dường như đã bạc thêm, tay của ông nhăn nheo, những đường gân xanh cũng nổi lên. Cô nhìn thấy như vậy mà đau lòng. Đã bằng tuổi này rồi mà cô vẫn chưa đền đáp được cho ông bà cái gì cả. Bây giờ lại làm cho bố mẹ của mình lo lắng nhiều hơn. Mọi việc mà cô trải qua cứ từ từ hiện ra trong đầu của cô, làm cho cô đau đầu như bố bổ, ôm đầu kêu ré cả lên. Bố của cô tỉnh giấc, gương mặt mệt mỏi của ông ánh lên niềm hạnh phúc, cầm tay của cô mà nói: Quỳnh, con tỉnh rồi à? Con có cảm thấy đau ở chỗ nào không? Bố gọi bác sĩ nhé. Cô không kịp nói gì thì ông đã lao nhanh ra ngoài cửa. Một lát sau, bác sĩ cùng y tá đi vào trong phòng, kiểm tra huyết áp và mọi thứ cho cô. Chị mới bị sốc và kiệt sức, chị ngủ ở đây 2 ngày rồi đấy. Bây giờ mọi thứ ổn rồi, chị cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã qua rồi. Chị nhìn bố chị đấy, cố gắng lên. Các cụ già rồi, mình là phận làm con, phải cố gắng lên, đừng để cho các cụ phải đau lòng chứ. Bố cô ra hiệu cho bác sĩ đi ra, rồi đỡ cô ngồi dậy. Cô không nói không gì cả. Bố cô hỏi cô có đói không, rồi ông chạy ra ngoài gọi điện cho mẹ của cô. Một lát sau thì mẹ cô đi vào, nhìn thấy mẹ, cô òa lên khóc nức nở. Mẹ ôm cô vào trong lòng, bà cảm giác đau đớn, đau như là bị ai đó cắt đi từng khúc ruột. Nhưng mà để làm chỗ dựa cho cô, bà không thể nào mà khóc. Bà vỗ vỗ vào lưng của cô, không biết phải nói gì với cô vào lúc này nữa. Bố cô đang đứng ngoài cửa, ông nép vào sau cánh cửa để không ai có thể thấy giọt nước mắt của ông đang lăn dài ở trên má. Anh chẳng thể nào tìm thấy được cô. Mãi lúc mà mẹ anh gọi điện báo rằng mẹ cô đã tìm thấy cô rồi, nhà cô không muốn gặp anh và gia đình của anh mới ngừng tìm kiếm. Mẹ anh cũng bảo rằng bà không muốn gặp thằng con trai là anh. Mẹ anh cũng không quên kể với anh là cô đang nằm bên đường cả ngày, bụng đói meo, chỗ anh đi đi lại lại gần như là cả trăm lần. Bà bảo anh hãy cầu nguyện cho cô có thể bình an trước khi bà từ mặt anh. Anh đau đớn, cảm giác mất mát. Anh đã làm cho vợ mình phải đau khổ, anh hối hận vô cùng. Nhưng mọi việc có lẽ đã muộn màng rồi. Anh thầm tự trách bản thân mình, anh cố gắng tìm mọi cách để mà liên lạc với cô. Giờ đây đối với anh, về nhà như là về địa ngục. Mùi hương của cô phảng phất, từng món đồ của cô, tất cả nhắc nhở anh về sự hiện diện của cô. Cho là cô đã đau đớn lắm, nỗi đau chồng chất lên nỗi đau. Cô mới mất con, thế mà anh lại nỡ làm như thế với cô. Anh nghĩ lại buổi sáng hôm đó, đúng là anh điên rồi. Anh thấy coi thường chính bản thân mình.
Anh chỉ mong rằng cô có thể tha thứ cho anh. Còn cô muốn thế nào anh cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần cô trở về, cho anh một cơ hội là đủ rồi. Sau khi ra viện, Quỳnh về nhà mẹ đẻ của mình. Cô có vẻ ổn hơn một chút, nhưng không nói gì cả, cũng chẳng cười nữa. Cô đã bớt gầy đi một chút. Bố của cô vẫn ở cạnh cô hàng ngày. Ông sợ rằng cô sẽ nghĩ quẩn. Cô ngày ngày giống như cái bóng, cứ ăn rồi ngủ rồi lại ăn, không đi đâu cả. Cô sợ trẻ em, cô sợ tiếng ồn. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đã qua là đầu của cô giống như phát điên. Nguyên cũng có mấy lần đến nhà của Quỳnh, nhưng mà bố cô không tiếp. Ông không mở cửa, ông sợ con gái của mình lại tiếp tục bị tổn thương. Sáng hôm đó, Quỳnh dậy sớm, trải chuốt một chút. Cô ngồi đối diện với bố, bảo với bố rằng cô muốn ly hôn. Cô nói ra những câu nhẹ nhàng, làm cho bố của cô giật mình. Ông không phản đối, nhìn vào mắt của con gái. Đôi mắt của cô thăm thẳm, không còn giống như mắt của cô ngày trước. Đôi mắt mà ông có thể nhìn thấu. Ông im lặng nhìn ra xa xăm. Quỳnh đến tòa án mua đơn ly hôn. Cô nhìn những cặp đôi khác ở đó, họ cũng đau đớn, mệt mỏi giống như là cô vậy. Có những cô vợ nhìn còn tiều tụy hơn cả cô, nhìn như là không còn chút sinh lực nào cả. Chắc là những người đó cũng đã phải nếm trải những nỗi đau rất lớn đây. Nhìn cảnh đó mà cô đau lòng. Cô nghĩ đến anh, nghĩ đến sự tha thứ. Cô có nên tha thứ cho anh, cho một con đường không? Cô nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người. Cô nhớ lại những lời thề, những định ước. Mọi thứ giống như mới vừa hôm qua thôi. Cô cảm thấy thật là tiếc nuối. Rồi cô nhớ đến cái khoác tay của anh và Ly. Cô tưởng tượng ra cảnh ân ái giữa anh và cô ta. Anh không mảnh vải che thân, nằm bên cạnh cô ta, ôm ấp cô ta. Môi anh hôn môi cô ta. Thế mà anh lại chạy về hôn cô ngay lập tức. Thật là kinh tởm. Cô đoán không lầm là hôm anh bỏ đi, anh cũng đến ở cùng với Ly. Cô lắc đầu dùng mình. Cô không muốn dây dưa thêm nữa. Cô thực sự muốn chia tay. Cô muốn anh nếm trải sự mất mát. Cô biết anh vẫn còn yêu cô. Cô đọc đâu đó trên mạng bảo rằng phát hiện chồng ngoại tình, hãy bỏ ngay. Đã gian dối một lần là sẽ có lần thứ hai. Rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Cô sẽ quên được người ta thôi. Cô ấp ủ hy vọng quên anh càng nhanh càng tốt. Cô điền vào tờ khai của đơn ly hôn. Nhưng cô không biết rằng tình yêu là một thứ rất lạ lẫm. Có những việc mà lý trí không thể nào thắng được con tim. Quỳnh cứ ngồi mãi trước cửa của tòa án. Bao nhiêu suy nghĩ cứ giằng xé trong lòng cô. Cô không biết là nên bước thẳng vào đó hay là để sau. Con tim của cô thì năn nỉ, cô hãy đi về đi, suy nghĩ lại đi, suy nghĩ về những kỷ niệm đã qua đi, nhớ đến những giây phút hạnh phúc của hai người. Còn lý trí của cô thì thúc giục cô hãy nhanh nhanh nộp đơn ly hôn để mà giải thoát cho bản thân. Cô không thể nào mềm lòng, không thể nào tha thứ cho loại đàn ông dối trá giống như là Nguyên. Trong lòng cô đang giằng co dữ dội, cứ nghĩ lại cảnh hôm đó là đầu của cô đau như búa bổ, máu lại sôi lên. Quỳnh đứng dậy đi thẳng vào hỏi thủ tục ly hôn. Bên tiếp dân hướng dẫn cô những giấy tờ cần thiết. Cô cần phải lấy sổ hộ khẩu của anh và cô, cần phải lấy bản photo chứng minh thư của anh. Tất cả đều nằm ở nhà anh và cô. Nhìn đồng hồ, chắc là giờ này anh đã đi làm rồi. Cô lật đật chạy ra với một cái taxi. Cô phải tranh thủ trước khi anh trở về. Cô bấm khóa cửa, tim đập rất mạnh. Cô hồi hộp lo sợ, giống như là một đứa ăn cắp. Tay của cô run rẩy để bấm số lung tung. Tay của cô dường như cũng muốn phản đối cô. Cô cắn chặt môi nghiến răng, chỉ sợ anh sẽ bắt gặp. Cô sợ phải nhìn thấy anh. Anh đang nằm trong nhà. Mấy hôm nay anh bỏ bê hết công việc cho nhân viên, nằm nghỉ ở nhà. Anh mới sang nhà cô về, nhưng mà bố của cô đã đuổi anh đi. Ông không muốn con gái của mình dính dáng đến anh nữa. Bố cô có nói rằng cô đang làm thủ tục ly hôn. Anh cảm giác hốt hoảng, lo lắng, nhưng mà anh biết tính của vợ, hiền lành, yếu đuối. Anh nghĩ cô sẽ không ly hôn với anh đâu. Có thể là không dám đâu. Anh cũng biết cô yêu anh nhiều như thế nào. Anh biết là cô không dễ dàng gì mà sống không có anh. Anh bám vào đó mà hy vọng. Chắc là cô chỉ dọa anh thôi. Tiếng cửa tít tít có người mở, nhưng mà ấn sai mã số. Mấy lần rồi, anh hốt hoảng bật dậy. Trái tim của anh đập rất mạnh. Hay là cô về rồi? Nhưng mà sao cô lại bấm sai mật khẩu cơ chứ? Hay là nhà có trộm? Vừa nghĩ, anh vừa bước ra cửa, giật phăng tay cầm rồi đẩy cửa ra ngoài.
Chính là cô. Cô đang run rẩy bấm khóa, thấy anh mở cửa ra thì như đứa trẻ bị phát hiện ăn vụng, hoảng hốt định chạy đi, nhưng anh đã kịp kéo cô trở về. Cô ngã vào trong lòng anh, mùi nước hoa quen thuộc hòa với mùi cơ thể của anh khiến cho cô đê mê. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy lòng mình chùn xuống, trái tim thổn thức. Nhưng mà cô cũng chợt bừng tỉnh ngay sau đó. Bờ vai này, đôi tay này, mùi hương này đã lẫn lộn rồi. Lì cũng giống như cô, Lì ôm anh cũng giống như cô ôm anh. Lì cũng có thể tận hưởng mùi hương của anh như thế này. Đôi tay này của anh đã làm những gì chứ? Anh chạm vào cô ta bằng đôi tay này sao? Anh có hôn cô ta không? Chắc là anh đã làm tất cả những thứ giống như là anh đã làm với cô. Tất cả những câu hỏi đó là hết bên trong tai của cô, khiến cho cô rùng mình. Cô nổi hết cả da gà, lùi người lại, đẩy anh ra. Nhìn anh đầy thách thức. Mười mấy ngày không gặp mà nhìn anh gầy hơn rất nhiều, râu ria mọc um tùm, quần áo xộc xệch, không giống với Nguyên, chồng của cô một chút nào. Cô có chút đau xót, hít một hơi dài lấy lại tinh thần, tự nhủ rồi ai cũng sẽ khác, giống như tình yêu của anh dành cho cô cũng thế. Anh bất ngờ, nếu như không muốn nói là sốc khi mà nhìn thấy cô. Anh có chút vui mừng, nhưng mà cô gầy quá. Mười mấy hôm trước không gặp, nhưng mà cô có vẻ khác hoàn toàn. Trái tim của anh đau nhói. Anh kéo cô, ôm cô vào trong lòng. Mùi hương cơ thể của cô phả vào trong mũi, mùi hương quen thuộc đó. Tự nhiên anh có cảm giác đau đớn, chỉ vì anh mà vợ chồng ra nông nỗi này. Cô đẩy anh ra, cô dãy dụa trong vòng tay của anh. Anh bất lực buông cô ra. Quỳnh mệt mỏi bước vào trong phòng, mặc kệ anh đang đứng như chờ chồng ở giữa nhà. Cô bới tung phòng sách, đồ đạc rơi ầm ĩ. Anh đứng nhìn cô rồi chạy lại đứng bên cạnh. Em tìm gì thế? Em nói cho anh nghe đi, để anh tìm giúp. Bao giờ em về nhà thế? Em giận anh lắm có đúng không? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em cho anh một cơ hội để giải thích được không? Anh biết là em đang rất bực, nhưng mà... Tay anh kéo tay của cô. Cô không nói gì cả. Mặt của cô lạnh tanh, dù trong trái tim đang đổ máu. Cô im lặng gỡ tay của anh ra, tiếp tục tìm giấy tờ. Đây rồi. Ông trời giống như là muốn anh và cô chia lìa nhau sớm hay sao, mà đống giấy tờ bình thường tìm chẳng thấy đâu, hôm nay lại nằm ngay trước mắt. Cô rút những giấy tờ cần thiết ra. Anh thấy cô lấy giấy tờ, trái tim đập lên rất mạnh. Anh biết cô không chỉ là dọa anh nữa rồi. Anh hoảng hốt giật lại những tờ giấy trong tay của cô. Cô đẩy anh ra, anh sấn tới. Anh luôn mồm nói xin lỗi, nhưng cô vẫn thế, không cắn răng nói một lời nào. Cô cất giấy tờ vào trong túi, kéo khóa định bỏ đi, thì anh lao tới ôm cô. Anh khóc, mặt của anh đã co rúm. Anh rất sợ, anh sợ mất cô. Anh sợ cái vẻ lạnh lùng của cô. Bây giờ anh mới thực sự cảm nhận được sự mất mát. Cô đẩy anh ra, cô tàn nhẫn đẩy anh ngã xuống, bỏ đi. Anh có chạy theo, ôm lấy chân của cô, vừa khóc vừa nói. Anh xin em à, anh sai thật rồi. Quỳnh ơi, anh sai thật rồi. Cho anh một cơ hội có được không? Chỉ là một cơ hội cuối cùng thôi. Em có thể nghĩ đến những kỷ niệm của chúng ta được không? Nhớ đến những ngày tháng của chúng ta đi mà. Anh xin em. Em nhìn lại một lần thôi. Trái tim của cô đau đớn, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Cô đau lắm chứ? Đau bởi vì người cô tin tưởng nhất đã phản bội cô, chẳng những một lần mà đến tận hai lần. Cô yêu anh như thế, cô yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Nhưng mà cô biết cô sẽ chẳng thể nào quên được những chuyện xảy ra hôm đó. Cô sẽ sống trong dây vò, rồi hai người sẽ lại càng đau khổ hơn. Anh vẫn đang khóc, tiếp tục xin xỏ cô, nghẹn ngào nức nở. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc thế này. Nhưng mà trong lòng cô lại có một chút gì đó vừa hả hê vừa chua xót. Nếu như anh nghĩ đến ngày hôm nay, nếu như anh thật sự không muốn làm cho cô tổn thương, thì đã không có chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cô không muốn nghe giải thích, cô không muốn biết rõ thêm nữa. Mọi việc đã sáng tỏ như ban ngày rồi. Cô gạt nước mắt, cúi xuống gỡ anh ra. Anh tiếp tục bám vào chân của cô. Anh bảo rằng cô hãy cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu, rồi cô muốn thế nào cũng được. Cô khẽ rít qua kẽ răng. Đúng là đàn ông, lúc vui vẻ bên cô ta, chắc là anh chẳng nghĩ đến cô một lần đâu. Cô khóc mếu máo mà nói. Lúc anh ngủ với cô ta, anh có nghĩ đến em không? Lúc anh nói dối em, anh có biết em đau đớn thế nào không? Anh biết em mới mất con. Nếu như anh muốn phản bội em, thì tại sao anh không chờ thêm một lát nữa? Tại sao
anh lại muốn đâm em hai nhát dao vào cùng một lúc thế này? Anh biết em yêu anh thế nào cơ mà. Anh biết hết có đúng không? Tại sao anh lại làm như thế chứ? Tại sao anh lại đối xử với em như thế hả? Anh giết em đi còn hơn. Anh giết em luôn đi. Cô ngồi gục xuống mà khóc nức nở. Bao nhiêu dồn nén bấy lâu nay tuôn trào. Cô vẫn đang vô cùng sốc, không thể nào hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh khóc, bò tới chỗ của cô, ôm cô, nhưng mà cô gạt đi, lau nước mắt, nghẹn ngào mà nói. Thôi đủ rồi, đừng giày vò nhau thêm nữa. Em muốn mọi việc có thể thanh thản giải quyết. Anh giúp em. Em xin anh, giúp em ký vào đơn ly hôn đi. Cô chìa tờ giấy ly hôn ra. Anh lay cô, anh vật ngã. Cô nghiến răng mà nói. Anh ký vào đây đi. Anh ký cho em đi mà. Em xin anh, hãy giải thoát cho em đi. Em xin anh ký vào giấy thỏa thuận ly hôn này đi. Nguyên cắn chặt môi đến bật máu. Anh cảm giác vô cùng chua xót. Mọi chuyện đã đi quá xa. Những lời cô nói giống như những nhát dao đâm vào trong lồng ngực của anh. Nhìn cô van xin anh hãy ký vào đơn ly hôn thì làm gì còn nỗi đau nào bằng nỗi đau đó cơ chứ. Người vợ mà anh luôn yêu thương, người mà anh luôn luôn hết lòng, đang cầu xin anh hãy giải thoát cho cô ấy. Anh phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây? Giá như là hôm đó anh không quá chén, giá như là hôm đó anh có thể làm chủ được bản thân, giá như mọi cái giá như đều là sự thật, thì anh và cô đã không phải trớ trêu như thế này rồi. Anh cắn răng, anh sẽ ký, anh sẽ giải thoát cho cô giống như là cô muốn, nếu điều đó làm cho cô hạnh phúc. Anh lấy bút, đặt bút lên tờ giấy rồi ký tên. Quỳnh ngỡ ngàng, cô mở mắt thật to. Mới đây mấy phút cô cầu xin anh ký, nhưng mà khi nhìn anh đặt bút vào thì trong lòng cô lại đau đớn. Cô không ngờ rằng mình lại đau lòng như vậy. Thế là hết rồi, vậy là hết thật rồi. Cô đứng dậy lao ra cửa, bước như chạy. Cô muốn đi thật nhanh, lao vào trong thang máy, gục xuống mà khóc nức nở. Vậy là hết thật rồi, kết thúc thật rồi. Anh không đuổi theo cô, ngồi trong thang máy, cô chỉ ước gì anh chạy vào đây đi. Anh ôm cô đi, năn nỉ cô thêm một chút nữa đi, cô sẽ nghĩ rằng mình sẽ mềm lòng. Chắc là cô sẽ gục đầu vào anh mà khóc. Nhưng không, chẳng có ai đuổi theo cô cả. Mọi việc cứ thế mà chóng vánh hơn cả cô tưởng tượng. Thế rồi ngày ra tòa cũng đến, mọi việc nhanh chóng hơn cô tưởng. Sáng sớm cô dậy thật sớm, ăn diện trang điểm. Cô muốn lần cuối cùng gặp nhau, anh phải nhìn cô, thấy cô thật là xinh đẹp. Cô muốn xinh đẹp trong mắt anh, cho dù chỉ là lần cuối cùng. Cô cố gắng tự nhủ bản thân mình là phải vui vẻ, nhưng mà tại sao cô vẫn có cảm giác chua xót như thế này chứ? Nguyên hôm nay cũng dậy sớm, mặc cho mình bộ vest của ngày mà anh và cô kết hôn, cho dù nó có chút rộng. Anh thắt cà vạt màu xanh mà cô mua cho mình, cũng muốn đẹp trong mắt của cô. Xịt mùi nước hoa mà cô vẫn yêu thích, hít một hơi thật sâu. Sau ngày hôm nay thì ngày mai anh và cô chính là hai người xa lạ. Kể từ hôm nay, tất cả đều là đã từng. Cô và anh gặp nhau ở cửa của tòa án. Hai người mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu chào nhau. Cô mặc trên người chiếc váy màu trắng, có điểm những bông hoa nhỏ xinh. Hôm nay cô xinh đẹp thật đấy. Lâu lắm rồi anh không ngắm cô. Cô xinh đẹp nhẹ nhàng, thanh cao. Cô không có ngực khủng, cũng chẳng có làn da không tì vết. Nhưng mà cô đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, á đồng nhất. Đôi mắt đượm buồn, chắc là cô đã khóc rất nhiều. Trái tim của anh run rẩy, anh muốn lao tới ôm lấy cô vào trong lòng, nhưng mà lý trí thì không cho phép. Cô nhìn anh có vẻ gầy đi rất nhiều. Bộ đồ anh mặc hôm cưới vừa vặn, hôm nay đã rộng rồi. Cô thấy nhói trong trái tim. Cô muốn nói với nhau đôi câu mà cổ họng nghẹn đắng. Thế rồi cả hai người cùng nhau bước vào trong phòng thẩm phán. Không ồn nào, không cãi vã, mọi việc cứ thế mà diễn ra nhẹ nhàng hết mức. Cô không trách cứ, cũng chẳng hỏi tại sao. Anh nhận hết mọi lỗi lầm về phía của mình. Tài sản chung không có gì, bởi vì cô và anh mới lấy nhau chưa được một năm. Mặc dù anh để lại toàn bộ cho cô, nhưng cô từ chối. Mọi việc trôi qua thật là nhanh, đến lúc mà thẩm phán tuyên bố hai người chính thức tự do. Cô cảm giác tê tái, anh thì bàng hoàng. Vậy là mọi thứ đã thật sự kết thúc. Rời khỏi tòa án, cô cứ thế lặng lẽ bước đi, trong lòng trống trải vô cùng. Anh đi theo cô, ra đến bậc thang, anh ngỏ lời muốn mời cô đi ăn. Anh ấp úng giống như là cậu bé lần đầu tiên hẹn hò. Cô ngại ngùng
nhưng cũng gật đầu đồng ý. Hai người chọn một quán ăn Tây ở trên con phố vắng. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô. Cô e lệ ngồi xuống. Hai người từng đầu ấp tay gối, nhưng mà hôm nay lại ý nhị lạ lùng. Cũng phải thôi, bởi vì tất cả đã là quá khứ của nhau rồi. Ăn với nhau bữa cơm rồi tạm biệt nhau. Anh gọi món mà cô yêu thích nhất, đó là món bít tết sốt nấm, khoai tây nghiền, salad cà tím. Anh tự gọi cho mình một phần ăn, cũng giống như là cô. Trong lúc chờ đồ ăn mang ra, hai người cứ ngồi im lặng. Cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ để hạn chế tối đa giao tiếp bằng mắt với anh. Mùi nước hoa của anh thoang thoảng phảng phất bên cánh mũi. Cô đau lòng, sau hôm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt, anh không còn thuộc về cô nữa. Nước mắt của cô ứa ra trên hàng mi, cảm giác nặng trĩu. Anh lấy đũa và thìa cho cô, không nói gì cả. Anh biết mình là nguyên nhân cho sự đổ vỡ. Anh chỉ có cảm giác ngại ngùng, sợ sệt. Anh không có tư cách gì để đòi hỏi từ cô cả. Phục vụ đi ra để xin đổi salad. Anh hỏi ý kiến của cô. Cô đồng ý đổi sang salad gà. Cô nhìn anh mỉm cười mà đôi mắt đượm buồn. Lúc này hai mắt của hai người mới chạm nhau, giống như là có dòng điện chạy xẹt qua. Cô quay mặt, vội vàng giấu đi những giọt nước mắt. Anh cúi mặt xuống nhìn tay. Nhẫn cưới vẫn đang nằm trên tay của anh. Anh lén lén nhìn sang cô. Nhẫn cưới cô vẫn đang đeo. Anh có một cảm giác chua xót. Đồ ăn được mang ra, cô nhẹ nhàng thái từng miếng. Hôm nay cô vụng về đến lạ lùng, thái mãi mà không xong. Anh nhẹ nhàng đổi đĩa của anh, đã thái sang cho cô. Thói quen này anh vẫn thế. Cô nhìn anh, mắt của anh cụp xuống giống như là đứa trẻ đang bị mẹ phạt. Cô lặng lẽ ăn đồ ăn của mình. Mặc dù cô đã nhai rất kỹ, nhưng mà tại sao cổ họng của cô lại đau đến thế, lại nghẹn mãi, không thể nào mà nuốt trôi. Cô nhai thịt giống như là đang nhai rơm, chẳng có mùi vị gì cả. Anh cũng lặng lẽ ăn, lặng lẽ chùi miệng, mọi việc làm rất nhẹ nhàng đến tội nghiệp. Anh giống như sợ rằng chỉ cần sơ ý phát ra tiếng động thì không khí sẽ bị phá vỡ. Không khí im lặng khiến cho nhau nghẹt thở, mắt anh cay xè. Bữa ăn kết thúc, hai người có câu giờ đến mấy thì cuối cùng cũng phải kết thúc. Anh đứng dậy, lặng lặng kéo ghế cho cô đi ra. Anh muốn làm những việc này lần cuối cùng. Anh muốn làm trọn vẹn trách nhiệm của một người chồng một lần trước khi mà hai người hai lối. Cô chào anh, mỉm cười cảm ơn bữa ăn của anh, cố gắng kìm nén những tiếng nấc đang trực bật ra ở trong cổ họng. Anh cũng mỉm cười, một nụ cười rất buồn bã, chào cô. Cô quay lưng bước đi thật chậm. Cô cảm thấy sau gáy của mình anh đang nhìn cô. Cô cắn chặt môi không để cho mình bật ra tiếng khóc. Cô cứ thế mà bước chậm rãi, chẳng hiểu bản thân mình đang mong chờ điều gì nữa. Anh đứng đó lặng lẽ nhìn cô bước đi, bóng dáng của cô nhỏ nhắn khuất dần. Anh muốn nhìn thật kỹ vóc dáng đó, anh muốn in sâu vóc dáng đó vào trong ký ức của mình. Nước mắt của anh bắt đầu tuôn ra khi mà bóng dáng của cô biến mất. Anh không thể nào thở được. Anh bước nhanh vào trong xe ô tô, gục mặt vào vô lăng, cứ thế mà khóc nức nở. Vậy là anh đã mất cô thật rồi. Anh đã mất cô mãi mãi rồi. Quỳnh thì trốn vào trong một ngách nhỏ, ngồi thụp xuống. Cô theo dõi anh từ xa. Trái tim của cô thắt lại khi mà thấy anh gục đầu khóc lóc. Cô cắn chặt răng vào trong cái túi đang đeo. Cô nấc nghẹn ngào. Tại sao lại như thế cơ chứ? Cô vẫn yêu anh như ngày nào, anh thì vẫn yêu cô, mà tại sao hai người lại phải xa nhau? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ? Mưa chút xuống như thác đổ. Anh hoảng loạn chạy ra khỏi xe. Cô không mang theo ô, anh chạy trong mưa để tìm cô. Anh lo rằng cô sẽ bị ướt, người anh ướt sũng, cứ thế mà gào thét tên của cô. Cô nấp sau tòa nhà nhìn thấy hết tất cả. Mưa tắt vào mặt của cô đau điếng. Anh gục xuống, quỳ xuống mà đau đớn khóc lóc. Cô muốn lao ra khỏi chỗ nấp, muốn ôm anh vào trong lòng. Cô muốn lắm chứ. Cô đau đớn nhìn anh vật vã, nhưng mà lý trí lại mách bảo cô rằng anh đã không còn thuộc về cô nữa. Sau khi trở về nhà, Nguyên mặc kệ quần áo ướt sũng, leo lên giường nằm xuống, lấy quần áo của cô ra sắp quanh giường. Anh ôm quần áo của cô mà hít lấy hít để. Mùi hương của cô vẫn còn đó. Anh đau đớn vật vã. Anh ôm quần áo của cô rồi nằm ngủ, cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là hơn 8 giờ. Anh lấy chìa khóa đánh xe ra quán rượu, gọi một chai rượu lớn, nốc từng ly từng ly. Mọi việc xảy ra quá nhanh,
diễn ra chóng vánh đến nỗi anh vẫn chưa kịp nói với cô một lời, anh vẫn chưa kịp xin lỗi cô một lần cho tử tế. Mắt của anh nhòe nhòe nước mắt, bao nhiêu hình ảnh hạnh phúc của hai người cứ thế mà hiện về. Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, anh cứ nghĩ cô là gái bán hoa. Anh mỉm cười, cười buồn bã, nhớ lại đám cưới của hai người. Hôm đó cô đã cười rất tươi, đã bảo rằng cô không bao giờ hối hận. Cô tin anh, anh bật khóc. Không biết là bây giờ cô đã cảm thấy hối hận chưa? Cô có hối hận bởi vì đã kết hôn với anh không? Anh cảm thấy rất nhớ cô, nhớ cô già diết. Anh đã làm gì thế này chứ? Anh phải đưa cô về thôi. Anh loạng choạng đứng dậy, thanh toán tiền rồi lao xe như điên đến nhà của cô. Trời mưa như chút nước, cô đang ngồi trên giường, ngồi bó gối, nước mắt rơi lã chã. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay. Hôm nay cô đã định trả cho anh, nhưng mà cô không đành lòng. Cô nhớ lại lúc mà anh lao ra khỏi xe, đi giữa mưa tìm cô. Cô cảm thấy đau lòng vô cùng. Tại sao anh không thể nào bản lĩnh thêm một chút? Tại sao anh không nghĩ cho cô một chút, để giờ đây lại đau đớn như thế này? Tiếng chuông cửa vang lên, mưa vẫn đang trút xuống, sấm sét ầm ầm. Bố của cô đã đi ngủ rồi. Ông không muốn động chạm thêm vào nỗi đau của con gái. Ông muốn cô tự lựa chọn những quyết định trong cuộc đời của mình. Cô đứng dậy, đi ra cửa sổ, nhìn xuống. Là Nguyên. Anh đang gục đầu vào cánh cửa cổng, tay của anh đang bấm chuông. Chắc là anh say rượu rồi. Cô nhìn anh đầy xót xa. Mưa vẫn đang như trút xuống. Anh ướt sũng cả người. Anh tỉnh lại rồi. Anh muốn gặp cô. Anh nhận ra rằng cô quan trọng với anh như thế nào. Tiếng sét xé vang trời. Anh ngã gục ra cổng. Cô hoảng hốt vô cùng, vội vàng vơ cái ô rồi chạy xuống, mặc kệ mẹ cô đang nhìn cô rồi lắc đầu bất lực. Mẹ của Nguyên hẹn gặp cô. Bà hẹn cô trong một quán cà phê cổ kính bên cạnh một cái hồ khá thơ mộng. Cô đi đến khá sớm để gặp bà. Bà đã đợi cô sẵn đó từ lúc nào rồi. Nhìn gương mặt của bà mệt mỏi mà cô không khỏi chạnh lòng. Chắc là cô và anh đã làm cho ông bà phải suy nghĩ nhiều lắm đây. Nhìn thấy cô đi vào, bà vẫy tay, cười buồn bã. Cô đi đến gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà. Sao mà con gầy thế? Con đừng đầy đọa bản thân mình nữa. Tại sao lại gầy thế này hả con? Dạ, con không sao đâu. Mẹ đừng lo cho con. Cô rơm rớm nước mắt. Mọi người vẫn bảo rằng khắc máu tanh lòng. Mẹ chồng thì không bao giờ thương con dâu. Nhưng mà cô lại thấy điều đó hoàn toàn ngược lại. Mẹ chồng của cô rất yêu thương cô. Bà lúc nào cũng ủng hộ cô, bênh vực cô. Cô gục mặt vào vai của bà mà khóc. Cứ thế khóc nức nở. Vậy là từ nay cô và bà không thể nào hỏi thăm nhau thường xuyên. Cô không còn là con dâu của bà nữa. Bà vỗ về an ủi cô. Bà cũng nghẹn ngào xin lỗi. Cô hoảng hốt, xin bà đừng nói như vậy. Bà khuyên cô hãy luôn vui vẻ. Cô vẫn còn trẻ trung, đừng quá bi quan. Cuộc đời này ngắn ngủi, hãy tận hưởng nó hết mình. Mọi chuyện giống như là bài học để cho chúng ta trưởng thành hơn. Cô khóc nghẹn ngào, không biết phải nói gì. Bà cầm tay của cô thật chặt, vuốt tóc cho cô, nói rằng bà vẫn xem cô là con gái, từ trước đến giờ vẫn là như vậy. Bà nói bà sẽ trừng trị người con gái kia cho cô. Cô xin bà hãy tha cho Ly. Cô ta cũng là người đáng thương. Bà im lặng, thở dài khe khẽ. Cô kể cho bà nghe, cô sẽ đi du học. Cô muốn học thêm để mở mang đầu óc. Bà ủng hộ cô tuyệt đối. Hai mẹ con cứ thế mà ngồi bên nhau, tỉ tê cả một buổi chiều, mãi đến chiều muộn mới chia tay nhau ra về. Ly lúc này đang nằm ở nhà. Cô ta khá bẽ bàng khi mà nghe tin anh và cô chia tay. Cô biết nguyên nhân là do cô. Cô không biết mình nên vui hay là nên buồn nữa. Nghĩ lại cảnh anh cỡ tay cô trong sảnh khách sạn làm cho cô đau lòng. Cô thực chất cũng chỉ là chỗ để cho anh giải quyết nhu cầu lúc vợ chồng kiêng cữ mà thôi. Cô chẳng là gì trong trái tim của anh cả. Tiếng gõ cửa vang lên, Ly giật mình. Không biết là ai gõ cửa vào giờ này cơ chứ? Hay là anh đến nhỉ? Cô mừng rỡ lao ra ngoài mở cửa. Mẹ của Nguyên bước vào, Ly hoảng hốt. Đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại bà. Bà vẫn nhìn quý phái, xinh đẹp như vậy. Cô nhớ lại cách đây chục năm, chính bà đã hẹn gặp cô. Bà bắt cô phải rời xa anh. Cô lui vào trong nhà. Tim cô đập thình thịch. Mẹ của anh vẫn thế, vẫn bình thản, nhếch mép mà nói. Không mời mẹ vào nhà sao? Bà nhấn mạnh từ mẹ. Ly hoảng hốt lắp bắp.
Sao cô lại đến đây ạ? Sao lại gọi là cô? Phải gọi bằng mẹ chứ. Ngày xưa cô van xin làm con nuôi của tôi cơ mà. Cô van xin được làm con nuôi của tôi cơ mà. Cô quên rồi à? Cô tìm cháu có việc gì ạ? Lì run rẩy co xuống cả người. Chẳng hiểu sao cô lại sợ mẹ anh đến như thế nữa. Tôi gặp để mà nói cho cô biết là tôi sẽ chẳng để cho cô yên đâu. Những người đàn ông cô đã lên giường, những bằng chứng cô trao thân để mà có thể đổi lấy phận của cô, tôi sẽ công khai cho tất cả mọi người biết. Tôi đến đây để báo cho cô biết là tôi chính là người ra tay. Và cô cứ việc chuẩn bị báo cảnh sát đòi lại công bằng cho mình đi. Tôi đã cảnh báo cô là đừng lảng vảng quanh con trai của tôi rồi, có đúng không? Cô có muốn tôi nói cho nó biết là thời sinh viên oanh liệt, cô vừa yêu con trai tôi, vừa làm vợ bé của đại gia để mà nuôi thân không? Hay là có cần tôi đưa hết ảnh gửi về cho bố mẹ của cô ngắm nghía một chút không? Sao mà cô không chịu buông tha cho con tôi thế? Cô dám nhờn với tôi, có đúng không? Mắt của bà long lên đầy tức giận. Lì lập tức quỳ xuống, cô ta khóc nức nở van xin lệ lục mẹ của Nguyên. Bà vẫn không hề động lòng mà nói tiếp. Cô đã cướp đi hạnh phúc của con dâu tôi, cô nhất định phải trả giá. Cháu xin cô, cháu biết là cháu sai rồi. Tại vì lâu ngày gặp lại anh Nguyên, cháu quá vồ vập, thế nên là cháu không thể nào cầm được lòng. Mọi việc mới đi quá xa như vậy, cháu... Im mồm đi, thằng Nguyên là con tôi hiểu nó rõ nhất. Cô chỉ là cái lỗ cho nó đâm vào lúc say thôi. Cô phải tự hiểu rõ thân phận của mình chứ. Thôi được rồi, tôi cũng không muốn giằng co với cô nhiều để làm cái gì. Cô cứ chờ đấy, cô cứ chờ để mà trả giá đi. Vừa nói, bà vừa bước đi đóng sập cửa. Bấm điện thoại gọi đi. Tức thì toàn bộ ảnh của Ly và những ông già đại gia bồ bịch lập tức được gửi cho vợ của họ. Bà muốn mượn tay người ta để trừng trị cô gái này. Bà lên xe rồi đi thẳng. Ly vô cùng hoảng hốt gọi điện cho Nguyên, nhưng Nguyên không bắt máy. Cô nhắn tin anh cũng không trả lời. Sáng hôm đó anh đã nói rõ ràng anh và cô từ nay là người xa lạ. Anh đang rối như tơ vò, làm gì còn tâm trí mà nghe điện thoại cơ chứ. Lý vô cùng hoang mang và sợ hãi. Mẹ của Nguyên là người thế nào cô biết rõ. Lý điên cuồng gọi cho anh nhưng vô vọng. Lý nghĩ đến Quỳnh. Lý nghe kể rằng cô là người hiền lành, giờ này chỉ có một mình Quỳnh mới có thể giúp được cho cô ta. Cô ta lật đật mò mẫm số điện thoại của Quỳnh. Lý đã lấy trộm số điện thoại đó vào đêm ngủ cùng với Nguyên. Lý định nhắn tin ghen ngược cô thì gia đình của cô đã đổ vỡ. Lý không ngờ rằng mọi việc lại xảy ra nhanh chóng như vậy. Tay của cô ta run lẩy bẩy bấm điện thoại gọi cho Quỳnh. Quỳnh đang ngồi xếp quần áo, ngày mai cô sẽ bay. Cô muốn bay thật sớm, đã thu xếp xong mọi chuyện rồi. Cô muốn đi thật là xa nơi này. Cô còn trẻ, đời của cô còn dài, cô phải làm lại từ đầu thôi. Điện thoại reo lên là một số lạ. Cô thắc mắc không biết là ai lại gọi cho cô vào giờ này cơ chứ. Alo, ai thế? Lì run run, tự nhiên cô ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Alo, ai thế? Nếu như không nói gì tôi tắt máy đấy nhá. À, chào em, chị là Ly đây. Quỳnh rụng rời chân tay, trái tim đau đớn. Người đàn bà này tại sao lại còn dám gọi điện cho cô cơ chứ? Cô định tắt máy thì đầu bên kia đã lên tiếng. Chị biết là em rất hận chị. Chị không thể nào bao biện gì thêm, nhưng mà chị mong em hãy nghe chị nói đôi điều có được không? Những điều mà em chưa hiểu hết. Rồi em muốn làm thế nào thì tùy em. Quỳnh run rẩy, nuốt nước bọt trong cổ họng. Cô nói đứt quãng. Tôi không có gì để mà nói với chị cả. Chị làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Chào chị. Nhưng mà em chưa biết sự thật về Nguyên. Em có muốn nghe không? Chị sẽ kể cho em. Lý thừa biết là Quỳnh vẫn yêu Nguyên. Đánh đúng tâm lý, Lý tin rằng Quỳnh sẽ chịu gặp cô ta. Đúng vậy, nghe nói đến anh, trái tim của Quỳnh lại đập mạnh hơn. Trí tò mò trong cô lại trỗi dậy. Bí mật gì chứ? Cô ta có bí mật gì về Nguyên chứ? Quỳnh tặc lưỡi. Thôi thì cứ thử gặp cô ta xem sao. Đằng nào cũng chẳng mất gì cả. Nghe thêm điều gì đó, biết đâu bản thân mình lại thấy thanh thản hơn. Cô sẵn giọng mà nói. Là bí mật gì? Người như chị thì có bí mật gì chứ? Hay là bí mật về chuyện chị lên giường với chồng tôi như thế nào?
Thì em cứ gặp chị đi, rồi em sẽ biết. Quỳnh đồng ý, hỏi Ly địa chỉ. Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê cũng gần nhà Quỳnh. Cô sửa soạn rồi đi qua đó luôn. Ly cũng nhanh nhẹn khoác quần áo vào, mừng rỡ, vậy là cô ta được cứu rồi. Cô đi đến quán thì thấy Ly đang ngồi đó đợi cô. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ly, cô cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đáng lẽ giờ này cô ta phải ăn mừng mới phải chứ. Cô kéo ghế ngồi xuống nhẹ nhàng, gọi một ly nước cam không đường có đá. Cô nhìn thẳng vào mắt của Ly, bình thản đến lạ lùng. Ly lảng tránh ánh mắt của cô. Không mất nhiều thời gian, cô bắt đầu lên tiếng. Chị nói đi, rốt cuộc là chị muốn nói gì đây? Ly lúc này mới chậm rãi kể lể, kể về tình yêu của cô ta, rồi kể lể về chuyện quá khứ. Kể rằng ngày xưa cô ta và Nguyên yêu nhau nhưng mà bị mẹ anh ngăn cấm. Kể rằng mẹ anh phát hiện cô ta ngủ cùng với người khác, thế nên bà coi thường. Rồi Ly khóc lóc kể về cuộc sống nghèo khó của mình, tuổi thơ đầy vất vả của mình. Kể ngày gặp Nguyên, Ly bảo rằng trái tim của mình thổn thức khi mà gặp Nguyên. Mặc dù anh cự tuyệt nhưng mà cô vẫn muốn phù vực anh, bởi vì biết anh kết hôn, cô ta cảm thấy rất khó chịu. Ly nói nhiều, nói tóm gọn lại cũng chỉ là cầu mong sự thương hại của Quỳnh và nhấn mạnh rằng anh ta không hề yêu Ly. Cô lắng nghe từng lời nói của Ly, không giận cũng không ghen, chỉ cảm thấy đau đớn. Nguyên cự tuyệt nhưng mà vẫn sa ngã đấy thôi, tất cả đều chỉ là bao biện mà thôi. Nhìn Ly, Quỳnh lại tưởng tượng đến cảnh đôi môi của anh mơn trớn cơ thể của cô ta. Mắt của cô lại nhòe đi. Thì ra, người con gái mà anh sa ngã chẳng qua cũng chỉ là loại người tầm thường như vậy thôi sao? Ly lại tiếp tục kể về chuyện gặp mẹ của Nguyên. Kể rằng mẹ chồng của cô muốn phơi bày sự thật, muốn Ly thanh bại danh liệt, sống không bằng chết. Ly nắm tay của cô cầu xin cô hãy nói giúp với mẹ chồng một câu. Cô biết là cô sai rồi, cô nhất định sẽ làm lại từ đầu. Ly không muốn những gia đình khác cũng tan nát giống như là gia đình của Quỳnh. Nước mắt của Quỳnh nhòe đi, gỡ tay của Ly ra. Cô gạt nước mắt rồi nói. Vậy chị muốn tiết lộ với tôi bí mật đó là anh Nguyên không muốn ngủ với chị, nhưng mà chị lại cật lực ve vãn sao? Hay là chị muốn tiết lộ bí mật chị làm vợ bé của đại gia rất nhiều rồi và chẳng ai phát hiện, anh Nguyên là một trong số đó nhưng mà không may chuyện vỡ lở à? Nhà chị nghèo thế nên chị làm thế à? Bố mẹ chị có dạy chị không được ăn cắp không? Chị có biết vì sao bố mẹ chị lại nghèo không? Bởi vì họ là những người lao động chân chính. Họ cho dù nghèo nhưng mà không ăn cắp, không ăn trộm. Người ta nói đói cho sạch, rách cho thơm là vì như thế đấy. Chị nghèo đói là việc của chị. Tại sao chị lại cho mình cái quyền được đi ăn cắp trộm của người khác chứ? Tại sao chị lại dám tiêu những đồng tiền đáng ra là tiền để mua sữa, mua bỉm cho con của họ chứ? Tại sao chị lại muốn tôi xin xỏ mẹ chồng của tôi? Bà ấy làm gì còn là mẹ chồng của tôi nữa đâu. Nhờ phước của chị, chúng tôi đã ly hôn rồi cơ mà. Tôi tưởng chị nắm được thông tin này rồi chứ. Tại sao chị không gọi cho Nguyên đi? Anh ta có thể giúp chị đấy. Hay là những anh đại gia đầu ấp tay gối của chị đấy. Sao họ không giúp à? Nếu biết chị là kiểu gái cao cấp thế này, Nguyên không cho chị mấy cái tát là phước lắm rồi đấy. Đáng lẽ ra chị nên hạnh phúc mới đúng. Nhìn chị thế này ngoài buồn cười ra, tôi chẳng cảm thấy gì hơn cả. Chị vừa mới cướp hạnh phúc của tôi mà bây giờ dám mở mồm ra xin xỏ tôi giúp à? Chị có còn là con người không? Chị là đồ trơ trẽn. Thôi, chúc chị may mắn mà có thể xử lý được rắc rối của mình. Đừng hẹn hò tôi ra đây nghe mấy chuyện nhảm nhí, linh tinh này nữa. Tôi bận lắm, không có thời gian để mà nghe chị kể chuyện đâu. Câu chuyện đi giật chồng của chị nhạt lắm. Lì lúc này khuỵu gối xuống, cô ta khóc lóc nghẹn ngào, ôm lấy gấu áo của Quỳnh. Xin cô hãy tha cho cô ta một con đường sống. Tất cả mọi người xung quanh đang tập trung nhìn Quỳnh. Cô đẩy ly nước, rút ví, lấy ra 200 nghìn để trên bàn để trả tiền nước rồi rời đi thẳng, bỏ mặc Ly vẫn đang quỳ gối ở đó. Quỳnh hả hê. Tuy rằng có một chút chua xót, đúng là đàn bà chẳng nên hành hạ nhau, nhưng mà cô không phải thánh sống, cũng đáng đời cô ta. Gieo nhân nào gặt quả đó, Quỳnh chỉ biết thở dài. Mẹ của cô thấy cô vừa đi đâu trở về, nhìn cô thì bà biết cô có tâm sự. Bà hỏi han, cô kể hết cho bà nghe việc mình vừa gặp Ly. Cô cũng không quên kể chuyện
mẹ của anh đang chuẩn bị gửi ảnh của Ly cặp bồ cho những người vợ khác giống như là cô. Cô cảm thấy có chút thương họ, mắt không thấy tim không đau. Cô sợ họ sẽ bị tổn thương. Mẹ của cô kéo cô lại gần. Cô vẫn thế, lúc nào cũng hiền lành như vậy. Bà nhẹ nhàng mà nói: mẹ biết là con không muốn làm ai phải khổ cả, nhưng mà con, mình không phải là những vị thần đi cứu rỗi thế giới, chuyện gì cũng có cái giá của nó. Nếu như cô gái kia dứt khoát thì mấy anh chàng kia có chịu toàn tâm toàn ý về với vợ không? Con không chắc chắn có đúng không? Vậy thì tại sao bắt những người phụ nữ kia phải chịu cảnh chung chồng chứ? Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua cả thôi. Thời gian sẽ làm lành vết thương của những người phụ nữ đó. Họ cần phải biết sự thật rồi quyết định thế nào là việc của họ, im lặng hay ra đi. Con không nên can thiệp vào những chuyện này. Mẹ thấy con và việc này không liên quan gì đến nhau cả. Thôi bây giờ đi sắp xếp đồ đạc đi, rồi ngày mai con lên đường sớm nhé. Nguyên lúc này đang ngồi chết lặng, mẹ của anh đã kể hết cho anh nghe toàn bộ sự thật về Ly rồi. Thực sự thì việc đó bà biết nó không còn quan trọng, nhưng mà bà muốn anh bị dày vò. Bà cũng không quên thông báo cho anh là cô sắp đi du học rồi, trưa mai cô sẽ bay. Cô sẽ học ở bên đó 6 năm. Nghe mẹ nói như vậy, Nguyên sững sờ, không thể nào làm được gì nữa. Trái tim của anh đau nhói, nhưng mà anh phải làm sao đây? Hai người đã chẳng còn là của nhau. Anh đứng dậy, nổ máy đi tìm đến quán rượu. Anh nốc từng cốc rượu, cứ mỗi lần nhớ đến cô là trái tim của anh lại đau đớn. Mấy hôm nay anh không ăn, không ngủ, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của Quỳnh lại xuất hiện. Những ký ức tươi đẹp của hai người cứ thế giống như đoạn phim quay chậm xuất hiện trong đầu anh. Hình ảnh cô gái nhỏ bé yếu đuối chạy đi khi mà nhìn thấy anh ở khách sạn làm cho trái tim của anh vô cùng đau đớn. Tất cả lỗi lầm là tại anh. Anh đã sai, nhưng mà ai cho anh làm lại chứ? Anh lấy tư cách gì mà xin cô tha thứ đây? Anh lấy tư cách gì mà đòi hỏi cô đây? Anh muốn gặp cô một lần, nhưng mà mở điện thoại ra rồi anh lại đút vào. Gặp cô để làm gì đây? Gặp cô thì phải nói gì đây? Cô không còn là của anh nữa. Anh lầm lũi uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi chai rượu không còn một giọt nào. Anh loạng choạng thanh toán tiền rồi lên xe. Cho dù ý định là về nhà, nhưng mà chẳng hiểu sao anh lại lái xe đến nhà của Quỳnh. Sau khi anh tắt máy, mưa lại rơi. Anh kéo cửa kính xe xuống, đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa. Mưa càng ngày càng to, nước mưa té vào trong mặt của anh lạnh buốt, làm cho anh bừng tỉnh. Cửa cổng nhà cô vẫn đang khóa. Anh nhìn mưa rơi trên bàn tay, chiếc nhẫn đính hôn lóe sáng. Anh thu tay về, anh nhìn vào chiếc nhẫn kia, khung cảnh hôn lễ lại hiện về trong ánh mắt. Hôm đó cô đã vô cùng xinh đẹp, trao cho anh chiếc nhẫn này. Anh đưa tay lên hôn chiếc nhẫn. Nước mắt của anh mặn chát. Anh cứ ngồi ở đó đến cả đêm. Anh muốn ngồi trông cho cô ngủ, cho dù không thể nào ở bên cạnh, nhưng mà anh và cô đang hít chung một bầu không khí. Anh tự nhủ như thế. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, mẹ của cô dậy sớm quét dọn đống lá cây đổ trước sân nhà bởi vì hôm qua trời mưa. Bà mở cửa ra nhìn thấy xe của anh. Bắt gặp bà, anh có cảm giác ngượng ngùng, cúi đầu chào rồi nổ máy cho xe rời đi. Môi của anh khô khốc trắng xóa, mặt vô cùng mệt mỏi. Mẹ của cô nhìn xe anh cho đến khi khuất dần, bà chỉ biết lắc đầu thở dài. Cô dậy ngay sau khi mẹ thức dậy. Cô thấy mẹ đang đứng ngoài cổng thì chạy ra. Mùi hương sáng mai phả vào trong cái mũi. Cô thấy tinh thần có vẻ ổn định được một chút. Thấy mẹ đang đứng đó ngẩn ngơ, cô chạy đến ôm lấy bà vào trong lòng, hỏi bà là có chuyện gì. Mẹ cô cười buồn, nói không có gì. Mùi nước hoa quen thuộc của anh thoang thoảng bay qua mũi của cô. Cô có chút khựng lại. Anh đã ở đây sao? Mắt của cô cay xè, cô theo mẹ đi vào bên trong. Buổi trưa, bố mẹ đưa cô đi ra sân bay. Mẹ anh có gọi điện xin phép là không đi tiễn cô. Bà bảo rằng anh có biết là cô đi, nếu được thì hãy cho anh đi tiễn cô. Cô mỉm cười, không đồng ý mà cũng không từ chối. Trong sân bay đông nghịt người, cô biện diện chia tay bố mẹ. Nước mắt của cô nghẹn ngào. Mẹ của cô ôm con gái vào trong lòng, dặn dò đủ điều. Khổ thân con gái của bà, mới chỉ hai mấy tuổi thôi mà sóng gió cuộc đời cứ bủa vây lấy. Bố của cô im lặng, không nói không rằng. Ông cũng không khóc, chỉ cầm tay con gái, siết chặt tay của cô, giống như là sợ bàn tay của cô sẽ tuột mất. Cô hiểu bố của mình,
Ông không bao giờ là người nói nhiều, thế nhưng cô rất hiểu tấm lòng của ông. Trái tim của cô đập mạnh, đảo mắt nhìn xung quanh. Cô đang tìm kiếm một hình bóng nào đó. Cô cố gắng đẩy vali thật chậm. Sắp đến giờ lên cửa ra máy bay, cô phải nhanh chóng làm thủ tục hải quan mới được. Cô có chút tiếc nuối, chậm rãi đẩy vali bước vào bên trong. Quay lại vẫy tay chào bố mẹ, cô lại rảo mắt tìm kiếm thêm một lần nữa. Nước mắt của cô tuôn rơi. Anh không đến. Rốt cuộc thì chỉ có mình cô là tưởng tượng nhiều thôi. Cuối cùng anh đã không đến. Cô đang mong chờ điều gì cơ chứ? Hai người đã ly hôn rồi cơ mà. Vậy mà tại sao trái tim của cô lại đau đớn như thế này? Nguyên lúc này đang đứng từ xa nhìn cô. Anh lén lút giống như là một tên trộm. Anh hoảng hốt khi mà thấy cô đảo mắt tìm xung quanh. Trái tim của anh như đang bị ai đó bóp nghẹn. Anh không dám bước lại gần cô, cho dù cách nhau chẳng mấy bước chân. Anh không có tư cách gì để mà tiễn cô cả. Anh lấy đâu ra sĩ diện để mà đối mặt với bố mẹ của cô cơ chứ? Anh cắn chặt môi, tay nắm chặt bó hoa trong lòng. Bóng của cô khuất dần, anh ngồi khuỵu xuống, kiệt sức. Kể từ ngày đi du học đến nay, đã 4 năm rồi mà Quỳnh chưa trở về Việt Nam bao giờ cả. Tết năm nào bố mẹ của cô cũng qua đó thăm cô. Đối với cô, như thế là đủ rồi. Cô dạo này đã béo lên rất nhiều, chắc là tại vì ăn nhiều đồ ăn nhanh. Nhìn cô xinh đẹp và trẻ trung hơn rất nhiều. Nhưng mà cô thì chán nản bởi vì quần áo cái nào cũng chật hết, làm cho cô phải sắm mới toàn bộ. Ở bên này cô có rất nhiều những người bạn, người nước nào cũng có cả. Có rất nhiều người để ý đến cô, nhưng mà cô không thực sự quen biết với ai. Mãi sau này khi mà làm cộng tác với một ngân hàng của Mỹ có chi nhánh ở Việt Nam thì cô mới quen biết với Khánh. Anh là một người Đà Lạt, bố mẹ của cô rất quý anh, nhưng mà cô chỉ xem anh là bạn mà thôi. Khánh rất hiền lành, cũng hay lèm bèm nhưng mà khá chu đáo, sống nội tâm. Bên trong Khánh là một thế giới mà cô không thể nào khám phá hết. Hàng ngày Quỳnh đi học vào buổi sáng buổi chiều, buổi tối thì đi học múa tại một trung tâm nghệ thuật của thành phố Washington. Bố mẹ Khánh sống ở Đà Lạt, cũng giống như bố mẹ của cô. Bố mẹ Khánh thường xuyên qua Mỹ. Ông là giám đốc chi nhánh ngân hàng của Mỹ tại Đà Lạt. Bố mẹ Khánh rất quý cô, xem cô như là con gái trong nhà. Bên ngoài thì cô luôn thể hiện là mình rất ổn, nhưng mà đêm về, đêm nào cô cũng khóc. Những giấc mơ đêm nào cũng dày vò cô. Không phải là ác mộng, cũng không phải cảnh chia ly. Hàng đêm cô đều mơ thấy đám cưới của chính mình. Cứ đến đoạn anh trao nhẫn cho cô là cô lại giật mình tỉnh giấc trong tiếc nuối. Thế rồi nước mắt cứ thế lại tuôn ra. Cô vẫn còn yêu Nguyên rất nhiều. Bố mẹ của cô dù cô mau lấy chồng, ông bà muốn cô ổn định và cân bằng cuộc sống. Cô là phụ nữ cần có người yêu thương để có thể lấp đầy vết thương trong tim. Khánh cũng giống như cô, năm nay 35 tuổi nhưng mà vẫn chưa có bạn gái. Bố mẹ của anh giục anh lấy vợ suốt. Khánh biết chuyện quá khứ của cô, rất thông cảm với cô, rồi ngỏ ý muốn kết hôn cùng với Quỳnh. Đã 2 lần rồi Quỳnh đều từ chối, nhưng mà lần này là lần thứ 3 cô đã gật đầu đồng ý, dù chưa hề nắm tay Khánh lần nào. Lần này thì hai người sẽ về Hà Nội, sẽ ra mắt hai bên gia đình và có thể là sẽ tiến hành kết hôn luôn. Ngày chuẩn bị mọi thứ về Việt Nam, trong lòng cô vô cùng rối bời. Cô lại sắp về thành phố đó rồi. Trái tim của cô có chút gì đó nhói đau. Cô không còn trách anh nữa. Cô chỉ là tiếc. Tiếc hạnh phúc gia đình. Tiếc bởi vì mình buông tay quá nhanh. Giá như. Trời đất ơi, lại là giá như. Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ giá như điên rồ đó. Cô sắp làm vợ của Khánh rồi cơ mà. Về đến nhà sau chuyến bay dài, cô lại lật đật chuẩn bị hành trang bay vào trong Đà Lạt để thăm gia đình của Khánh. Mẹ của cô mừng bởi vì cô đã nhận lời lấy Khánh rồi. Bố của cô thì khác. Nhìn vào mắt của con gái, ông có thể hiểu được rằng cô đang cố gắng làm hài lòng tất cả mà thôi. Sân bay Liên Khương mưa rơi như chút nước. Anh đang ở sân bay để tiễn bạn kinh doanh về thành phố Hồ Chí Minh. Dạo gần đây, công việc của Nguyên rất thuận lợi. Nguyên đang xây dựng một khu nghỉ dưỡng ở trong này. Trời mưa, thế nên chuyến bay của anh bị hoãn lại gần một tiếng. Chuyến bay của bạn thì cất cánh, anh cũng chuẩn bị rời đi. Anh bây giờ đã khác trước rất nhiều, gầy hơn nhưng mà nhìn rắn giỏi hơn. Đợt trước, công ty của anh suýt nữa phá sản nhưng mà lại có thể đứng dậy. Cuộc đời này đã dạy cho anh rất nhiều bài học phải khắc cốt ghi tâm.
Anh vẫn chưa lấy vợ. Anh cũng đã mở lòng với một vài người, nhưng mà chẳng đâu vào đâu. Người ta bảo rằng anh quá kén chọn. Anh cứ muốn phải người thế này, người thế kia. Nhưng mà họ không biết, cho dù họ có như thế nào thì đối với anh cũng không bao giờ vừa ý. Anh không biết tin tức gì về Quỳnh cả. Một số người bảo rằng cô đã lấy chồng rồi, một số người thì nói rằng cô đang định cư ở bên Mỹ. Anh cũng không nghe ngóng. Trước mặt mọi người, anh là một người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh, từng trải. Đêm về anh ngủ vẫn rất ngon. Quần áo của cô anh vẫn không vứt đi. Anh dùng chúng để mà vỗ về mỗi khi đến giấc ngủ. Mẹ của anh đã nhiều lần dọn để vứt đi rồi, nhưng mà anh nhìn thấy giống như là phát điên, lại lao vào thùng rác đào bới tìm kiếm. Thế nên bà lại không đành lòng. Và dĩ nhiên chuyện đó chỉ có mẹ con anh biết mà thôi. Quỳnh vừa xuống đến sân bay, mệt mỏi, không có cảm giác gì cả. Mưa gió ẩm ướt. Cô ghét trời mưa, bởi vì trời mưa làm cô buồn. Cô cúi mặt mà bước đi, mặc cho Khánh cầm ô lẹo đẽo theo sau. Đang đi thì cô va vào một người đàn ông. Anh ta đang mải miết bấm điện thoại. Vừa đau vừa tức, cô ngẩng đầu lên. Anh ta nói ra lời xin lỗi giống như là cái máy. Cô quay lại định chửi rủa, người đâu mà đi đường cứ dán mặt vào trong điện thoại như vậy. Nhưng mà mùi nước hoa quen thuộc phả vào trong mũi. Mùi nước hoa đắt tiền và nam tính này làm cho trái tim của cô đập loạn nhịp lên. Người kia cũng kịp nhìn thấy cô, là anh Nguyên. Anh xây sầm mặt mày, trái tim nhói lên từng cơn. Là cô sao? Đúng là cô rồi. Cô đang đi với ai thế này? Trời đất ơi, thật là trớ trêu. Chân tay của anh buồn rộn. Cô trấn tĩnh lại, anh ra vẻ không tự nhiên mà lên tiếng. Chào em khỏe không? À, anh Nguyên. Cô cũng ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Chuông điện thoại cắt ngang không khí gượng gạo của cả ba. Khánh xin phép cô đi nghe điện thoại. Cô đồng ý. Thấy Khánh quay đi, anh hỏi dồn. Là ai thế em? Em kết hôn chưa? Em vẫn xinh đẹp như ngày nào? Anh thấy mình nói ra mấy câu thật là vô nghĩa. Thật sự giây phút này đây, anh cũng không biết phải dùng từ gì cho phù hợp nữa. À, là Khánh, hôn phu của em đấy. Bọn em sắp kết hôn rồi. Em đang trên đường đi thăm bố mẹ của anh ấy. Anh kết hôn chưa? Nhìn anh vẫn thế nhỉ? Trái tim của anh đau thắt. Anh không thể nào mà thở được. Mặt của anh trở nên nhợt nhạt. Thì ra là cô sắp kết hôn rồi sao? Nhìn người đàn ông đi bên cô giống như thằng đàn bà mà anh cảm thấy khó chịu biết bao nhiêu. Anh giả vờ cười nói, chúc mừng cô, chúc cô hạnh phúc. Cô chỉ nói cảm ơn, cho có lệ. Anh giả vờ rút điện thoại ra, tỏ vẻ bận bịu rồi rời đi. Trái tim của cô sắp rơi ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Cô lao nhanh vào trong nhà vệ sinh, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cô đau đớn vô cùng. Cô rồi cuối cùng cũng sẽ phải lấy Khánh. Anh rồi cũng sẽ phải lấy một người khác. Cô ngồi thụp xuống mà khóc nức nở. Bỗng nhiên tiếng của Khánh ở bên ngoài vọng vào trong nhà vệ sinh. Giờ anh biết phải làm sao đây? Anh phải đi với cô ấy. Không cô ta nghi ngờ thì chết. Mọi việc vỡ lở hết mất. Tiếng nói của một người đàn ông khác nũng nịu vang lên. Em đã bực mình lắm rồi đấy. Trên máy bay anh chăm chút cho cô ta. Anh không xem em ra cái gì cả. Anh có còn yêu em không đấy hả? Quỳnh lúc này buồn rủn tay chân, mở cửa nhà vệ sinh, rón rén nhìn qua khe cửa. Khánh đang ôm ấp với một người đàn ông khác. Anh chàng này nhìn khá là quen. Hóa ra là anh ta đi cùng máy bay với cô từ Mỹ về đây. Đầu óc của cô điên cuồng, không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Điện thoại trên tay của cô rơi xuống sàn, bốp một tiếng. Hai người đàn ông giật mình quay sang, thấy cô đang cúi xuống nhặt điện thoại. Khánh run rẩy, biết rằng mình bị phát hiện rồi. Cô hoảng hốt bỏ đi, không quên kéo luôn vali rời đi. Cô cảm thấy sợ hãi, Khánh lừa cô sao? Trời đất ơi, cô vẫn còn may quá, suýt nữa thì cô đã kết hôn với anh ta rồi. Cô thầm cảm ơn ông trời. Cô cứ thế mà chạy đi thật nhanh. Khánh lúc này đang đuổi theo cô. Cô thấy bóng dáng của Nguyên chuẩn bị đang đi vào ô tô. Cô chạy ra níu cánh tay của anh, mặt không còn giọt máu nào cả, hốt hoảng mà lên tiếng. Anh đừng hỏi gì cả, cho em đi cùng với. Nguyên vội vã cất vali của cô vào trong xe, rồi phóng xe chạy nhanh. Cô ngồi bên cạnh anh, đang thở hổn hển không ngừng. Anh không hỏi cô gì cả. Cô bình tĩnh kể cho anh nghe chuyện vừa xảy ra.
Chẳng hiểu sao gương mặt của anh có chút giãn ra. Anh bảo cô về khách sạn của anh, cô cũng đồng ý. Giây phút này đây cô vẫn chưa thể nào định thần. Anh lén lén nhìn sang cô, im lặng lái xe về khách sạn. Vào đến phòng rồi, cô cất đồ đạc ngồi trên giường. Anh đứng bên cạnh cô, tự nhiên cảm thấy tay chân mình thật là thừa thãi. Anh bảo cô đi tắm, cô lắc đầu. Cô gọi điện cho mẹ, rồi kể với mẹ tất cả những gì mà cô vừa trải qua. Mẹ của cô khẽ thở dài ở trong điện thoại. Duyên nợ của cô và Nguyên chắc là chưa hết, thế nên cô mới gặp cảnh éo le như vậy đó. Mẹ của cô lo lắng, hỏi rằng cô đang ở đâu. Cô nói dối là ở trong khách sạn, đang nghỉ ngơi một chút. Mẹ dặn dò vài câu rồi tắt máy. Cô ngồi đó thẫn thờ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô không ngờ Khánh lại lừa cô như thế. Cuộc đời của cô đúng là quá khổ sở. Cô thấy ông trời thật là bất công với cô. Nước mắt lại tuôn ra, lăn dài ở trên má. Nguyên lúng túng đến gần, rụt dài đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má của cô. Trái tim của anh đau nhói, cô òa khóc. Tại sao lại để cho cô gặp anh trong tình cảnh trớ trêu như thế này cơ chứ? Đáng lẽ ra cô phải hạnh phúc để cho anh nhìn thấy, để cho anh hối hận. Đằng này thì... Nguyên ôm cô vào trong lòng, không nói gì cả. Anh hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Cô gục vào trong ngực của anh mà khóc nức nở. Mùi nước hoa của anh ngào ngạt vỗ về trái tim của cô. Cô thấy trong lòng mình có một chút bình yên. Đêm đó, hai người ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra trong 4 năm vừa qua. Đêm hôm đó, Đà Lạt mưa như thác đổ. Cũng đêm hôm đó, hai người thức cả một đêm, nói cho nhau nghe những nỗi lòng của mình. Anh thổn thức, cô thì chua xót, thế rồi ôm nhau khóc cả một đêm. Lúc này thì họ mới nhận ra rằng họ vẫn còn yêu nhau nhiều như thế nào. Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đi chơi và thăm thú Đà Lạt, đi hết những danh lam thắng cảnh, ăn những món ăn ngon. Tay anh nắm tay cô, hai người mặc kệ hết tất cả mọi chuyện, hai người sẽ sống vì nhau trong quãng thời gian này. Ánh mắt của Nguyên ánh lên hạnh phúc, còn cô thì thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng. Đêm hôm đó, hai người đã lao vào nhau, không nhớ là bao nhiêu lần nữa. Anh siết cô thật chặt để có thể khỏa lấp những nhớ thương. Cô hôn anh trong đê mê. Đã lâu lắm rồi, hai người mới được sống lại như thế này. Cô không nghĩ rằng mình có thể gạt bỏ được tất cả mặc cảm về chuyện ngày xưa. Nhưng giờ đây, giây phút này đây, cô không còn cảm giác đau đớn đó nữa. Còn anh thì anh chút đi được gánh nặng tội lỗi. Bao nhiêu yêu thương dồn nén lâu nay, anh đã dành hết cho cô vào đêm đó. Mấy hôm sau đó, hai người cũng không rời khỏi khách sạn, cứ ở lì ở trong phòng mà quấn lấy nhau. Có những lúc anh tỉnh dậy, hốt hoảng không thấy cô đâu, rồi lao đi tìm kiếm, rồi nhẹ nhõm khi mà nhìn thấy cô đang tắm ở trong phòng. Anh rất sợ sẽ lại lạc mất cô thêm một lần nữa. Có những lúc anh thức giấc, nhìn thấy trên hàng mi của cô ướt đẫm, trong lòng của anh lại cảm giác đau đớn. Anh chua xót biết bao, anh muốn bù đắp cho cô. Còn cô thì cảm thấy không hối hận vì đã lựa chọn ra đi 4 năm trước. Cô nghĩ rằng nếu như cô ở lại thì chắc chắn giờ này hai người không thể nào ở bên nhau như thế. Chắc chắn hai người sẽ hành hạ nhau, giày vò nhau rất nhiều và chắc chắn họ sẽ mất nhau. Có những đêm cô giật mình thức dậy khi mà nghe tiếng u ớ của anh. Miệng của anh luôn nói xin lỗi, mắt của anh đã nhòe đi từ lúc nào. Cô biết anh thực sự yêu cô, anh còn yêu cô rất nhiều. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, họ cần có một phép màu. Kết thúc một tuần ở Đà Lạt, cô phải quay trở về Hà Nội để mà sang Mỹ tiếp tục du học. Đêm đó anh đã khóc rất nhiều. Anh xin cô hãy ở lại đi, hãy cùng anh làm lại tất cả. Trong lòng cô vô cùng bối rối. Cô muốn lắm chứ, nhưng mà cô thấy vẫn còn thiếu một điều gì đó. Cô không nghĩ rằng hai người có thể quay về trong hoàn cảnh như thế này. Cô cảm thấy vẫn chưa đủ, thiếu thiếu, nhưng mà chẳng biết là thiếu cái gì. Đúng rồi, đó chính là một phép màu, một sự liên kết. Cô nghĩ rằng cần phải có một điều gì đó xảy ra, có thể xoay chuyển tất cả. Lúc đó hai người mới có thể bỏ hết đi những mặc cảm, những ngượng nghịu. Và mọi người, nhất là bố mẹ của cô, mới có thể nhìn nhận con người của anh. Mặc cho anh quỳ xuống ôm chân của cô, nhưng mà cô vẫn dứt khoát. Cô nghĩ rằng nếu như còn duyên nợ thì sẽ trở về với nhau. Anh nói dối cô rằng anh không thể nào tiện cô sang Mỹ bởi vì anh rất bận rộn công việc. Tiện cô ra sân bay Liên Khương, cô khóc, anh khóc. Hai người khóc rất nhiều, muốn ở bên nhau
nhưng mà không còn lý do gì để mà giữ lại nhau nữa. Cô lên máy bay về Hà Nội, anh cũng lên một chiếc máy bay khác về Hà Nội trong đêm đó. Ngày mà cô bay về Mỹ, bố và mẹ tiễn cô. Biết rằng anh không đến, nhưng mà cô vẫn đảo mắt để mà tìm kiếm. Thế rồi cũng từ từ để vali vào bên trong. Nguyên đang đứng nhìn cô từ xa, anh không muốn cô phải bận lòng thêm. Anh đã xin visa sang Mỹ, định đi cùng cô, nhưng mà anh lại thôi. Anh tôn trọng quyết định của cô. Nếu như còn duyên nợ thì nhất định có thể quay về với nhau. Sau khi sang Mỹ, anh và cô vẫn giữ liên lạc, tuy là không thường xuyên. Cô thường kể cho anh nghe mọi chuyện hàng ngày xảy ra xung quanh cô, còn anh thì kể cho cô nghe về Việt Nam. Đêm nào họ cũng nhắn tin qua lại đến tận đêm muộn, giống như là một thói quen của hai người. Rồi cái đêm định mệnh đó cũng đã đến. Cả ngày anh không liên lạc được cho cô, anh lo lắng, anh giống như là phát điên, chẳng biết là cô xảy ra chuyện gì nữa. Anh nằm đó trằn trọc mãi. Đến tận 2 giờ sáng, điện thoại của anh sáng lên, có tin nhắn gửi tới là của cô. Anh ơi, em thấy thèm dọc mùng chua quá. Cuối cùng thì phép màu cũng đã đến rồi. Cảm xúc trong Nguyên vỡ òa, anh bật khóc nức nở như là trẻ con. Thế rồi nửa đêm hôm đó, anh ngồi dậy, book vé máy bay, lập tức bay sang Mỹ để tìm cô trở về.